Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Nếu thấy hay thì nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tim mình nhé. Tiểu Ni oa 3 tuổi mỗi ngày phải ăn 5 bát cơm chiên trứng lớn, ăn ít một bát hắn cũng sẽ khóc nháo không ngừng, thậm chí còn bảo ta đừng giao tiền ăn cho hắn, chỉ cần chuẩn bị cho hắn hộp cơm đi nhà trẻ là được. Chuyện này khiến các bạn nhỏ trong nhà trẻ đều thèm khóc, ngay cả lão sư cũng lập tức chảy nước miếng ròng ròng, nhìn thấy một đám tiểu bằng hữu đang hít nước mũi vây xem hắn ăn cơm. Tiểu Manh Manh vội vàng ôm cơm chiên trứng vào trong ngực, "Đây là cha ta làm cho ta, muốn ăn thì cha mẹ các con làm cho các con." Nghe nói như thế bọn nhỏ càng khóc dữ dội hơn, lão sư mới kịp phản ứng, vội vàng tiến lên an ủi các bạn nhỏ, "Đây là việc ba của Manh Manh làm cho hắn, chúng ta ăn nhà trẻ làm thịt xào được không?" "Không tốt, lão sư, thịt xào thật sự rất khó ăn." Nghe được lời của bọn nhỏ, Tô Thanh Anh nhíu mày, sau đó cầm lấy đũa gắp một miếng thịt xào bỏ vào trong miệng, nhưng một giây sau hắn phun ra tất cả, ngay sau đó còn nhanh chóng uống một ngụm nước lớn. Bọn nhỏ nói không sai, thật sự quá mặn. Trước đây lão đầu bếp của trường mẫu giáo về hưu rồi, hôm qua chiêu mộ một đầu bếp mới, không nghĩ tới bữa cơm đầu tiên của hắn lại hỏng bét như vậy. Nguyện vọng của hắn là cơm chiên trứng thất bại, tiểu bằng hữu khóc càng lợi hại hơn. Tô Thanh Anh tuyệt vọng bụng mặt không biết nên làm gì cho phải. Lúc này Manh Manh xải đôi chân ngắn ngủn đi tới, "Thanh anh lão sư, có thể để cho ba ba ta làm cơm trên trứng a?" Tô Thanh Anh sửng sốt một chút, bây giờ chắc hẳn là ba ba vẫn còn đang làm việc nhỉ, không nghĩ tới Manh Manh lại lắc lắc cái đầu nhỏ đáng yêu, "Cha ba ba bị khai trừ, bị khai trừ rồi, hắn là trong công việc xuất hiện sai lầm gì sao? Không phải, là do cha so với cá mực chiên ông chủ, cùng lúc đó, ở chợ bán thức ăn Giang Thành, tôi đang thảo luận với ông chủ heo miếng nào một miếng thịt ngon." Trước đây thân là tổng chủ của Mễ Kỳ Lâm Tam Tinh, luôn bận rộn công việc, vẫn không có thời gian nấu cơm cho nữ nhi bảo bối. Mấy ngày trước bởi vì không quen nhìn nhà hàng, ông chủ giả giả bộ lừa gạt khách hàng, dưới cơn giận dữ ta trực tiếp xào ông chủ. Trước khi tìm được việc làm, ta đã nói với ngươi rồi, dự định toàn lực làm tốt công tác toàn chức vú em, chăm sóc tốt thức ăn và sinh hoạt thường ngày của nữ nhi. Ngay lúc mua thức ăn xong, hắn đang chuẩn bị về nhà điện thoại trong túi đột nhiên vang lên kết nối xong phát hiện là chủ nhiệm lớp nữ nhi gọi tới ta cho là manh manh ở nhà trẻ phạm phải sai lầm gì đó không nghĩ tới là tiểu bằng hữu ở trường mẫu giáo bọn họ bị cơm trên trứng đáng yêu làm cho phát khóc bây giờ muốn mời ta đến nhà trẻ nấu cơm cho bọn họ nghe thấy vậy ta trực tiếp choáng váng hiện tại nhà trẻ đều cuốn như vậy sao không chỉ phải giao phí vườn còn phải phụ trách nấu cơm cho nhà trẻ không suy nghĩ nhiều ta đi thẳng tới nhà trẻ sau khi Tô Thanh Anh nhìn thấy ta liền giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, vội vàng kéo ta vào phòng học, nghe thấy vậy lập tức có thể ăn cơm chiên trứng, bọn nhỏ lập tức ngừng tiếng khóc, tất cả đều đặt hai tay lên cầm, trơ mắt nhìn ta, nhìn thấy tình cảnh này, ta nhịn không được có chút buồn cười, không nghĩ tới một bát cơm chiên trứng lại dẫn phát ra hiệu quả như vậy, dẫn ta đi phòng bếp đi, bây giờ ta động thủ bắt đầu làm cơm chiên trứng, thật tốt quá, Diệp ba ba, chúng ta lập tức xuất phát, sau khi đi vào phòng bếp ta cẩn thận quan sát một chút sau đó hài lòng gật đầu phòng bếp rất sạch sẽ các loại công cụ cũng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp an toàn vệ sinh thực phẩm cho con cái nhất định là quan trọng nhất nhưng đột nhiên trong lúc đó ta thấy được trong góc có một người đang hút thuốc ta một câu cũng không nói đi lên phía trước trực tiếp cướp tàn thuốc rồi bóp tắt ném vào thùng rác người hút thuốc lập tức nổi giận người mẹ nó là ai a dám ở địa bàn của lão tử dương oai Tô Thanh Anh thấy tình cảnh này nhíu mày, người này chính là đầu bếp mới chiêu mộ từ nhà trẻ, nghe nói trước kia làm đầu bếp trưởng trong khách sạn lớn, nhưng bây giờ xem ra thấy thế nào cũng không giống thật sự. Tốt rồi Vương Sư Phụ, ngươi trước tiên đi ra ngoài đi, Diệp Ba Ba muốn làm cơm chiên trứng cho con mình. Nghe được lời này, Vương Cương rõ ràng hơi sửng sốt, làm cơm chiên trứng, không phải ta nấu cơm cho bọn nhỏ sao, sao còn phải nấu cơm. Tô Thanh Anh vì mặt mũi của hắn cũng không nói quá nhiều, nhưng ta lại không nhịn được, ngươi làm cũng gọi là cơm cho chó cũng không ăn. Vừa rồi ta ở trong phòng học đã từng thấy qua đồ vật hắn nấu ra, đứa cam lam và thịt xào, một đứa so với một đứa mặn hơn, cơm càng là cứng có thể dụng răng, căn bản là không có luộc chín. Tôi nói thẳng ra lập tức khiến Vương Cương không nhịn được nữa, vẫn nộ xông lại muốn đánh ta, nhưng nắm đấm vung ra đã bị ta tóm chặt, hơi dùng sức một chút khiến hắn đau đến mức miệng lưỡi tê liệt. Tô Thanh Anh vốn không thích Vương Cương này, lần này càng thêm phản cảm với hắn. Sau khi giáo huấn hắn ta một trận, tôi cầm nồi cơm điện lên, đổ hết cơm thừa ra ngoài cơm hấp quá cứng vừa vặn phát huy công dụng cơm trên trứng chính là phải cứng rắn một chút cơm quá mềm không thể có mùi vị đó được ta đem tất cả đồ ăn kèm xử lý tốt xong ngay sau đó lửa cháy dầu sôi sau đó lại thêm thịt heo xào nhiều lần sau khi xào thịt heo xong ta lại lập tức thêm người hâm cơm nóng không lâu lắm cả gian phòng đều tràn ngập mùi thơm của thức ăn thấy tôi sao không nước trứng màu vàng kim và hạt gạo trắng nhanh chóng hòa vào nhau rất nhanh cơm trên trứng thơm phức đã ra khỏi nồi Tô Thanh Anh nhìn vào bát thuốc màu vàng óng ánh kia, cơm chiên trứng gần như chảy nước miếng ra ngoài. Cái này cũng không thể trách nàng. Đúng là bát cơm chiên trứng kia thật sự quá thơm. Sau đó ta thuận tiện xào cái món bao chiên. Chay mặn phối hợp rất thích hợp. Lúc ta bưng cơm chiên trứng thơm ngào ngạt trở lại phòng học, đám tiểu bằng hữu kia đã sớm chờ ở cửa ra vào. Không dằn nổi rồi, chưa thấy qua loại chàng diện này ta có chút khó xử ánh mắt vội vàng dùng xin giúp đỡ nhìn về phía tô thanh anh giải quyết xong một cái áo bông nhỏ thì còn được đồng thời đối mặt với nhiều đứa trẻ như vậy ta thật sự không có biện pháp nào tô thanh anh lập tức cười đứng ra thay ta giải vây đứa trẻ đứa ra cửa diệp ba ba đã làm xong cơm trên trứng rồi tất cả mọi người xếp thành hàng dài diệp ba ba sẽ lần lượt làm cơm cho các ngươi ăn nghe nói như thế bọn nhỏ lập tức ngoan ngoãn xếp thành một hàng dài trông mong nhìn cơm trên trứng trong tay ta sau khi xếp hàng xong xuôi tô thanh anh cùng ta phân phát đồ ăn cho các tiểu bằng hữu bình thường bọn họ thích ăn thịt nhất rau quả gì đó cơ bản đều không ăn chỉ có tại thời điểm lão sư bức bách mới bằng lòng qua loa ăn chút rau quả món chính nhưng cơm trên trứng của ta vừa mới bưng ra thì đã bị người ta bưng lên lập tức thèm đến mức bọn họ chảy nước miếng ròng ròng đứa nhỏ vốn dĩ không thích ăn cơm giờ phút này cũng đều biến thành tham lam thẻ mèo hy vọng tô thanh anh có thể cho bọn hắn nhiều một chút tô thanh anh cũng thỏa mãn yêu cầu của hắn cho tất cả mọi người tăng thêm lượng cho nhưng ở thời điểm phân phát cơm bao rau các tiểu bằng hữu lại khôi phục thành bộ dáng trước kia đối với bọn họ mà nói Ăn rau quả vào bụng là được rồi, bên trong thật sự là một chuyện vô cùng khó khăn, nhưng nhìn chén rau xào kia giống như đồ ăn bình thường không giống nhau, nghĩ đến cơm chiên trứng của ba Diệp thơm như vậy, hương vị của món xào chắc là không kém hơn, cho nên bọn nhỏ vẫn là miễn cưỡng nếm một chút, thật vất vả mới làm xong bữa ăn cho tất cả mọi người, bọn nhỏ ở trước bàn không kịp chờ đợi bắt đầu ăn, có mấy người ăn rất nhanh, cầm chén lại muốn thêm một ít cơm chiên trứng, Tô Thanh Anh nghe theo đề nghị của ta, không cho bọn hắn quá nhiều, mỗi người đều lại tăng thêm một chút, dạ dày bọn nhỏ rất yếu ớt, nếu như bọn họ không cẩn thận ăn no đến không tốt, quá khứ chỉ có lúc làm món thịt lớn, bọn nhỏ mới có dạ dày như vậy hồi lại, hơn nữa cũng chỉ là ăn thịt mà không cần món chính, ngoài dự liệu là hôm nay gà, cơm chiên trứng và món ăn xào là tổ hợp thanh đạm cũng có thể làm cho bọn nhỏ ăn say sưa ngon lành chẳng lẽ diệp ba ba là đầu bếp chính của nhà hàng mễ kỳ lâm sao tô thanh anh trong lòng âm thầm nghĩ nếu như có thể để cho nàng ở lại nhà trẻ vậy thì quá tốt rồi cơm nước xong xuôi là đến thời gian nghỉ trưa mặc dù nguyên nhân là vương cương thời gian nghỉ trưa bị đẩy lui gần một giờ nhưng nghỉ trưa vẫn là không thể thiếu trước khi nghỉ trưa tô thanh anh còn mang theo các bạn nhỏ tan tác ở sân thể dục biết đi bộ, bình thường không cần cái khâu này, nhưng cơm chiên trứng của ta ăn quá ngon, bọn nhỏ giữa trưa ăn có chút, bụng nhỏ tất cả đều phồng lên, đi ngủ thẳng nhất định sẽ không thoải mái. Sau khi ăn xong Tô Thanh Anh dẫn theo các bạn nhỏ ngủ chưa dậy, còn tôi thì tạm biệt con gái xong thì rời khỏi nhà trẻ. Buổi tối sau khi bọn nhỏ tan học về nhà, nhìn cha mẹ chuẩn bị bữa tối phong phú nhưng không có khẩu vị, nhao nhao muốn ăn cơm chiên trứng và bánh bao chiên. Điều này làm cho cha mẹ của các tiểu bằng hữu vừa kinh ngạc vừa vui sướng không nghĩ tới đám bảo bảo một mực chọn ăn lại có thể thế mà chủ động yêu cầu ăn rau xanh và món chính nghĩ tới đây gia trưởng lập tức hành động nâng nồi trứng rán và xào rau chia nhau chế tác nhưng không ngờ bọn nhỏ chỉ nếm thử rồi phun ra công không phải loại mùi vị này, cái này so với trường mẫu giáo làm khó ăn hơn nhiều. Điều này làm cho rất nhiều gia trưởng cảm thấy hoang mang, chẳng lẽ là nhà trẻ đổi đầu bếp sao? Vì muốn làm rõ ràng nguyên nhân, cha mẹ môn ăn ý mà lấy ra, điện thoại di động lần lượt hỏi thăm từng người trong nhóm lớp, hỏi thăm một chút mới biết được, vậy mà lại là kiệt tác của cha Diệp manh manh, mà cùng lúc đó, ta mới từ trong giấc mộng thanh tỉnh lại. Manh manh đang ở bên giường nhìn tôi với vẻ mặt đáng yêu, mới đầu ta tưởng rằng nữ nhi bảo bối đói bụng, vừa định chuẩn bị đi làm cơm tối, không ngờ vừa mới cùng đi thì nhìn thấy, trên mặt bàn có hai thùng mì thịt bò kho tàu. Cha so với cha, ta đã ăn xong cơm tối rồi, còn có một thùng là để lại cho ngươi. Manh manh duỗi ngón tay út ra chỉ vào một thùng mì tôm khác. Phía trên còn cắm cái nĩa, hiển nhiên là đã ngâm xong rồi, nắp trong nháy mắt mở ra, mùi thơm đập vào mặt. Đại đa số mọi người đều cho rằng mì ăn liền là đồ ăn rác rưởi, nhưng trên thực tế, căn nguyên của việc không khỏe mạnh nằm ở chỗ gói gia vị của nó dầu dày nặng và thuốc chống phân hủy. Nếu như ít gia vị một chút thì có khả năng nó sẽ bị phá hỏng. So với người bán đồ ăn ngoài còn khỏe mạnh vệ sinh hơn. Mặc dù đã ngâm thời gian rất lâu, nhưng ta vẫn có thể ăn đến say sưa ngon lành. Manh manh vừa nhìn ta vừa tò mò hỏi. Cha so với cha, đây không phải gọi mì thịt bò kho tàu sao. Vì sao bên trong không có thịt bò? Nghe được vấn đề của nữ nhi, ta mỉm cười. Phương diện nhà rộng lòng của ngươi sẽ không đau sao, ngay cả trẻ con cũng biết mì thịt bò kho có thịt bò bảo bối, lần sau cha nhất định sẽ làm cho con thật sự, chính giữa có thịt bò kho tàu mì thịt bò kho, ngày mai vừa vặn là cuối tuần, ta chuẩn bị mua một ít thịt bò và rau về làm món kho, sau khi ăn mì ăn liền xong, ta dự định ngủ tiếp một hồi, không nghĩ tới điện thoại của lão sư nữ nhi đột nhiên gọi tới, cho thầy tô ăn, có chuyện gì sao? Là như vậy, Diệp Ba ba ta đã thương lượng với hiệu trưởng rồi, muốn mời ngươi đến nhà trẻ làm đầu bếp, mời ta đến nhà trẻ làm đầu bếp. Đúng vậy, cơm chiên trứng ngươi làm thật sự là quá ngon rồi, đãi ngộ. Nhà trẻ một tháng có thể cho ngươi 8.000 nguyên tệ, ngài xem có thể chứ. Đến trường mẫu giáo làm đầu bếp sao, nghe rất không tệ, mỗi ngày còn có thể tự mình làm cơm cho manh manh, bảo đảm sức khỏe và dinh dưỡng của thực phẩm, còn có tiền lương có thể cầm, 8 000 tháng mà nói, mặc dù không thể so sánh với việc thu người của Mỹ Kỳ Lâm, nhưng cũng không tính là ít mà từ nhà trẻ một tuần chỉ cần làm việc 5 ngày, cuối tuần ta còn có thể đi chợ đêm bày quán thêm thu người. Bên kia điện thoại, Tô Thanh Anh thấy ta nửa ngày không trả lời, còn tưởng rằng là không hài lòng lắm đối với tiền lương. Vì vậy lại vội vàng nói, Diệp ba ba, nếu như ngươi có ý khác, chúng ta có thể bàn bạc lại một lần nữa. Hơn nữa tiền lương này cũng không phải là một mực không thay đổi. Được rồi, ta đồng ý, dù sao gần đây cũng rảnh rỗi, vậy thì tốt quá. Ngày ngày mai có thời gian không? Chúng ta có thể gặp mặt thảo luận chi tiết cụ thể. Ngày mai là thứ bảy bọn nhỏ không cần đi nhà trẻ, nhưng Tô Thanh Âm muốn nhanh chóng quyết định chuyện này, như vậy thứ hai ta có thể trực tiếp đi làm rồi. Cô cũng muốn mau chóng ăn bữa trưa dinh dưỡng mà tôi làm. Ngày mai phải đi mua nguyên liệu nấu ăn chế biến món kho. Nói tới chuyện hợp đồng thời gian sẽ lâu hơn một chút, vậy thì đem manh manh cũng mang theo đi, giải quyết hợp đồng xong thứ hai là có thể nấu cơm cho con gái bảo bối rồi. Sáng sớm hôm sau ta bị một trận tiếng khóc đánh thức ta tranh thủ thời gian chạy tới gian phòng của nữ nhi, chỉ thấy nàng ôm bắp chân ngồi trên giường, nước mắt rơi lạch cạch, thấy tôi đi tới phòng, cô lập tức nhào tới, cha so với cha, manh manh về sau đều không gặp được ngươi rồi, tôi vốn cho rằng, con gái gặp ác mộng gì đó, không ngờ manh manh duỗi bàn tay nhỏ bé trắng noãn ra, bên trong đang cầm một khối vuông nhỏ màu trắng, ta cúi đầu nhìn thấy không nhịn được cười ra tiếng. Đó là răng sữa nhỏ manh manh vừa mới rơi xuống, xem ra nữ nhi sáng sớm rời giường, phát hiện răng mình rụng xuống, vì vậy liền sợ hãi cho là mình phải chết bảo bối đây là răng sữa của tiểu bằng hữu răng rơi mất thì nói rõ ngươi phải bắt đầu thay răng rồi mỗi một bạn nhỏ đều sẽ trải qua giai đoạn này hàm răng mới mọc ra sẽ càng kiên cố hơn nghe xong lời ta manh manh nước nở hai lần ngừng khóc vậy ta có phải sẽ không biến thành ngôi sao trên trời hay không đương nhiên con phải làm áo bông nhỏ luôn bầu bạn với ba ba chứ chấn an xong cảm xúc đáng yêu chúng ta đi ra khỏi nhà đi tới một nơi trống trải, manh manh manh, dùng sức đem hàm răng ném ra ngoài. Cha so với cha, vì sao răng lại, ta còn muốn lưu lại cái răng này đây, lưu lại làm cái gì, chờ rơi xuống nhiều hơn. Cha so với chúng có thể sâu chuỗi lại thành vòng cổ cho ta, nghe vậy, ta cảm thấy rất bất đắc dĩ, vừa rồi còn sợ hãi muốn chết. Hiện tại ngược lại là muốn một cái vòng cổ răng, mà loại ánh mắt mong đợi dụng răng này là chuyện gì xảy ra. Bảo bối, ngươi đem răng dùng sức ném lên trời, ném càng cao, tương lai mọc da răng mới càng chắc chắn manh manh nghiêng đầu nghĩ nghĩ so với vòng cổ răng nàng càng muốn một cái răng tốt hơn vì vậy nàng sử dụng da bú sữa mẹ khí lực ném hàm răng lên trời cho dù đã sử dụng toàn bộ khí lực toàn thân, nhưng vẫn chỉ cao hơn ta một chút xíu. Tay mắt ta lanh lẹ một chút liền đem răng nanh nắm ở trong tay, sau đó vội vàng giấu ở sau lưng, làm một cái vòng cổ răng sao. Ý nghĩ của tiểu gia hỏa thật đúng là không tệ, cha so với cha. Răng làm sao lại biến mất, điều này chứng tỏ manh manh ném rất cao à, trở về sau mọc ra răng mới liền vĩnh viễn sẽ không rơi mất. Sau khi ném răng xong, Ta bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, hôm nay không làm cơm chiên trứng mà là làm một bát mì sợi, mặc kệ làm nhiều mỹ vị như thế nào, mỗi ngày ăn một thứ gì đó cũng sẽ chán ngấy, rất nhanh, một bát mì tôm nóng hôi hổi đã được nấu xong, ta lấy ra một cái chén nhỏ múc đầy mầm cây ra, sau đó lại thổi nguội, lúc này mới đưa tới trước mặt nữ nhi, bảo bối, trước tiên ăn một chút thử xem có nóng hay không, manh manh vươn đầu lưỡi chạm vào từng đầu ngón tay, sau khi xác định không bị bỏng, lúc này mới bắt đầu ăn, sau khi cơm nước xong chúng ta chuẩn bị xuất phát gặp mặt tô thanh âm thảo luận vấn đề hợp đồng thế nhưng vừa muốn ra cửa liền nghênh đón vấn đề đau đầu ngày nào của ngươi cũng sẽ biến mất tuy rằng ta theo học tập trên mạng thật lâu nhưng vẫn không làm gì được bím tóc nhỏ của nữ nhi dùng hết tất cả vốn liếng trên người để phân biệt ta mới miễn cưỡng cột thành hai cái đầu tròn nghiêng ngả bát quẹo manh manh hài lòng gật gật đầu chỉ hôn mặt của ta một cái cha so với cha chúng ta mau lên đường thôi đừng để cho lão sư khinh âm chờ lâu quá chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến chỗ tiệm cà phê đã hẹn trước lúc này tô thanh anh đã sớm đến rồi nhìn thấy ta đi tới hắn cười đứng lên chào hỏi manh manh từ phía sau thò ra túi sữa nhỏ rang hai tay ôm ôm tô thanh anh một tay đem nàng lầu tiến vào trong ngực thầy tô ngươi nhìn bím tóc của ta có đẹp không đây là do phụ thân đâm cho ta tô thanh anh mỉm cười xoa xoa cái đầu nhỏ của manh manh diệp ba ba không nghĩ tới tay ngươi còn rất khéo léo điều này khiến ta có chút xấu hổ bởi vì tay nghề này thật sự có chút không lấy ra được nhưng mà tô thanh anh ở trên đầu manh manh chỉ hơi loay hoay mấy lần đầu hoàn tử trong nháy mắt thay đổi bộ dáng không thể không thừa nhận thật sự so với chính mình đâm tốt hơn nhiều lúc này manh manh lại mở cái miệng nhỏ nhắn của mình ra giống như hiến bảo vậy chỉ vào hàm răng lão sư mau nhìn manh manh hôm nay thay răng cha so với nói răng càng ném càng cao sau này hàm răng sẽ càng kiên cố manh manh ném hết răng nanh vào trong vũ trụ kéo đi có phải siêu cấp lợi hại hay không phải chăng bảo bối thật sự rất lợi hại tô thanh âm lén nhìn ta càng ngày càng cảm thấy nam nhân này tràn ngập mị lực dáng dấp đẹp trai nấu cơm ăn ngon đối với nữ nhi còn tốt như vậy cũng không biết mụ mụ manh manh nghĩ như thế nào sẽ ly hôn với hắn không biết về sau nữ nhân nào có thể may mắn gả cho hắn nghĩ tới đây gương mặt nàng bỗng hồng nhuận thêm vài phần lúc này nhân viên phục vụ tới đặt hàng trông thấy ba người còn mang theo bảo bảo cho rằng ta và tô thanh âm là vợ chồng cho nên nhân viên phục vụ rất tự nhiên đưa thực đơn cho ta tiên sinh cửa hàng chúng tôi đã mở một gói tình nhân mới trên thứ hai bố kỳ nặc nửa giá nha, ta có chút lúng túng không biết nên trả lời như thế nào. Ngược lại là Tô Thanh Anh hào phóng nhận lấy thực đơn. Sau khi gọi món xong, Tô Thanh Anh lấy ra một phần hợp đồng đưa cho tôi. Sau khi quyết định toàn bộ chi tiết, tôi không chút do dự ký tên lên hợp đồng. Cứ như vậy thứ hai ta sẽ chính thức trở thành chủ động, trở thành đầu bếp của trường mẫu giáo. Trưởng thành, trước khi đi, manh manh hưng phấn phất tay với Tô Thanh Anh. Thanh Anh lão sư, cha so với ngày mai ta sẽ đi chợ đêm bày quầy bán hàng, ngươi muốn xem không? Nghe được manh manh nói Ta mặt mò đỏ lên, tiểu nha đầu này như thế nào cái gì cũng nói cho người khác biết, không nghĩ tới Tô Thanh anh lại hào phóng hỏi ta như vậy, "Diệp ba ba, lúc bày quầy bán hàng ta có thể cùng tham gia không? Ta có thể giúp ngươi đóng gói, còn có thể giúp ngươi kéo khách." Nghe nói như thế manh manh hưng phấn nhảy dựng lên, "Cha so với cha, vậy thì dẫn theo Thanh anh lão sư cùng đi." Nhìn nữ nhi vẻ mặt chờ mong, ta bất đắc dĩ đồng ý thỉnh cầu này sau khi ước định với tô thanh anh ngày mai cùng đi bày sạp ta liền mang theo manh manh đi tới chợ bán thức ăn bởi vì hôm qua đã liên hệ xong rồi hiện tại trực tiếp tới lấy hàng là được chủ quán lão trương là điển hình của heo lão thịt trước kia khi còn ở mễ kỳ lâm thì hắn luôn làm tổng bếp lúc này hắn đang mua nguyên liệu nấu ăn bởi vì thịt của hắn là tươi ngon nhất chưa bao giờ nạp vào hàng loạt thịt của trường mẫu giáo tương lai cũng có thể mua từ chỗ hắn sau đó hắn mua thêm rất nhiều tài liệu sống cần để làm món kho lúc chúng tôi về đến nhà thì đã là buổi tối rồi nhanh chóng xử lý xong thịt bò liền muốn bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho áo bông nhỏ tối nay phải làm chính là lư ngư hầm đậu hũ đem cá vượt đã rán thêm nước hầm lên đậu hũ lăn chín vạn con cá lăn canh cá muốn làm thật tốt nhất định phải cần lửa chậm thời gian dài đun nấu chờ cá tươi vị tất cả đều hòa tan vào trong canh xong lại thêm mấy khối đậu hũ, căn bản cũng không cần quá nhiều gia vị, như vậy là có thể hoàn nguyên 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 liệu nấu ăn ngon lành rồi, cuối cùng, hắn lại dán thêm một lớp bánh ngô mà con gái thích ăn bên cạnh nồi, món canh rau sườn cá dán này liền đại công cáo thành, mùi canh cá lập tức liền biến thành mùi thơm, thu hút con mèo tham ăn đang xem tivi, cha so với cha, thật là thơm a, à. có thể ăn cơm không, trước tiên rửa tay, lập tức có thể ăn rồi, chờ manh manh rửa tay xong trở về lư ngư cũng vừa vặn ra nồi ta trước tiên cho manh manh múc một bát canh cá canh cho nó, thử qua độ nóng không có nóng như vậy mới đưa tới trước mặt nàng. Manh manh nếm thử một ngụ, trong nháy mắt lập tức hiện đầy ngôi sao nhỏ. Cha so với cha, canh cá này cũng quá ngon đi, ta cũng nếm thử một ngụ, hương vị thật sự rất tốt. Manh manh uống đến mức chán đổ mồ hôi, trên tay lại càng không ngừng từng muỗng từng muỗng mà uống. Ta lại đem bánh bột ngô mở ra đưa cho tiểu gia hỏa kia một nửa, bảo bối, món canh cá này nhúng vào sẽ ngon hơn. Sau khi cơm nước xong, thịt bò cũng đã kho gần hết trong nháy mắt mở nồi áp suất ra mùi thịt bò nồng nặc lập tức bay đầy cả phòng thật sự là quá thơm khát vọng đối với thịt là bản năng của con người mà thịt bò kho từ xưa đến nay chính là mọi người đều ăn rất ngon lành tôi vội vàng muốn vớt thịt bò ra nhưng phải đợi nguội mới có thể cắt thành miếng nhỏ trong quá trình chờ đợi hai cha con chúng ta đều có cùng một biểu tình nhìn chằm chằm vào miếng thịt bò đang chảy xuống không ngừng nước miếng chảy ròng ròng cuối cùng ngại nó lạnh quá chậm tôi trực tiếp cầm quạt điện thổi vào thịt bò lại qua một giờ sau rốt cuộc thịt bò cũng lạnh thấu xương ta xách đao tiến lên giơ tay chém xuống cắt thịt bò thành miếng mỏng thật dày vừa cắt xong một miếng ta liền ném vào trong miệng manh manh như ném thức ăn vào mà chính ta cũng không kịp chờ đợi mà ăn một mảnh thịt bò kho trong nháy mắt lọt vào miệng một mùi kho nồng nặc ở đầu lưỡi nổ tung giống như có một con trâu đang múa trên đầu lưỡi vậy hai ta thẳng đến tiểu tử chống đỡ bụng nhỏ Rốt cuộc ăn không được mới ngừng lại, thật không phải là chúng ta tham ăn, thật sự là ta làm thịt bò kho ăn quá ngon rồi, không thể ăn nữa, trong khối châu này ít nhất cũng có một cân, nếu bày quầy bán hàng thì ít nhất cũng có thể kiếm 60 tệ, chờ xử lý xong tất cả thịt bò thì, ta đem chúng nó phân ra trong hộp, lại tới thêm canh hầm, bán như vậy vô cùng thuận tiện còn lại trực tiếp đặt vào trong nồi lớn thịt bò nóng nhất định là ngon hơn thịt bò đông lạnh rất nhiều như vậy cũng thuận tiện cho mọi người nhấm nháp sau đó ta lại dùng nước tương kho xong các loại rau dừa khác tiếp theo ta gọi điện thoại cho tô thanh anh ước định xong địa điểm ngày mai bày quầy bán hàng rồi ngày thứ hai mặt trời hạ xuống về sau tôi dẫn manh manh đi tới một thành phố đại học gần đó lưu lượng người nơi này rất lớn hơn nữa đều là sinh viên của các trường đại học bọn họ thích nhất là món thịt kho khẩu vị nặng cùng với đồ ăn vặt hơn nữa sinh viên đại học đều rất có tiền trạng vạng tối chính là thời gian các sinh viên ra khỏi cổng trường kiếm ăn rất nhiều bạn học ở trong ký túc xá chơi trò chơi cả ngày cũng là thời điểm đi ra hoạt động một chút chúng ta tới có chút muộn rồi toàn bộ vị trí tốt đều đã bị chiếm hết ta cũng chỉ có thể ở vị trí vắng vẻ nhất khởi động xe đẩy nhưng ta rất có lòng tin vào thịt bò kho của mình tô thanh anh cũng là lần đầu tiên bày sạp cảm giác nàng vô cùng kích động thậm chí còn cố ý cột một cái đuôi ngựa cao chót vót, lộ ra cái cổ tuyết trắng. Làm như vậy cũng thuận tiện linh hoạt hơn. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta liền bắt đầu chờ đợi khách hàng tới cửa. Lúc này manh manh kéo tô thanh anh đi, tay đẩy mạnh tiêu thụ tay nghề của ta. Thanh anh lão sư, cha so với thịt bò kho ăn rất ngon. Ngươi có muốn trước hay không? Tô Thanh Anh không khỏi ngây ngẩn cả người. Ta là tới hỗ trợ bày sạp, lúc này mới vừa khai trương một phần còn chưa bán được đâu tự mình ăn trước cái này không tốt lắm a à, nhưng nhìn canh kho nồng đậm còn có mảng lớn thịt bò nước miếng lại không tự giác chảy ra tô thanh anh vội vàng ngượng ngùng mà thơm nước miếng tiểu động tác này tự nhiên là chạy không thoát khỏi con mắt của ta mặc dù có chút không nỡ bỏ nhưng ta vẫn có thể đưa một phần thịt bò cho nàng thầy tô ngươi còn chưa ăn cơm mà trước tiên nếm thử đi tô thanh anh do dự một chút vẫn là nhận lấy thịt bò diệp ba ba ta đây liền không khách khí vừa mở hộp ra mùi thịt nồng nặc đập vào mặt trải qua nổi áp suất áp chế thịt bò đã trở nên vô cùng mềm nhũn nhẹ nhàng cắn một miếng đầy miệng phiêu hương vừa rồi còn yên lặng cơn thèm ăn đã được phát ra từ trong gian phòng kia tô thanh anh rốt cuộc không để ý tới cái gì thục nữ hay không thục nữ liên tục ăn mấy khối thịt bò đợi đến lúc đem tất cả thịt bò trong hộp nhỏ đều ăn sạch nàng lúc này mới ngượng ngùng ngừng lại diệp ba ba vốn dĩ ta đã giúp đỡ kết quả ta lại ăn trước thật sự là không nhịn được thịt bò kho ngươi làm thật sự quá ngon rồi Manh manh ngồi trên ghế với vẻ mặt đắc ý, thanh âm lão sư ta không lừa ngươi chứ. Cha so thịt bò kho chính là món ăn ngon nhất trên đời này. Theo màn đêm buông xuống, dòng người cũng càng ngày càng nhiều. Không bao lâu sau, có mấy nam hải đi tới trước sạp hàng. Ông chủ, thịt bò này bán thế nào? Hộp 30, thịt bò kho đầy áp. Nghe được cái giá tiền này, một nam hải hít vào một ngụm khí lạnh. Bình thường hắn ăn một bữa cũng chỉ mười mấy đồng tiền. Bảo hắn tiêu 30 mua thịt bò, hắn khẳng định cảm thấy đắt một nam sinh khác ngược lại cảm thấy không có gì để điều khiển dù sao hắn ở nhà hàng tây ăn thịt bò cũng ít nhất phải mấy trăm tệ số lượng thịt còn không nhiều bằng một nửa này ông chủ trong nồi cho ta ba mươi viên tô thanh anh không nghĩ tới lần đầu tiên buôn bán lại tới nhanh như vậy rất nhanh chóng đưa mã thu tiền tới sau khi trả tiền xong nam hải không kịp chờ đợi liền bắt đầu ăn thịt bò vừa vào miệng trong nháy mắt mùi thơm nồng đậm xông thẳng lên đỉnh đầu ta đi Thịt bò này cũng quá ngon đi, bạn cùng phòng bên cạnh thi đều choáng váng, cho dù một ngày chưa ăn cơm cũng không cần khoa trương như vậy chứ, chẳng lẽ trên thế giới này không có người mà ngươi quan tâm sao? Dương ca, thật sự ngon như vậy sao? Nhưng Nam Hải lại căn bản không rảnh để ý tới đám bạn cùng phòng này, vẫn là từng miếng thịt trâu lớn ăn, ta kháo, đại ca, ngươi không phải nói muốn mời khách sao, làm sao để vào được dịp chính mình ăn a? À? bọn họ chỉ ngửi được mùi thịt bò này hẳn là rất ngon nhưng dù sao không ăn vào trong miệng thật không thể nào hiểu được không phải chỉ là một miếng thịt bò kho nhỏ thôi sao về phần lang hương hổ yết như vậy người tốt xấu cũng là phú nhị đại a nhưng thằng bé tên dương thụ này vẫn không để ý đến mấy người mấy miếng đã làm thịt bò chín ngay sau đó hắn vung tay lên ông chủ cho bọn hắn mỗi người một hộp nghe nói thế ánh mắt tô thanh anh lập tức sáng lên đây chính là gặp được khách hàng lớn đấy nhưng mà ta vẫn như cũ rất bình tĩnh biểu hiện của bọn họ hoàn toàn nằm trong dự liệu của ta ta thành thạo vớt ra một miếng thịt bò kho lớn sau khi tưới một muỗng nước hầm lên đưa cho bọn họ. Mấy người người thấy mùi thơm kia không thể chờ đợi được bắt đầu ăn. Mặc dù Dương Thụ đã ăn một hộp, nhưng hắn vẫn là từng ngụm từng ngụm hướng trong miệng nhét vào. Rất nhanh hộp thứ hai cũng bị hắn ăn sạch sẽ. Nhưng sau khi ăn xong vẫn cảm thấy bụng trống rỗng. Trông thấy trên sạp của ta còn có cơm chiên trứng. Hắn lập tức chọn một phần. Ta lấy nồi đun dầu thuần thục lật đều xào. Cái này khiến các sinh viên kinh hô một trận. Lúc ra khỏi nồi, quay đầu lại móc một cái. Càng làm cho bọn họ sửng sốt. Nhìn cơm rang trứng trong tay khẩu vị của dương thụ đại khai lại một muỗng điên cuồng huyễn hoặc trong miệng điểm dừng lại cũng không có ý tứ các giá hữu vừa thấy tư thế này cũng vội vàng gọi một phần cơm trên trứng mấy người đối với cơm trên cuồng huyễn bộ dáng hấp dẫn càng nhiều người chú ý còn đang do dự không biết ăn cái gì sinh viên đại học một người tiếp một người đi tới quầy hàng vốn dĩ quạnh quẽ thậm chí xếp thành hàng dài nhìn đội trưởng trước mắt ta khẽ thở dài một cái, sớm biết chuẩn bị nhiều nguyên liệu nấu ăn một chút thì tốt rồi, đoán chừng người phía sau sẽ lãng phí thời gian xếp hàng vô ích. Tô Thanh Anh ở bên cạnh nhìn đến ngây người, lúc này mới vừa bắt đầu bày sạp đã có nhiều người tới như vậy, lấy tay nghề của Diệp Ba Ba một đêm, kiếm mấy ngàn tệ một chút cũng không phải vấn đề, nhìn nhà trẻ như vậy, tiền lương người ta thật đúng là không để ở trong lòng. Diệp Ba Ba sẽ không trực tiếp dựng gánh chuyên tâm bày sạp đi. Bây giờ ta không có thời gian suy nghĩ về suy nghĩ của Tô Thanh Anh. Nhìn trường đội trước mắt, chỉ có thể tăng thêm tốc độ không ngừng lật xào. Học sinh lấy được cơm trên trứng không nhịn được trực tiếp bắt đầu ăn. Căn bản là không đợi được trở về ký túc xá. Trên mặt mỗi người đều hiện lên ra vẻ mặt vừa vui vừa thỏa mãn. Bộ dáng lang hương hồ ít khiến phía sau học sinh xếp hàng càng không thể chờ đợi được nữa. đều muốn tranh thủ thời gian nếm thử nhân gian mỹ vị đến cùng có bao nhiêu hương vị. đương nhiên không chỉ là những học sinh kia manh manh ngồi trên ghế cũng vụng vụ trộm nuốt nước bọt cha so với cha ta đói bụng nghe được thanh âm của tiểu tử kia lúc này ta mới nhớ ra manh manh còn chưa ăn cơm tối nhưng đối mặt với ánh mắt như sói giữ của đám sinh viên kia nếu như ta hiện tại thu quán rời đi thì sẽ đoán chừng sẽ bị nước bọt dìm chết đuối lúc này ta linh cơ khẽ động nhìn về phía thịt bò kho trong nồi bảo bối ngươi muốn ăn mì thịt bò kho tàu chân chính sao nghe được lời ta ánh mắt manh manh lập tức sáng lên dùng sức gật đầu một cái Lần trước lúc ăn mì ăn liền ta đã nói rồi, để cho hắn ăn mì thịt bò kho tàu chân chính. Không nghĩ tới cha còn nhớ rõ hơn cả con. Thầy Tô, làm phiền ngài mang theo manh manh đi siêu thị mua thùng mì tôm. Tô Thanh Anh vội vàng gật đầu. Kết quả hắn nói là đến giúp đỡ cũng không giúp được gì. Diệp ba ba, không bằng ta mang manh manh đi nhà hàng ăn thứ khác đi. Dù sao đối với tiểu hài tử mà nói, thuận tiện không quá khỏe mạnh. Ta mỉm cười bảo nàng không cần lo lắng hôm nay chúng ta dùng mì tôm làm mì tôm bát mì thịt bò kho tàu chân chính rất nhanh tô thanh anh liền mang theo manh manh mua mì ăn liền về thầy tô làm phiền huynh mang mì tôm mở ra đi túi gia vị thì không cần nữa chỉ cần thả bánh bao nhân rau là được tô thanh anh nghe lời mở ra thùng mì ăn liền đem bánh bao rau khô rắc vào ta thì phân biệt tưới mấy muỗng canh kho vào sau đó càng là ở trong mỗi thùng mì tôm thịt bò kho cùng với món kho bỏ thêm rất nhiều người nắp đậy lại để mì ăn liền hoàn toàn thấm vào mùi thơm của canh hầm mấy phút sau một khắc khi mở nắp ra, mùi thịt bò trong nháy mắt tỏa ra bốn phía. Hoa hoa hoa, cha so với cha, thật nhiều thịt bò nha. Bảo bối cẩn thận bị phỏng, tôi chu đáo đưa dĩa cho manh manh. Mà lúc trước ăn hai hộp thịt bò cùng, Dương Thụ lại gần ăn cơm trên trứng. Ông chủ, chỉ cần cho ta bảy hộp thịt bò bảy bát cơm trên trứng nữa cho ta. Thì ra trong lúc những học sinh khác tranh nhau xếp hàng, hoa hậu giảng đường lâu năm của anh cũng muốn có được. Nếm thử mỹ vị nhân gian này, vì vậy hắn liền dựa vào chính mình đi đầu vị trí thay hoa khôi và bạn cùng phòng gọi món ăn bảy bát cơm trên trứng làm rất tốn thời gian mọi người vốn đã xếp hàng thời gian rất lâu vừa nghe dương thụ muốn bảy bát cơm trên trứng liền nhao nhao chủ giá nhưng mà lúc này ta lại lắc đầu với hắn không có ý tứ ta không bán vì sao ta cũng không phải không cho ngươi tiền tôi chỉ vào đội ngũ thật dài mọi người xếp hàng lâu như vậy chính là muốn nếm thử cơm trên trứng ngươi mua cơm cho những người không xếp hàng đối với bọn họ rất không công bằng cho nên ta không bán, nghe được ta phía sau xếp hàng. Mọi người nhao nhao giơ ngón tay cái lên với ta, vốn dĩ chỉ định mua một phần cơm trên trứng. Hiện tại người ta cũng muốn mua một phần thịt bò kho, không chỉ vì nếm thử, càng là vì ủng hộ ta, loại phẩm chất cao thượng không vì tiền tài này. Sắc mặt dương thụ rất là lúng túng, vừa ở trước mặt nữ thần khoác lác qua ngư bức, hiện tại lại không thực hiện được. Mà lúc này ta vì mặt mũi của hắn cũng lần nữa mở miệng, nếu ngươi muốn mua, Ta có thể mua lại, bán cho ngươi một phần cơm trên trứng cùng thịt bò kho, Dương Thụ trong lòng an tường một phần này ngược lại là có thể cho nữ thần của mình, bất quá hắn cũng rất muốn ăn a. À. Ngay tại thời khắc xoắn suýt này, đột nhiên nàng nhìn thấy manh manh đang ở đó, cầm đũa lên, mì đưa vào trong miệng, món mì sợi màu vàng óng kia được nhúng đầy nước sốt đậm đà, dưới ánh đèn phản chiếu ra kim quang xinh đẹp. Ông chủ, vậy. Thật là thơm a, à. ta quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện Tô Thanh Anh vùi cả mặt vào trong cái thùng mì. Cùng manh manh đang đầu đầy mồ hôi uống nước mì, hai người hiển nhiên giống như hai con mèo tham ăn lớn nhỏ. Đó là mì thịt bò kho tàu ta tự chế, cái gì mì thịt bò có thể ăn ngon như vậy a, à? cái này làm ta nhìn mà nước miếng đều chảy ra rồi. Đó là đặc biệt phiên bản gia cố, ta ở bên trong bỏ thêm thịt bò kho cùng món kho vào, cái này không khỏi để cho Dương Thụ hút một ngụm nước bọt sắp chảy ra, tham ăn lại lần nữa móc ra cho mì thịt bò. Lúc này hắn quay đầu nhìn thoáng qua như trước, là một hoa hậu giảng đường mặt lạnh như băng, bà nội nó chứ chính mình tân tân khổ khổ lâu như vậy vì miếng cơm còn bị nhiều người như vậy nói móc ngươi chỉ dùng một khuôn mặt tươi cười cũng không có lão tử còn không giống ông chủ bát cho ta bát mì thịt bò kho đặc biệt gia vị ta muốn nếm thử mì thịt bò chính tông rốt cuộc ngon cỡ nào được rồi bất quá cái này của ta cũng không có mì sợi a à. ngươi muốn ăn thì tự mình đi mua không thành vấn đề lão vương ngươi tranh thủ thời gian đi mua mấy thùng mì thịt bò kho tàu trở về hôm nay nghĩa phụ cho các ngươi ăn no miệng ấm dùng tiền cho nữ nhân còn không chiếm được một khuôn mặt tươi cười còn không bằng tiêu tiền cho huynh đệ thoải mái hơn rất nhanh mấy người dương thụ mỗi người đều cầm trong tay lấy được mì thịt bò kho chính tông ngâm xong dương thụ hít một hơi thật sâu mùi hương phát ra trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười vô cùng hạnh phúc mỹ thực như vậy mới là ý nghĩa con người sống trên thế giới a à, về phần nữ nhân gì đó thì cút sang một bên đi hoa hậu giảng đường kia thấy chó liếm như thế tức giận dẫm chân xoay người rời đi mà bạn cùng phòng của hoa khôi thì là vẻ mặt tràn đầy phẫn hận dương thụ cả đời này ngươi cũng không đuổi kịp ân hy tên nam tử phía dưới cuồn cuộn cuồn cuộn, cuộn mấy người xấu xí các ngươi đừng có lại mất mặt xấu hổ ảnh hưởng ta ăn cơm khi chó liếm quyết định không liếm thì sẽ lãnh khốc vô tình hơn bất cứ ai khác bọn họ đi rồi Dương Thụ không kịp chờ đợi, liền đem thịt bò bỏ vào trong miệng, trong nháy mắt trên đầu lưỡi giống như có mấy ngàn con trâu đang nhẹ nhàng nhảy múa, cả người cũng giống như còn đang ở trên đại thảo nguyên xinh đẹp, sau đó rốt cuộc không đoái hoài tới hình tượng nữa, mấy đại nam nhân cầm mì ăn liền, thùng liền trực tiếp bắt đầu ăn từng ngụm lớn, cái này khiến cho tất cả mọi người đang xem náo nhiệt đều mộng bức, thùng đỏ kho mì thịt bò có thể khiến chó liếm hồi tâm chuyển ý. Đây cũng quá bất hợp lý đi, tướng ăn của mấy người dương thụ lại một lần nữa trở thành chiêu bài tốt nhất. Mỗi người đều muốn nếm thử cái này chính tông, mì thịt bò kho tàu đến cùng là mùi vị gì, cũng không biết là ai hô to một tiếng trong đám người. Tranh thủ thời gian đi cướp mì tôm A, đi trễ thì cái gì cũng không còn, trong nháy mắt. Rất nhiều sinh viên đại học chạy về phía siêu thị của trường học, rất nhanh, tất cả siêu thị xung quanh đều đã biến mất mì gói trong thùng đã bị quét sạch sành xanh có một số không mua được mì ăn liền vậy mà quay về ký túc xá của mình tự mình nấu mì sợi sau đó trở về tiếp tục xếp hàng chỉ có thể nói các sinh viên đại học vì mỹ thực là chuyện gì cũng làm được a à. lần này không chỉ là cơm trên trứng ngay cả thịt bò kho cũng rất nhanh đã bị tranh mua trống không nhìn những người chưa ăn vào nhân gian mỹ vị học sinh ta xin lỗi cười một tiếng các vị đồng học quá ngượng ngùng rồi hôm nay nguyên liệu nấu ăn đã bán hết toàn bộ cảm tạ mọi người ủng hộ lần sau lại đến đi không ăn được cơm chiên trứng tất cả học sinh mặt nạ thịt bò đều bi phẫn không thôi chỉ hận tại sao mình không sớm phát hiện ra quầy hàng thần cấp này lập tức bọn họ chuyển hóa bi phẫn thành cảm giác thèm ăn giống như sói đói nhào về phía quầy hàng bên cạnh chủ quán bên cạnh vừa rồi còn tỏ vẻ khó chịu oán giận bởi vì ta đến để cho quầy hàng của bọn họ căn bản không có người vào xem nhưng bây giờ từng quầy hàng phía trước tất cả đều chật ních người trên mặt ông chủ nở hoa hận không thể quỳ trên mặt đất gọi ta một tiếng thần tài gia thầy tô đây là tiền lương của ngươi tôi đưa 200 tệ cho tô thanh anh tô thanh anh thì lắc đầu diệp ba ba ta nói chuyện gì cũng không giúp lấy đâu ra tiền Tô Thanh Anh ngược lại rất hổ thẹn, nói là hỗ trợ thu ngân cùng kéo khách, nhưng kỳ thật căn bản không cần đến chính mình. Về phần manh manh vốn đã rất nhu thuận, cũng không cần mình phải hao tâm tổn trí nhìn nhiều như vậy. Bản thân mình ngược lại không chỉ không hỗ trợ còn ăn một hộp thịt bò. Điều này làm cho nàng vô cùng xấu hổ, bất quá. Dưới sự khuyên bảo của ta, hạ bà cũng chỉ có thể nhận tiền. Cáo biệt Tô Thanh Anh. Ta mang theo manh manh về nhà, dụ dỗ nữ nhi ngủ xong. Ta chỉ là không kịp tính toán thu nhập hôm nay một chút. Nước chảy đêm nay là thất can khối bỏ đi chi phí, ta còn lại hơn 3 nghìn. Cái này so với công việc nhà trẻ kiếm được nhiều hơn nhiều. Nếu như mỗi ngày đều đi bày quầy bán hàng mà nói, thu người còn cao hơn so với lúc mình làm đầu bếp. Bất quá ta cũng không định từ bỏ công tác nhà trẻ. Một mặt là có thể làm bạn nữ nhi, tiền mất rồi có thể kiếm lại. Bỏ lỡ tuổi thơ của con gái thì không có cách nào đền bù được. Mặt khác là ta cũng có. Càng nhiều thời gian nghiên cứu món ăn mới, luôn đơn điệu cơm trên trứng cùng với cơm trên trứng, đám sinh viên mặt nạ thịt bò chẳng mấy chốc sẽ chán ăn vẫn là phải không ngừng khai phá món ăn mới phẩm tài năng hấp dẫn liền nhiều ăn hàng hơn mà tô thanh anh sau khi về đến nhà đầu tiên là gửi tin nhắn báo cho ta một cái bình an sau đó nàng liền đưa ta đến trường mẫu giáo chuyện nhậm chức được tuyên bố trong nhóm phụ huynh ai nha tốt quá con ta vẫn luôn nhớ cơm trên trứng của diệp ba ba đấy đúng vậy a à. ta còn dự định mời diệp ba ba dạy cho bọn họ cách làm cơm trên trứng đấy ta vội vàng bị tiểu tổ tông nhà ta làm phiền chết mất tôi nhìn vào điện thoại di động không ngừng tin tức đổi mới bất đắc dĩ cười cười sao mấy gia trưởng này đều giống như trẻ con vậy mà lúc này tô thanh anh lại tuyên bố một tin tức ngày mai chính là ngày phụ huynh mở cửa một tháng một lần rồi phụ huynh muốn tham gia có thể tìm ta báo danh danh ngạch có hạn tới trước được trước cha mẹ của các tiểu bằng hữu vừa ra tin tức đều cướp đến điên rồi ngay cả người nhà ngày mai phải đi công tác cũng xin ông chủ nghỉ nói cái gì cũng phải chính miệng nếm thử cơm trên trứng ta làm ta thấy trong nhóm nô nức tấp nập báo danh tin tức ngược lại có chút phiền muộn ngày mai là ngày đầu tiên ta đi làm Thực đơn chắc chắn phải chuẩn bị thật tốt vì để chăm sóc khẩu vị của bạn nhỏ, món ăn rất cay khẳng định không thể làm. Sau khi trầm tư suy nghĩ, cuối cùng ta chọn món ăn dương châu có hương vị vừa phải. Thực đơn buổi trưa được xác định là bánh bao phỉ thúy, đại trừ tơ tằm, ngô nhân hạt thông cùng với canh xương sườn củ sen. Dinh dưỡng cân đối như vậy rất phù hợp với dạ dày của trẻ con. Sau khi xác định xong thực đơn, ta lên giường ngủ từ sớm. Ngày mai ngày đầu tiên đưa tin cũng không thể thối lui đến. Sáng sớm hôm sau, trước tiên ta đưa manh manh đến nhà trẻ sau đó liền đi ra chợ mua sắm nguyên liệu nấu ăn cần thiết. Tô Thanh Anh giao toàn bộ tiền ăn cho ta, còn nói nếu như không đủ có thể lại xin viên trưởng một lần nữa. Như thế là cho ta không gian lựa chọn rất lớn. Mua nguyên liệu nấu ăn xong ta ra roi thúc ngựa, liền chạy về nhà trẻ phòng bếp. Món ăn đầu tiên chính là bánh bao phỉ thúy. Ra bánh bao mỏng như giấy xanh biếc mới là tốt nhất. Sau khi làm tốt phát mì đã khô lại, ta lại bắt đầu vung dao phay chặt lên nhân thịt. Ta chọn dùng là tầng 3 hoa năm tốt nhất, xử lý xong như vậy nhân thịt mới có thể thơm mà không án nhưng mà ngay lúc ta băm nhân thịt tô thanh anh mang theo nhà trẻ một vị lão sư khác đi vào phòng bếp diệp ba ba vị này là thẩm tuyết lão sư khoảng thời gian trước nàng xin nghỉ trở về quê nhà hôm nay vừa vặn trở về còn mang theo đặc sản nhà mình cho các tiểu bằng hữu nơi này là hương thung và mang mùa xuân tươi mới không biết trưa nay có thể thêm hai món cho bạn nhỏ ăn không tôi nhận lấy thấy tình hình này Lập tức vui mừng khôn xiết, tất cả đều là từ nông thôn vừa mới tới, hái nguyên liệu nấu ăn thuần thiên nhiên a. À? Những nguyên liệu nấu ăn này đủ tươi mới, vậy thì như thế nào? Giữa chưa canh xương sườn ngó sen sẽ đổi thành trứng gà xào hương xuân, về phần măng xuân thì đến phỉ thúy bao tử. Nói làm liền làm, bởi vì tiếp theo hai người bọn họ cũng không có lớp nào cần lên lớp, vì vậy liền ở lại giúp ta làm trợ thủ, có thêm hai người trợ giúp đương nhiên là rất nhanh đã làm xong tất cả các món ăn nhìn vào cái bánh bao phỉ thúy mê người kia thẩm tuyết nhị không được đưa tay muốn lấy ra một cái nếm thử tôi vội vàng mở tay cô ta ra thầy thẩm rửa tay xong rồi sao đây là bữa trưa chuẩn bị cho bạn nhỏ a vấn đề an toàn thực phẩm không thể qua loa được sau đó ta lấy đũa gấp một cái bánh bao bỏ vào trong bát không phải không cho ngươi ăn chỉ là ngươi không rửa tay rất dễ dàng ăn vi khuẩn vào trong bụng vậy cho ngươi nếm thử đi điều này làm cho thẩm tuyết đối với ta càng thêm thưởng thức vậy ta sẽ không khách khí nga nga thẩm tuyết nhận bánh bao cắn một miếng nhưng tiếp theo đó là nàng miệng lưỡi hô nóng bỏng bởi vì sách tươi ta bỏ thêm canh gà vào bánh bao đi qua nồi canh gà gia công bằng hơi nước nhiệt độ cao Nhân bánh đã hoàn toàn dung nhập vào trong nhân bánh, cắn tiếp một cái tự nhiên là trực tiếp nổ tung, thẩm tuyết há to miệng, hít thở không khí, đợi nguội đi một chút nàng mới nuốt xuống. Nhưng cho dù như vậy nàng vẫn là khen không dứt miệng đối với chủ nghệ của ta. Diệp ba ba, ngươi cái bánh bao này cũng ăn ngon quá đi, da bánh bao mỏng như cánh ve sầu, bao lấy nhân bánh phong phú trong đó, miệng cắn xuống liền cảm giác khác biệt, nguyên liệu nấu ăn lần lượt nhảy múa trên đầu lưỡi cộng thêm chút ít canh gà của Tình bút, cả đời này ta chưa từng được ăn bánh bao ngon như vậy. Ha ha ha, như vậy đi, còn có đồ ăn ngon hơn ngươi còn chưa ăn đâu. Vậy thì, vậy lúc nào làm cho ta? A à không, là làm cho tiểu bằng hữu ăn a, à? không nên gấp gáp, sau này còn có nhiều cơ hội đây. Nhìn bộ dáng thèm thuồng của nàng, ta không khỏi mỉm cười. Cùng lúc đó, trong phòng học cũng có một cái tên, các bạn nhỏ đang được lão sư dẫn dắt bài hát thiếu nhi hát tiếp theo, đợi đến trưa mới ăn cơm mà nhóc béo bên cạnh manh manh thèm thuồng không chịu được. Manh manh manh, giữa trưa ba ba ngươi làm món gì ngon cho ta nha, có thể hay không vẫn là cơm chiên trứng ngon kia. Manh manh thì gõ gõ cái đầu nhỏ của hắn, hiện tại là thời gian lên lớp, phải nghe giảng bài cho tốt. Hơn nữa cha ta cũng không chỉ biết cơm chiên trứng, làm cái gì cũng đều rất ngon, mà lúc này tới tham gia ngày mở ra. Phụ huynh lục tục kéo đến, Tô Thanh Anh đại diện viện trưởng tiếp đãi các vị phụ huynh. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy, nhiều phụ huynh như vậy tới tham gia mở cửa bạch tâm tình có thể nói là vô cùng kích động thầy tô chúng ta đều hướng về cơm trên trứng của ba ba diệp tới đây đúng vậy hôm nay ta nhất định phải nếm thử xem rốt cuộc có bao nhiêu ngon lành thầy tô lúc nào mới có thể khai phá a à? đối mặt với tâm tình bức thiết của các gia trưởng tô thanh anh mỉm cười nhanh nhanh mọi người mời vào trước đi lập tức có thể ăn cơm rồi điều này làm cho rất nhiều gia trưởng đều hưng phấn không thôi lập tức liền chuẩn bị chạy về phía nhà trẻ nhà ăn nhưng mà câu kế tiếp của tô thanh anh lại tưới cho bọn hắn một chậu nước lạnh nhưng hôm nay Diệp Ba Ba không làm cơm chiên trứng nha, nhưng ta có thể bảo đảm hôm nay đồ ăn cũng sẽ không khiến mọi người thất vọng. Nghe nói không có cơm chiên trứng, nhóm phụ huynh đều có chút buồn bã mất mát, rất nhiều người trong số bọn họ chính là vì cơm chiên trứng mà tới a, à. nhưng kết quả lại không thể ăn được. Điều này làm cho rất nhiều phụ huynh quay đầu muốn rời đi, nhưng mà lúc này ta lại từ trong phòng bếp đi ra, các vị không tin vào chủ nghệ của ta sao? Không ngại lưu lại nếm thử những món ăn khác của ta như thế nào? tất cả phụ huynh nhìn thấy ta trong nháy mắt con mắt lập tức sáng lên nhất là một bộ phận nữ gia trưởng càng nhỏ giọng kinh hô một chút hoa diệp ba ba hóa ra trẻ tuổi đẹp trai như vậy sao nhìn qua giống như một trường học lớn vậy nam phụ huynh khác tuy rằng không chịu được nữ phụ huynh mê trai nhưng bọn hắn đối với ta cũng là hết sức hài lòng bộ đồ đầu bếp trắng tinh không nhuốm bụi trần tóc trải cẩn thận tỉ mỉ tương đối thỏa đáng người như vậy làm đầu bếp bọn họ cũng vậy yên tâm vấn đề thực phẩm khỏe mạnh của bọn nhỏ các vị trưởng huynh bằng hữu hôm nay ta cũng chuẩn bị rất nhiều món ngon phong phú cho các vị, còn hy vọng các vị có thể thưởng thức một phen. Trải qua ta khuyên bảo các vị, phụ huynh cũng một lần nữa giấy lên chờ mong. Tất cả đều đi theo lão sư Tô Thanh Anh, đi về phía phòng học của các bạn nhỏ. Sau khi đi vào phòng học, các phụ huynh ở đây, vị trí của mỗi đứa nhỏ đều ngồi xuống. Lúc trước hỏi thăm manh manh buổi trưa ăn cái gì, béo lập tức đối với ba nhà mình ba 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 nói khoác lên cha sẽ là ngươi nhất định phải nếm thử món ăn mà ba ba diệp làm cái kia so với ngươi làm ăn ngon hơn nhiều phụ huynh cũng tức giận cười ngươi chỉ là một tên tiểu tử thúi ngươi nhiều ta thế nhưng là đầu bếp tam tinh của mễ kỳ lâm hắn lợi hại hơn nữa còn có thể có đồ ăn ngon như ta làm mà lúc này ta dẫn theo những người khác lão sư đẩy toa ăn đi tới phòng học nhìn thấy đồ ăn trên xe các phụ huynh đều hưng phấn lên hoa hoa đó là bánh bao sao lớp da kia gần như trong suốt nhìn cũng làm cho người ta ăn uống thoải mái còn có món ăn kia đó là rau hoài dương nấu cạn tơ tầm a không thể tưởng được nhà trẻ lại có thể làm ra loại món ăn nổi tiếng này trong lúc các gia trưởng đang nghị luận ầm ĩ ta mỉm cười mở miệng các vị đại bằng hữu cùng tiểu bằng hữu các vị cơm chưa sắp bắt đầu rồi muốn ăn phải xếp thành hàng nghe được ta nói các tiểu bằng hữu tự giác xếp thành một hàng Bên cạnh thì là từng người nắm ba ba mụ mụ nhà mình, manh manh vừa nhìn thấy tất cả các bạn nhỏ đều có mặt ở đây thì liền cảm thấy rất đáng sợ, ba mẹ đi cùng thì mình không có, vì vậy lập tức chạy chậm vài bước đi tới trước mặt Tô Thanh Anh, Thanh Anh lão sư, ngươi có thể hay không đi lấy cơm cho ta? Tô Thanh Anh còn chưa nói gì, Thẩm Tuyết đã nhích lại gần, manh manh manh, a à, Tuyết lão sư ở bên ngươi có được hay không? Thầy Thẩm Tuyết trước mắt đã trở lại, manh manh lập tức vui vẻ nở nụ cười, a à, Tuyết lão sư, ngài đã về rồi vài ngày không thấy được manh manh đều nhớ ngươi a à. ha ha lão sư cũng muốn ngươi vậy bảo a tuyết lão sư đi lấy cơm với ngươi thì sao manh manh liếc nhìn thẩm tuyết rồi lại nhìn tô thanh anh nhưng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ nhưng ta vẫn muốn thanh anh lão sư đi theo giúp ta không bằng thế này đi ta ở cùng thanh anh lão sư vài ba tứ là cho lão sư a tuyết tiểu ra hỏa ngây thơ nói chuyện lập tức chọc cười hai lão sư thẩm tuyết vốn là muốn đùa một chút nhìn xem trong lòng nàng ai quan trọng hơn kết quả manh manh trực tiếp sắp xếp xong xuôi thật đúng là mưa móc đều phân công rõ ràng bọn họ vốn rất thích manh manh sau khi nhìn thấy ta ấn tượng của nàng đối với hắn càng tốt hơn điều này làm cho trong lòng hai lão sư đều cảm thấy đau đớn cũng không khỏi xuất hiện một cái nghi hoặc một đôi cha con hoàn mỹ như vậy vì sao mẹ diệp lại chọn ly hôn rất nhanh tất cả các tiểu bằng hữu đều đã được thu phục cùng gia trưởng đều phân phát đến thức ăn bởi vì hôm nay phụ huynh tới vượt xa số người báo danh dẫn đến bộ phận phụ huynh không có chỗ ngồi cho nên tất cả bọn họ đều trực tiếp tự mình ngồi vào vị trí của mình để tiểu bằng hữu nhà mình ngồi trên đùi mình điều này làm cho một đám các bằng hữu rất là không vui nhưng bọn họ lại không có một chút biện pháp nào ai bảo đó là cha mẹ ruột của mình ủy khuất thì ủy khuất chút đi phụ huynh không hiểu chuyện thì trẻ con phải nuông chiều phụ huynh và người nhà nhận được đồ ăn đều đứng ở đó bạn nhỏ đều không kịp chờ đợi bắt đầu ăn tô thanh anh đầu tiên là phát động tấn công vào bánh bao phỉ thúy trước đó nhìn tướng ăn của thẩm tuyết chính mình đã sớm nghĩ đến lớp da gần như trong suốt bọc trong nhân bánh màu phỉ thúy miệng cắn xuống khôn thăng nồng đậm nở rộ trong miệng tổ hợp hoàn mỹ này giống như là một con khôn ở đầu lưỡi của mình bên cạnh đánh bóng rổ hát nhảy a đồ ăn ngon khiến tô thanh anh ăn mấy miếng liền ăn xong một cái bánh bao phỉ thúy mà tiểu manh manh đang nhìn bên cạnh cũng đã khoe xong hơn nửa cái bánh bao cái miệng nhỏ phồng lên tướng ăn của những đứa trẻ khác cũng là một người so với một người càng khoa trương hơn hai ba ngụm liền giết chết một cái bánh bao tên mập kia thì càng không hợp thói thường cái miệng rộng há ra trực tiếp đem chọn một cái bánh bao nốt xuống ba của hắn nhìn thấy vậy thì sửng sốt một chút ngươi chỉ là một tên tiểu tử thúi ta bình thường là không cho ngươi ăn no hay là như thế nào nhưng mà hắn đã từng nếm qua một ngụm ta làm bánh bao cũng không dừng lại được thân là đầu bếp của mễ kỳ lâm hắn ta là coi như là ăn qua các loại mỹ vị rồi nhưng phỉ thúy bao tử ta làm so với bọn hắn đầu bếp trưởng nhà hàng làm còn muốn ăn ngon hơn hiện tại tất cả phụ huynh cũng coi như là hiểu rõ thì ra các tiểu bằng hữu không phải không thích ăn rau xanh mà là lúc trước ăn vào thật sự là quá khó ăn nếu rau xanh đều có thể làm thành bánh bao phỉ thúy như vậy đoán chừng dù cho ăn từng bữa rau xanh các tiểu bằng hữu cũng nguyện ý à rất nhanh có một số phụ huynh thậm chí tranh giành cơm với các bạn nhỏ nhi tử bạn đang giảm béo với bạn giữa chưa phải ăn ít đi một chút cái bánh bao này ta liền thay ngươi giải quyết a à. con gái nhu thuận a à. chút hạt ngô nhân thông này có thể cho mẹ được không mẹ hẹn buổi tối mua cho ngươi trứng thắt ăn rõ ràng nha con còn nhớ rõ mẹ và con mẹ kiếp câu chuyện khổng dung nhường lê đã kể có đồ ăn ngon trước hẳn là cho ai đó cho dù bọn tiểu tử kia vô cùng không vui lòng nhưng bọn họ tuổi quá nhỏ chỉ có thể trơ mắt nhìn mỹ thực từ đầu ngón tay mình biến mất chạy vào trong miệng lớn của cha mẹ nhà mình nhìn bạn bè lớn cùng bạn nhỏ ăn đều vui vẻ như thế ta cũng không phải nở nụ cười hiểu ý mà lúc này manh manh chạy đến chỗ của ta bên người đưa cho ta một cái bánh bao tô thanh anh cũng bưng một chén canh đi tới cha so với cha ngươi bận rộn cả một buổi sáng chắc chắn sẽ đói bụng manh manh để lại cho ngươi một cái bánh bao ngươi mau ăn đi đúng vậy Diệp ba ba, nơi này còn có tơ sợi nấu chín ngươi làm, ngươi cũng mau nghỉ ngơi một chút đi. Tôi nhận lấy bánh bao, ăn hai ba miếng đã vào bụng, không thể không nói chủ nghệ của mình càng ngày càng tốt. Tô Thanh Anh nhìn ta đang ăn như hổ đói, bên cạnh còn có tiểu manh manh hai tay chống cảm, nội tâm cảm giác một trận xúc động không hiểu. Nếu chúng ta là một nhà ba người thì tốt biết bao, ý nghĩ này vừa ra, nàng lập tức xấu hổ đỏ mặt lắc đầu, ngay sau đó. Ta mặc danh kỳ diệu, trong ánh mắt chạy trở về chỗ ngồi manh manh ngồi thời gian ăn cơm chưa rất nhanh đã trôi qua phụ huynh cùng tiểu bằng hữu tất cả đều sờ bụng mình một mặt thỏa mãn mà trước khi rời khỏi nhà trẻ lúc này có rất nhiều phụ huynh vẫn chưa thỏa mãn thậm chí muốn tìm đủ loại lý do buổi trưa tới ăn trực cái này làm cho tô thanh anh khó xử hỏng rồi Xem ra tay nghề của ba Diệp không chỉ có ba, tiểu bảo bảo 4 tuổi rồi, ngay cả những đại bảo bảo ba 40 tuổi này cũng chinh phục rồi, mà ta thì vội vàng ra mặt giải vây cho nàng. Rất nhiều bí quyết trên phương diện nấu nướng của ta đều được hắn làm ra, cùng bí phương đều nói cho các vị gia trưởng, cho nên mới khiến cho đám ăn hàng này bỏ đi ý nghĩ đến nhà trẻ ăn trực, nhao nhao kích động muốn thử về nhà tự mình làm một bữa mỹ vị nhân gian này. Bởi vì buổi chiều tan học ở trường mẫu giáo tương đối sớm, ta đang ở thế này cũng chỉ cần làm bữa trưa trưa là xong. Vì vậy buổi chiều ta về nhà ngủ một giấc trước đã, sau khi tỉnh ngủ mới quay lại trường mẫu giáo đón manh manh manh. Manh manh vừa thấy ta liền một đường chạy chậm bay nhào tới, cha so với cha, manh manh ở trong nhà trẻ ngoan ngoãn nha, có ban thưởng gì không? Ta cười ha ha từ phía sau lưng lấy ra một cái, cô bé đưa cho bé một viên kẹo bông gòn, ngươi tiểu tham ăn mèo, có phải đã sớm ngửi thấy vị ngọt của kẹo đường hay không à? Nhìn thấy kẹo đường manh manh cũng không đói hoài tới việc nói chuyện, trực tiếp cắn một miếng lớn, đồ ngọt thật sự có thể làm cho tâm tình người ta vui vẻ đường bông manh manh ăn vào trong miệng đang nằm sau khi tiếp xúc đến đầu lưỡi trong nháy mắt liền hòa tan điều này làm cho tiểu manh manh càng thêm vui vẻ cầm kẹo đường lên liền cho ta ăn một ngụ cha so với cha ngươi cũng ăn đi hình ảnh ấm áp của hai người chúng ta lập tức hiện ra dẫn tới sự hâm mộ của những bạn nhỏ khác cùng phụ huynh bọn họ đều rất hâm mộ ta cùng manh manh là làm sao để có được quan hệ con ruột hài hòa như vậy các gia trưởng vừa nghĩ đến tiểu tổ tông nhà mình liền đau đầu không bao hết phàm là có một chút không như ý đám tiểu từ kia tổ tông liền khóc lớn đại náo tới phòng bóc ngói mà tiểu bằng hữu thì là hy vọng cha nhà mình là diệp ba ba thì tốt rồi cha mẹ của mình ngoại trừ đánh chính là mắng không hề hiểu được bọn họ làm trẻ con không dễ dàng ta cùng manh manh liền tại loại này hâm mộ từ trong ánh sáng chậm rãi đi đến nhà mình nhưng đúng lúc này đột nhiên ta cảm giác được tựa hồ là có người một mực ở phía sau đi theo chúng ta bỗng nhiên quay đầu nhìn lại lại là bạn học cùng lớp nhã nhã đáng yêu nàng đang một mặt hâm mộ nhìn chằm chằm kẹo bông trong tay manh manh sau đó càng là mang theo tiếng khóc nức nở nhìn về phía ta dịp thúc thúc ngươi có thể làm cha của ta sao Điều này khiến ta đầu óc mơ hồ không hiểu gì hết, sao mẹ Nhã Nhã tan học không tới đón nàng ta? Lúc này Tô Thanh Anh vội vội vàng vàng chạy tới, trải qua một phen giải thích của nàng, ta mới biết được, thì ra ba mẹ Nhã Nhã vừa mới ly hôn, hôm nay mẹ cô đi công tác chưa trở về, cho nên mới thỉnh cầu Tô Thanh Anh có thể hỗ trợ chiếu cố một ngày. Nhã Nhã vừa nghe thấy mẹ không đến, tiếp nàng khóc càng thêm lợi hại, mặc kệ Tô Thanh Anh và Thẩm Tuyết Dỗ như thế nào cũng vô dụng. Lúc này manh manh kéo góc áo của tôi, nhỏ giọng dò hỏi, "Cha so với cha, chúng ta có thể chăm sóc Nhã Nhã một ngày sao?" Nhìn Nhã Nhã khóc lóc vô cùng thương tâm, do dự một chút, cuối cùng vẫn là đau lòng nhẹ gật đầu, được ngầm đồng ý, manh manh đi tới bên cạnh Nhã Nhã, "Nhã Nhã đừng khóc nha." so với manh manh và cha về nhà có được hay không nghe nói như thế tiếng khóc nhã nhặn dần dần ngừng lại nàng lau nước mắt trên khóe mắt nhìn manh 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 sau đó lại nhìn ta vẫn luôn mỉm cười với hắn cẩn thận hỏi han ta thật sự có thể đi sao đương nhiên có thể là lâu la ta bảo ba làm đồ ăn ngon cho con lúc này nhã nhã mới nín khóc mỉm cười đi theo manh manh ở một bên chơi đùa mà ta thì hỏi thăm ý kiến tô thanh anh tô thanh anh thấy vậy cũng hết sức bất đắc dĩ dù sao mẹ nhã nhã vừa mới cho nàng gọi điện thoại bảo nàng hỗ trợ chiếu cố một chút huống hồ phiền phức như thế nàng cũng cảm thấy rất xấu hổ vì vậy liền quyết định buổi tối tới nhà của ta cùng nhau hỗ trợ chiếu cố đợi đến khi bọn tiểu tử kia ngủ rồi mới rời đi ta đã đưa địa chỉ nhà ta cho nàng ta liền lái xe mang theo hai tiểu ra hỏa chạy về nhà mà sau khi tôi rời đi Thẩm Tuyết, bộ dáng xem náo nhiệt trêu gẹo nói, cô gái, buổi tối muốn đi tới nhà Diệp Đại Chùa A, à? ngươi không tin nổi Diệp đầu bếp vẫn có mưu đồ khác A. À? Câu hỏi này trực tiếp khiến mặt Tô Thanh Anh đỏ lên, ta là lão sư tao nhã cùng manh manh nha, huống mẫu thân của huống mục nhã nhã giao nhã nhã cho ta, nói như thế nào cũng phải đi xem một chút, thế đối. Sau đó Thẩm Tuyết đánh giá Tô Thanh Anh từ trên xuống dưới một phen, nhưng tối nay là lần đầu tiên cậu đến nhà của ba ba Diệp, chỉ mặc như vậy không quá thích hợp, đi ta muốn cho ngươi thay đổi một chút bảo đảm buổi tối vừa thấy ngươi hai mắt ba ba liền tỏa sáng tô thanh anh mặc dù ngoài miệng nói không cần thiết nhưng thân thể lại rất thành thật đi theo thẩm tuyết đến phố thương mại mà cùng lúc này trên đường trở về ta hỏi thăm hai tiểu khả ái buổi tối muốn ăn cái gì nhưng mà hai tiểu khả ái suy nghĩ nửa ngày chỉ nói một câu tùy tiện chỉ cần là ta làm thì bọn họ đều thích ăn tôi nghĩ ngợi một chút lại phát cho tô thanh anh một lần nữa tin nhắn hỏi ý kiến của nàng nhưng nàng cũng chỉ trả lời một câu cũng tốt hết thảy nghe theo sự sắp xếp của ta khá lắm hỏi một phòng tương đương với hỏi vô ích ba nữ nhân không thể kiếm được một món ăn muốn ăn cái này tùy tiện mới là khó làm nhất a à. đúng lúc này ta đột nhiên thấy được trên quầy hàng bán trái cây ven đường có quả dứa hiện tại chính là mùa đại lượng dứa đưa ra thị trường độ ngọt cũng là thời điểm thích hợp nhất dùng để làm cơm quả dứa vừa khai vị lại phù hợp với sở thích của tiểu bằng hữu vì vậy liền mua mấy quả dứa về nhà vào nhà manh manh liền mang theo nhã nhã chạy về phía tủ đồ ăn vặt của nàng điều này khiến cho nhã nhã ngây người bởi vì mẹ của nàng cơ hồ chưa bao giờ mua đồ ăn vặt cho nàng sau này ai lại chưa từng mơ mộng qua có được một cái tủ tràn đầy đồ ăn vặt đây nhưng mà ta sẽ nghiêm khắc yêu cầu manh manh mỗi ngày nhiều nhất ăn hai bao nếu ăn quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sự thèm ăn và có rất nhiều chất phụ da hai tiểu tử kia vừa vui vẻ vừa vui vẻ vừa ăn đồ ăn vật vừa chơi trò chơi ta thì đi vào phòng bếp bắt đầu xử lý quả dứa mua về đầu tiên là mở ra quả dứa dùng nước muối ngâm vào từ đó có thể giảm bớt vị chất trong thịt quả sau đó đem xác vịt còn lại rửa sạch sẽ làm đồ đựng cơm ngay sau đó hắn dùng nhân tôm đun sôi với nước sôi, phối hợp cà rốt và đậu Hà Lan cùng nhau xào, rất nhanh bốn phần cơm vịt quay ngọt ngào ngon miệng đã ra nồi, bên trong vỏ dứa màu vàng kim chứa đầy cơm chiên màu sắc phong phú, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui, món chính đã chuẩn bị xong, kế tiếp lại chuẩn bị một đại, món ăn kèm cộng thêm một bát canh là được rồi, món ăn kèm ta chuẩn bị làm một món sườn xào chua ngọt, về phần canh thì làm canh thịt của cà chua nấm nấm, mà trong lúc ta nấu cơm, manh manh mang theo nhã nhã cùng nhau nhìn vào cuốn tranh vẽ của nàng nhìn lên bàn bàn kia liền bị trà sát một cái thật lớn lần nữa họa bản nhã nhã mở to hai mắt nhìn manh 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 ngươi có nhiều sách vẽ như vậy sao đều là do cha mua cho ta chúng ta không mua cho ngươi sao mua thế nhưng nàng cho tới bây giờ đều không đọc cho ta phía trên có rất nhiều chữ ta cũng không biết không sao cả ta tới cho ngươi đọc dứt lời manh manh liền tìm một quyển sách đến để đọc bình thường nàng đụng phải chữ không biết ta đều sẽ kiên nhẫn nói cho nàng bởi vậy tiểu tử manh manh v đã lớn tuổi đã biết gần đến chữ hán rồi nhìn hai tiểu tử vừa đọc sách vừa ăn mai lời ta tiện tay cầm đi nửa túi còn lại lời này mai vừa vặn dùng để làm bài tập muối đường mai chua đúng lúc này trung cửa vang lên còn không đợi ta đi mở cửa hai lần tiểu gia hỏa liền hấp tấp chạy tới ngoài cửa chính là tô thanh anh đến dùng cơm chiều nàng tỉ mỉ trang điểm một phen trong tay còn mang theo hai túi trái cây, Thanh Anh lão sư, ngươi tới thì tới sao, sao lại khách khí như vậy? Tiểu manh manh giống như một người lớn nói lời khách sáo, chuyện này khiến Tô Thanh Anh ngơ ngẩn ngừng đầu, nàng càng ngày càng thích tiểu manh manh, vừa vào đến trong phòng nàng liền đuổi không kịp đi tới phòng bếp, Diệp ba ba, có cần ta giúp ngươi không? Không cần phải nói, chính ta là được rồi, ngươi trước tiên cùng chơi với đám manh manh một hồi, lập tức có thể ăn cơm rồi. Nói đùa, ta cũng không dám để cho tiểu Bạch này hỗ trợ, không thêm phiền cho mình đã là tốt lắm rồi. Tô Thanh Anh không có việc gì làm chỉ có thể đi vào, phòng khách kể cho hai tiểu khả ái nghe chuyện tranh, ta thì ở trong phòng bếp chặt lên xương sườn, sau khi lọc sạch sẽ máu trong xương sườn, chính là cho thêm gia vị vào nồi dầu, rất nhanh, một bàn màu sắc tươi đẹp cộng thêm, xương sườn của nước ô mai chua liền ra lò, cuối cùng lại thêm một bát canh nấm cà chua tươi non mềm bữa tối toàn bộ giải quyết xong sau khi tô thanh anh nhìn thấy một bàn mỹ thực phong phú này nước miếng không tự chủ được chảy ra xương sườn giấm chua kia thoạt nhìn ăn rất ngon cơm quả dứa kia người cũng thơm ngon à hai đứa nhỏ nhìn thấy dứa một khắc khi cơm vào cũng là mở to hai mắt nhìn trong vỏ vịt cắt thành hai nửa đang nở rộ có bát cơm vịt quay năm màu sặc sỡ không có bất kỳ một tiểu bằng hữu nào có thể ngăn cản được dụ hoặc của nó ta mỉm cười nhìn về phía ba con mèo tham ăn này được rồi chúng ta ăn cơm đi, thầy Tô, mau nếm thử ta làm sườn thế nào. Tô Thanh Anh đã sớm chờ câu nói này của ta rồi, đuổi không kịp liền kẹp lên, một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào trong miệng, trong nháy mắt mùi thịt thăn cùng thịt nướng trong xương sườn, vị chua của na ngôn tràn ngập trong khoang miệng, hai loại mùi vị bất đồng dung hợp vừa đúng lúc, cũng không cảm giác xương sườn của đạo, dầu mỡ ngược lại còn mang theo một cỗ vị ngọt, mắt Tô Thanh Anh sắp cong thành trăng lưỡi liềm rồi, đây cũng quá ngon đi, ở trước mặt món ngon như thế, hắn cũng chẳng quan tâm rụt rè là gì liên tục kẹp mấy khối xương sườn cuồng huyễn mà manh manh cùng nhã nhã thì đối với cơm ba la càng cảm thấy hứng thú miệng cắn xuống tôm đậu xanh củ cải rốt cùng với mùi vị của hành tây theo thứ tự tiến vào khoang miệng của người ăn trong đó còn mang theo từng tia ngọt ngào của dứa cơm mềm mại cũng hấp thu vị ngọt của dứa phối hợp với những món ăn phụ khác nhường cho mỗi món ăn xuống dưới đều là một loại thể nghiệm tuyệt diệu canh thì càng không cần phải nói vị chua chua ngọt ngọt vô cùng khai vị uống một ngụm trong dạ dày đều là ấm áp rất nhanh bữa cơm này đã bị quét sạch sành xanh sau khi ăn xong tô thanh anh cực lực muốn giúp hắn rửa bát nguyên bản ta là muốn cự tuyệt bát trong nhà mình cũng không rẻ nếu đập nát có chút được không bù mất bất quá nàng cảm thấy mình tới ăn không có chút xấu hổ thậm chí còn thể tuyệt đối sẽ không đánh vỡ bát rơi vào đường cùng ta cũng chỉ miễn cưỡng đồng ý vừa vặn manh manh cùng nhã nhã cũng nên tắm rửa rồi vì vậy ta liền đi vào phòng vệ sinh giúp các nàng nhường nước nhưng mà ta vừa mới điều chỉnh thử nhiệt độ nước chợt nghe thấy tiếng bát đĩa vỡ vụn truyền đến từ trong phòng bếp quả nhiên không nên để cho nàng rửa chén manh manh nghe thấy âm thanh này liền lập tức nhìn về phía tôi cha so với cha lát nữa ngươi không được hung ác với lão sư thanh anh nha nàng khẳng định cũng rất sợ hãi tiểu ra hỏa này còn rất hiểu được thương hương tiếc ngọc ta chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ đi vào phòng bếp lúc này tô thanh anh vẻ mặt ủy khuất thanh âm cũng nhỏ đến đáng thương thật xin lỗi diệp ba ba ta quá ngốc ngươi đem chén của ngươi đưa đi nói xong nàng còn để lại nước mắt tôi an ủi cô ta một chút tỏ ý không bị thương là tốt rồi sau đó liền dọn dẹp bừa bộn đầy đất mà vì đền bù sai lầm của mình tô thanh anh chủ động đưa ra yêu cầu giúp hai tiểu tử kia tắm rửa nhưng mà sau khi nàng đi vào phòng vệ sinh, manh manh đột nhiên nhỏ giọng hỏi nàng một câu. Thanh Anh lão sư, có phải ngươi muốn làm mẹ của ta hay không nha? Tô Thanh Anh bị câu hỏi bất thình lình này làm cho sừng sốt. Nàng đích xác rất có hảo cảm với ta. Bất quá bây giờ nàng còn không dám suy nghĩ đến phương diện này. Manh manh manh, ngươi muốn tìm mụ mụ sao? Manh manh gật đầu, sau đó lại lắc đầu một cái. Lúc mẹ rời khỏi cô bé, cái gì cô bé cũng không hiểu nhưng hài tử dù sao cốt nhục cũng liên kết với mẫu thân. Mỗi lần nhìn thấy những bạn nhỏ khác đều có mẹ làm bạn, nàng cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu. Chỉ bất quá manh manh quá hiểu chuyện, giấu những tâm tình này ở trong lòng không muốn ta thương tâm. Anh anh lão sư, mẹ không thích đối với sự đáng yêu này, ta không muốn nàng. Thế nhưng ta cũng rất muốn có một mụ mụ. Lúc nói lời này manh manh hít một hơi, giọng nói hít mũi mang theo tiếng nước nở mà nhã nhã bên cạnh cũng thấm nhuần trải nghiệm. Cha mẹ mình vừa mới ly hôn, mẹ lại mỗi ngày bận rộn không có thời gian chăm sóc nàng. Điều này làm cho hai người thiếu khuyết tình thương của mẹ. Đứa nhỏ nhất thời nhỏ giọng khóc thút thít, nhìn hai đứa bé khóc. Lê Hoa Đài Vũ Tô Thanh Anh vô cùng đau lòng, đem hai đứa nhỏ vào trong ngực. Ai nói tiểu hài tử không hiểu chuyện chứ? Kỳ thật tâm tư của bọn hắn so với đại nhân còn tinh tế hơn rất nhiều. Sau khi an ủi hai tiểu ra hỏa một lúc, Tô Thanh Anh tắm nước nóng cho hai tiểu đáng yêu này sau đó chuẩn bị đứng dậy cáo biệt lúc này manh manh đột nhiên lấy chìa khóa xe của ta ra cha so với cha trời đã tối rồi ngươi mau đi đưa thanh anh lão sư về nhà đi ta cùng nhã nhã sẽ tự mình dỗ dành chính mình ngủ bộ dáng tiểu đại nhân kia lại chọc cho tô thanh anh cười đến khom lưng mà trên đường đưa tô thanh anh về nhà nàng thăm dò hỏi một chút nguyên nhân ta cùng mẹ manh manh ly hôn ta cũng chỉ là khẽ thở dài cũng không có trả lời vấn đề của nàng khi ta lần nữa về đến nhà thì đã rất muộn rồi vừa vào đến cửa nhà đã nhận được tin nhắn ba chiếc điện thoại di động điều này là tô thanh anh gửi tới diệp ba ba ta đã an toàn về nhà ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi điều thứ hai là mẹ nhã nhã gửi lời mời kết bạn tới ta đã đồng ý rồi thì sẽ ăn bữa tối hôm nay ảnh và nhã nhã gửi cho nàng mẹ nhã nhã ở bên kia luôn miệng cảm ơn ta nói công việc của mình thật sự quá bận rộn chờ trở về nhất định phải mời ta ăn cơm mà điều thứ ba chính là ma ma manh manh gửi tới giọng điệu nàng dùng mệnh lệnh tỏ vẻ chu vị này muốn sang xem manh manh cũng không biết cô gái này bị sai chỗ nào rồi ly hôn lâu như vậy cô chưa từng tới thăm manh manh lần nào thậm chí ngay cả gửi tin nhắn hỏi cũng không có hỏi qua không muốn cùng nàng có bất kỳ cái gì liên quan ta trực tiếp lựa chọn bỏ qua sau khi nhìn thoáng qua hai tiểu ra hỏa ngủ có an ổn hay không ta liền ngả đầu xuống ngủ luôn Sáng sớm ngày thứ hai ta phải dậy thật sớm mới được dậy sớm, không chỉ riêng phải chuẩn bị bữa sáng cho hai tiểu tử kia, còn phải chải tóc cho các nàng. Đối với tiểu Bạch đang chải đầu như ta thì không, sớm một chút thức dậy đoán chừng liền phải bận bịu suốt đầu mẻ chán rồi. Hôm nay bữa sáng ta chuẩn bị là cháo gạo kê bánh quẩy cộng thêm trứng gà rán. Bánh quẩy là ta dùng dầu đậu phộng thuần khiết làm ra, so với những người bên ngoài không biết dùng cái gì, chất béo làm ra rất ngon. Mặc dù không có thịt, nhưng hai tiểu gia hỏa vẫn ăn rất vui vẻ, đặc biệt là nhã nhã trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười, bình thường không ai ăn sáng với nàng, hiện tại có người so với nàng cái này ăn tự nhiên là khẩu vị mở rộng, hai tiểu tử kia ăn sáng xong sờ soạng, sờ cái bụng tròn tròn vẻ mặt thỏa mãn, chuyện này thật sự không thể trách các nàng tham ăn, thật sự là ta nổ bánh quẩy quá thơm rồi mùi dầu chiên giòn còn mang theo mùi trứng gà nồng đậm, ngay cả chính ta cũng nhịn không được ăn hai đại căn, mà sau khi đưa hai tiểu gia hỏa đến nhà trẻ, ta lại ra roi thúc ngựa đi mua thức ăn chợ một phen, mấy ông chủ thường xuyên vào xem đều có mặt, biết ta ở nhà trẻ làm đầu bếp rồi, sớm đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn tươi mới, không bao lâu sau, ta đã trở lại trường mẫu giáo, đại gia canh cổng nhìn thấy ta sau mặt mũi tràn đầy nụ cười, diệp đầu bếp đã trở về rồi, ngươi xem, đây là món ăn mận khô mà lão gia ta mang đến cho người đấy. Chính ta cũng không ăn được không bằng cho các tiểu bằng hữu thêm đồ ăn đi. Tôi cười cầm tay ra ngửi ngửi. Một mùi hương vô cùng nồng đậm trong nháy mắt tràn ngập xoang mũi. Phẩm chất của mai khô này tương đối tốt. Vừa vặn có thể dùng nó làm một món ăn mai trừ thịt. Tại cảm tạ một phen đại gia cùng hứa hẹn. Giữa trưa nhất định phải mang cho hắn một bát. Ta liền đi tới nhà trẻ phòng bếp. Bữa trưa hôm nay ta định làm. Thịt trừ quả mận và canh cà chua hoa thang. Sau khi ăn xong, lại thêm một quả táo rút tơ nói làm liền làm do mai trừ thịt cần lựa chọn thịt ba chỉ béo gầy vừa phải sau đó thả người đem mai khô thái thái đã rửa sạch thả người trong nồi lật xào bỏ đi lượng nước dư thừa mà thịt ba chỉ thì phải cắt thành từng miếng mỏng thật dày như vậy ăn mới đã nghiền tưới nước sốt độc nhất vô nhị lên miếng thịt đã hấp chín rất nhanh một mâm sắc hương vị đều đủ rau quả trừ thịt đã đại công cáo thành canh cà chua trứng hoa bắt đầu làm liền đơn giản hơn rất nhiều đen quả cà chua đã được cắt xong dùng hành gừng xào một phen sau đó lại thêm người đánh trứng vàng trái cà chua màu đỏ bao lấy dịch trứng màu vàng óng ánh tiếp theo lại thêm một vòng rau thơm màu xanh biếc ba loại màu sắc tổ hợp lại nhìn xem đều để cho người ta muốn ăn cuối cùng là quả táo rút tơ làm điểm tâm ngọt bạn nhỏ đối với loại đầu ngọt này là gì trời sinh một chút sức chống cự cũng không có đầu tiên phải đem táo đã cắt xong đặt vào trong dầu chiên giòn sau đó đem đường tiêu cùng quả táo nhanh chóng xào cùng một chỗ, chờ mỗi quả táo đều đặn treo lên đường trắng là có thể ra nồi. Mấy món ăn buổi trưa đã hoàn thành toàn bộ. Trong lúc vô tình ta bắt đầu hưởng thụ công việc này, mặc dù so với chính mình bày sạp kiếm tiền ít hơn rất nhiều, nhưng đã có thể ở bên cạnh con gái, lại có thể cam đoan mỗi ngày nàng đều ăn những món ngon mới mẻ khỏe mạnh. Cái này so với kiếm chút tiền kia không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Lúc ta đẩy toa ăn đi vào phòng học, tất cả các bạn nhỏ đều hưng phấn hai mắt phóng ra quang mang. Oa oa oa, diệp thúc thúc đến rồi, chúng ta mau ngồi xuống. Diệp thúc thúc, chưa hôm nay có thịt ăn hay không? Có a, à, mai thái thủ khấu nhục, các ngươi đều xếp thành hàng ăn hết đi nha. Tiểu bằng hữu nghe được lời ta nói xong, lập tức liền ngoan ngoãn xếp thành hàng ngũ. Diệp đầu bếp, hôm nay thức ăn thật sự rất thơm à. Thẩm tuyết vừa thấy tôi lập tức xông tới, con mắt còn một cái kình hướng vé trên xe ăn vé. Sai lầm, đằng sau xếp hàng đi à. Cho dù ngươi là mỹ nữ lão sư thì cũng không có đặc quyền ở chỗ ta. Trong phòng huấn luyện bị ta ôn nhu lại ngọt miệng, sau một phen, thẩm tuyết cười như nở hoa ngoan ngoãn đi tới đội ngũ cuối cùng của các tiểu bằng hữu manh manh trước tiên tìm được tô thanh anh lôi kéo nàng cùng nhau xếp hàng diệp thúc thúc ta yêu ăn thịt ta yêu thêm cho ta mấy khối thịt có được không tiểu béo bưng chậu cơm nhỏ lên gương mặt nhỏ nhắn mập mạp ta cười ha ha cho hắn một trận sau đó còn không quên dặn hắn mai thái cùng với canh trứng cũng phải ăn hết toàn bộ bằng không sau này sẽ không có thịt ăn nữa tiểu béo học bộ dáng trên tivi kính lễ với ta một cái bộ dạng buồn cười kia chọc cho hắn cười chung quanh đám tiểu tử cười ha ha nhưng hắn cũng lơ đĩnh không kịp chờ đợi liền chạy trở về chỗ ngồi ăn ngầu nghiến mùi thịt nồng đậm cộng thêm mùi thơm đặc thù của mai khô thái rau để cho hắn ăn là miệng đầy dầu mỡ hắn chưa bao giờ ăn qua thịt ba chỉ béo mà không ngấy như thế này trong nháy mắt ba khối thịt đã xuống bụng sau đó hắn lại cảm thấy chưa đủ nghiền tưới toàn bộ nước canh lên cơm cơm trắng thấm vào canh màu đỏ thẫm nước thoạt nhìn càng thêm câu dẫn thèm ăn liên tục làm ba bát cơm lớn lúc này hắn mới thỏa mãn mà ta sau khi ăn cơm xong liền ngồi xuống bên cạnh manh manh cha so với cha ngươi làm cơm thật sự rất thơm à ha ha tay nghề của con đó cũng không phải là thổi lúc này nghe được ta tự biên tự diễn thẩm tuyết và tô thanh anh cũng đi tới thẩm tuyết còn trêu chọc tôi vài câu bất quá trải qua mỹ thực uy hiếp của ta về sau cũng liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại so sánh với việc nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng nói ra vẫn là thức ăn ngon càng thêm có sức dụ hoặc sau khi liên tục làm hai bát cơm lớn tô thanh anh vẻ mặt chán nản buông bát xuống ô ô minh kế hoạch giảm béo lần nữa ngâm nước nóng rồi nghe nói như thế thẩm tuyết bĩu môi kinh thành này chỉ có ngươi còn giảm béo ngươi là chỗ nên mập nên gầy thì đúng là chỗ béo nên gầy ta cũng vô cùng kỳ quái ngươi thế này là không mập giảm béo làm gì chứ lúc này manh manh mở miệng nói với vẻ mặt tiểu đại nhân cha so với cha ngươi đây là không hiểu a à, bởi vì nữ hài tử đều có lòng yêu cái đẹp a à. đối với bọn họ mà nói giảm béo là một loại thái độ theo đuổi cái đẹp một câu nói kia trực tiếp khiến thẩm tuyết sừng sốt ha 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 bảo bối ngươi thật đúng là thật sự rất đáng yêu vậy ngươi có muốn giảm béo hay không hừ ta không cần phải làm vậy cha còn tốt hơn cả cơm giảm béo không phải quá ủy khuất chính mình rồi sao điều này khiến ba người bọn ta vui vẻ là ngửa ra sau sau khi ăn xong bữa chính thì đi tới khâu điểm tâm ngọt sau bữa ăn lần này tiểu béo vừa ăn xong ba bát cơm lớn khóc không ra nước mắt hiện tại hắn căn bản cái gì cũng ăn không vô bất đắc dĩ chỉ có thể vụng trộm giấu đi mấy lần một quả táo rút tơ đợi đến tối mới ăn mà hai vị mỹ nữ lão sư đã từng hưởng qua những gì ta làm sau khi nếm thử đồ ngọt trên mặt đều lộ ra vẻ hạnh phúc thẩm tuyết càng âm thầm thở dài nếu không phải khuê mật nhà mình có ý với ta nàng nhất định phải đuổi kịp ta như vậy mỗi ngày đều có mỹ thực ăn không hết nghĩ tới đây nàng chỉ hận rèn sắt không thành thép vì hạnh phúc của khuê mật nàng đã từ bỏ theo đuổi ta nhưng hết lần này tới lần khác tô thanh anh vẫn như một khúc gỗ không thông minh xem ra còn phải chính mình cái này tình yêu chuyên gia ra tay cô gái ngươi cảm thấy diệp đại chủ làm đồ ăn thế nào a à? rất tốt rau mai trừ thịt mềm mềm dẻo ngon miệng táo rút tơ chua ngọt vừa phải nhưng mà đúng lúc này ta cũng không biết là cái gân nào lắp sai chỗ nghe nàng nói xong ta trực tiếp nói đưa tay sờ sờ đầu tô thanh anh ăn ngon thì ăn nhiều một chút không cần giảm béo ngươi không mập chút nào điều này nhất thời khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của tô thanh anh trong nháy mắt liền đỏ lên thẩm tuyết cũng chừng lớn mắt nhìn chúng ta mới vừa rồi còn nói không có tiến triển gì đây làm sao đột nhiên lại bắt đầu sờ đầu giết rồi mà manh manh thì hai tay nâng cầm vẻ mặt vui vẻ cha tốt hơn với thanh anh lão sư so với quả táo rút tơ vừa rồi còn ngọt hơn mặt xấu hổ ta vội vàng tìm cái cho hắn ông lão gác cổng lấy cớ đưa đồ ăn chuồn mất hành động rút não này ta giải thích như thế nào cũng không giải thích rõ ràng được nếu còn tiếp tục ở lại thì nhất định sẽ bị độc xà của thẩm tuyết công kích mà sau khi ta chạy trốn thẩm tuyết cười vẻ mặt nghiền ngẫm manh manh a à xem ra ngươi rất nhanh sẽ có mẹ mới giờ phút này ta vừa đưa cho nhà trẻ đại gia gác cổng đưa xong cây mai trừ thịt bởi vì vừa rồi cùng tô thanh anh tìm đầu giết ta xấu hổ cũng không dám trở về phòng học mà là trực tiếp về đến nhà nghiên cứu lên 7 quán mới thức ăn mới lúc trước đám sinh viên đều là so sánh với nhau thức ăn vừa thuận tiện vừa mau lẹ cho nên vô cốt kê chảo trở thành lựa chọn hàng đầu của ta kỳ thật bước khó khăn nhất của làm không xương gà là thoát cốt có một loại lời đồn là chân gà không xương đều là lão nini dùng miệng dài ra tới nhưng ngươi suy nghĩ kỹ một chút liền biết rõ cái kia chậm đến mức nào cho nên còn phải dựa vào tuyệt kỹ độc môn của ta đầu tiên là rửa sạch cái nồi nước lạnh rửa sạch móng chân gà đã bị lạnh để rượu tiêu vào bát rác để khử mùi tanh đợi nấu chín xong lập tức vớt ra ném vào trong nước đá như vậy không chỉ có thể dễ dàng thoát cốt mà còn có thể khiến gà càng nhai ngon lành hơn cuối cùng nước sốt nhỏ lên linh hồn kia ta tự mình nhấm nháp một ngụm hương vị thật sự là quá tuyệt. Trong miệng chua chua cay, cay cay có răng có nước, quả thực chính là thần phẩm khai vị. Vốn dĩ chỉ muốn ăn một chút hương vị nếm thử mà thôi. Nhưng một cái không nhịn được liền đem non nửa bồn chân gà đều xử lý hết. Muốn nói bây giờ gà còn đắt hơn thịt gà. Riêng là gà trọi bán xỉ cần 20 khối một cân. Tôi ăn ở chợ đêm ít nhất cũng bán được 7-8 chục tệ. Sau đó, ta lại làm một ít rau mai trừ thịt và thịt bò kho buổi tối hôm nay ta định đi bày quầy bán hàng xem một chút sau khi chuẩn bị xong hết thảy ta liền đi tới nhà trẻ đón manh manh tan học tô thanh anh sau khi nhìn thấy ta lập tức cười tiến lên đón diệp ba ba đến đúng giờ như vậy đón manh manh nha đó là đương nhiên rồi vấn đề này có quan hệ đến mặt mũi nữ nhi của ta thật ra các tiểu bằng hữu của trường mẫu giáo còn không hiểu được cái gì gọi là bảng hiệu cùng giá cả. Hiện tại bọn họ đang so chính là phụ huynh của ai tới trước tiếp đón, ai lại là người cuối cùng rời khỏi nhà trẻ. Người bạn nhỏ đầu tiên được đón đi dĩ nhiên là sẽ được những bạn nhỏ khác hâm mộ và truy phủng, mà người cuối cùng có khả năng sẽ bị cười nhạo. Quả nhiên, coi như thời điểm ta xuất hiện đầu tiên, manh manh xuất hiện trong nháy mắt liền thành tiêu điểm của tiểu bằng hữu, manh manh cũng khó nén ý cười chạy chậm một đường chạy về phía ta, cha so với cha, ngươi lại là người đầu tiên tới, bọn họ đều có thể hâm mộ ta, Ha <laughs> ha, bảo bối của chúng ta cũng không thể kiêu ngạo nha. Đúng rồi, thầy tô, đây là móng gà không xương mà chính ta nghiên cứu ra. Ngươi lấy về nhà nếm thử xem. Nhìn thấy trong hộp giữ tươi có chứa chân gà, tô thanh anh trong nháy mắt sáng lên. Lúc còn đi học, cô thích nhất là ăn thứ này, lại càng không cần phải nói là ta tự mình làm, chỉ là suy nghĩ một chút mùi vị kia nước miếng liền muốn chảy ra rồi. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, quan hệ của chúng ta cũng thân cận hơn không ít. Tô thanh anh nói tiếng cảm ơn cũng không câu nệ như trước kia nữa nhưng mà đúng lúc này thẩm tuyết run rẩy thanh âm từ phía sau lưng ta chuyển tới diệp ba ba người ta cũng muốn ăn chân gà không xương bóp ta làm bộ nhíu mày bộ dáng nghe không hiểu cái gì mà chân gà không xương ngươi cũng đừng giả ngu thanh anh có lý do gì mà ta không có ngươi đây là đối đãi trắng trợn a chẳng lẽ nói ngươi đang yêu đương với thanh anh sao nếu là như vậy thì đích xác không nên cho ta cái miệng nhỏ nhắn như pháo liên châu của thẩm tuyết ta thật sự chịu không nổi vội vàng đem phần của nàng móc ra đưa cho nàng mà trong lúc chúng ta nói chuyện ta chú ý, đến nhã nhã một mình đứng ở trong góc phòng, nhìn đám người lui tới đón trẻ con, trên mặt tràn đầy khổ sở. Mẹ nhã nhã vẫn rất bận sao. Đúng vậy à, mẹ cô vừa mới gọi điện thoại nói hôm nay có thể tới đón muộn một chút. Lúc này manh manh kéo kéo góc áo của ta, muốn nói cái gì đó. Ta mỉm cười xoa đầu hắn, sau đó cầm lấy một hộp vô cốt kê chảo đi tới. Nhã nhã, hôm nay có thể mẹ vẫn tương đối bận rộn, chờ một chút nữa là tốt rồi. Đây là chân gà thúc thúc làm món ăn rất ngon hộp này đưa cho ngươi mang về nhà cùng ăn với mẹ đa tạ diệp thúc thúc cái miệng nhỏ nhắn của nhã nhã mở ra tựa hồ còn muốn nói chút gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra mà ta và manh manh đang cùng nhã nhã sau khi cáo biệt tựa như đi về nhà nhã nhã ngoan ngoãn nhìn bóng lưng rời đi của chúng ta phất phất tay nhưng thần sắc lại khó nén được vẻ mất mát hai tử trong quá trình trưởng thành thật sự không thể thiếu phụ huynh làm bạn nhưng ta một người ngoài có thể làm được bao nhiêu văn đầy về đến nhà đầu tiên tôi làm cho manh manh một bữa cơm tối sau đó liền chuẩn bị ra cửa đi bày sạp bởi vì manh manh ngày mai còn phải đi nhà trẻ hơn nữa nàng rất hiểu chuyện ở nhà một mình ta cũng yên tâm ta dứt khoát một mình đi tới đại học thành phố nơi này vẫn như cũ là kín người hết chỗ ngoại trừ sinh viên đại học ra còn có rất nhiều dân đi làm cũng sẽ đến đây kiếm ăn rất nhanh liền có lúc trước ăn qua ta học sinh của cơm chiên trứng và mì thịt bò phát hiện ra ta ông chủ a à. ngươi làm sao mà vài ngày không ra ngoài làm việc chứ tôi nghĩ cơm chiên trứng của cô muốn không được nữa đúng vậy a à hiện tại mỗi ngày ta ăn cái gì cũng không có khẩu vị chỉ muốn ăn cơm trên trứng của ngươi ha ha đây không phải là bận rộn nghiên cứu món ăn mới sao đến xem ta mới nghiên cứu phát minh mai thái khấu thịt cùng vô cốt là chảo. tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi càng thêm nghiện nghe thấy món ăn mới tất cả mọi người đều có, đều tranh nhau xếp hàng phía sau, mà người đã lấy được liền không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Đầu tiên là rau mai trừ thịt, miếng thịt màu đỏ thẫm phối hợp với rau mai khô thơm phức, nhìn đều để cho người ta muốn ăn thật lớn. Người nọ cũng lười dùng đũa, trực tiếp dùng tay cầm lên một miếng thịt nhét vào trong miệng, thịt mỡ phối hợp gõ chỗ tốt, nhân khẩu trong nháy mắt liền trực tiếp hòa tan, phối hợp với rau quả mận khô, mùi vị nhẹ nhàng khoan khoái, dưới vị mặn ngọt đan xen kia, mỗi một ngụm đều tràn đầy cảm giác hạnh phúc, ngon quá, thật sự là quá ngon. Người nọ cũng không nhịn được nữa, cũng không đoái hoài tới ánh mắt người khác nhìn hắn, trực tiếp đem cả hộp thịt úp toàn bộ xử lý sạch sẽ. Chân gà thì càng không cần phải nói, trải qua ngâm ớt chanh cùng với những gia vị khác ngâm cả buổi chiều, hương vị đã đạt đến đỉnh phong, miệng cắn xuống hương vị chua cay lập tức tràn ngập trong khoang miệng, phảng phất như có cả một quả bóng rổ khôn ở trên đầu lưỡi hát nhảy giáp toàn bộ phương vị kích thích vị giác của người ăn chân gà. Ông chủ, Mai Thái Điểu ngươi đây quả thực là tuyệt. Chỉ cần cho ta mỗi hộp một hộp mà cùng một thời gian, trong chiến thắng bảo vệ thời gian. Lần trước ăn no rồi, Dương Thụ đang cùng đi theo. Một muội tử nóng bỏng anh anh em em. Nhưng đột nhiên điện thoại của hắn vang lên. Nghe thấy hôm nay ta tới bảy quầy bán hàng. Sau đó cũng mặc kệ muội tử gì đó. Lập tức lái bót che chạy về phía phố ẩm thực, rất nhanh động cơ chạy nhanh, tiếng oanh minh liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, đậu xanh rau má, Hôm nay Dương Thụ không phải cùng muội tử Tiêu Sái sao, sao đột nhiên lại đến phố quà vặt rồi? chẳng lẽ thức ăn của ông chủ hấp dẫn người ta hơn cả muội tử sao nhưng mà dương thụ cũng mặc kệ người khác nghị luận ầm ĩ hắn thấy muội tử mỗi ngày đều có còn không trọng dại nhưng cơm trên trứng của ông chủ quầy hàng này cũng không phải mỗi ngày đều có thể ăn được đấy chỉ thấy dương thụ nghênh ngang đi trước nhất trong đội ngũ trên mặt chất đầy nụ cười ông chủ cho ta một bát cơm trên trứng đúng rồi mai thái chư thịt và vô cốt kê chảo mỗi người một phần hành động này tự nhiên là khiến cho những người xếp hàng bất mãn nhao nhao kêu hắn nhanh chóng lên phía sau xếp hàng đi nhưng mà thật sự thèm không được dương thụ nhưng không đợi được, trực tiếp vung tay lên hô to, "Nhao thiếu cái gì, các ngươi muốn ăn cái gì, hôm nay ta toàn bộ thanh toán, lần này tất cả mọi người đều không có ý kiến, ngược lại càng có nhiều người hiếu kỳ muốn biết ta làm gì." cơm trên trứng rốt cuộc có thể ngon bao nhiêu đội ngũ xếp hàng kia trực tiếp từ đầu đường một mực kéo dài đến cuối ngõ mà ta thì là lên chảo dầu đốt bận rộn làm việc thỉnh thoảng còn cho đám sinh viên này quay đầu đào đất cái này khiến bọn họ nhìn là sừng sốt dương thụ đang cầm lấy món ăn trước tiên liền nếm nếm món ăn mai trừ thịt cảm giác vào miệng liền tan lập tức khiến hắn muốn ăn vậy mà trực tiếp đem thịt trừ và cơm chiên trứng trộn lẫn với nhau ăn vào miệng là miệng đầy dầu mỡ sau đó hắn lại ăn một cái vô cốt kê chảo chân gà chua cay vừa vặn trung hòa đi mùi dầu mỡ kia hiện tại dương thụ xem như hoàn toàn bị mỹ thực của ta bắt làm tù binh cái gì mà nhà hàng xa hoa có thức ăn ngon ở mễ kỳ lâm đều không bằng cái quán ven đường này làm ăn ngon bằng mà hắn cũng càng ngày càng cảm giác được chính mình bỏ rơi muội tử đến ăn cơm xem như là chọn đúng rồi so sánh với mỹ thực muội tử thì tính là cái gì à ông chủ móng gà không xương này ăn cũng ngon quá đi. Ngày mai còn tới bảy sập không? Ta vừa xào cơm trên trứng vừa trả lời, hẳn là không tới rồi. Nếu muốn ăn thì chờ cuối tuần đi. Nghe được lời ta, Dương Thụ thở dài, nghĩ đến ngày mai không ăn được hắn liền khổ sở vô cùng, lập tức vung tay lên, lại muốn năm hộp gà không xương. Hắn cần nhờ vào những cái chân gà này chống đỡ đến khi chu vị ngã bảy sập lần sau, mà ở trên con đường ăn vật này còn có rất nhiều quầy hàng rong bán chân gà không xương, vua của kê chảo vương chính là người bán tốt nhất trong nó. Hôm nay hắn vốn chuẩn bị không ít vô cốt kê chảo, nhưng ta vừa đến hắn một phần cũng không bán được, lão vương tức giận cũng mua một phần chuẩn bị nếm thử. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút đồng dạng là chân gà làm sao, ta có thể ngon hơn hắn đến đâu. Sau khi móng gà kia vừa vào miệng thì trong nháy mắt, một cỗ vị chua cay nồng đậm tràn ngập khoang miệng, chất thịt cũng mềm và dai dai, không thể không thừa nhận. Móng gà này thật sự ăn quá ngon, so với nhà mình không biết phải ngon gấp bao nhiêu lần. Điều này làm cho lão Vương hoàn toàn bị phế đi, thiên đạo bất công biết bao, đã sinh lão Vương ta, hà cớ gì sinh hắn đầu bếp thiên tài a, à? khuôn mặt khổ sở, hắn lập tức hạ quyết định, đời này hắn không bao giờ bán chân gà không xương nữa, mà đêm nay ta đã xào trên trăm phần cơm chiên trứng, móng gà và thịt cúc cũng rất nhanh đã bán sạch, lúc chuẩn bị dọn dẹp về nhà, lại đột nhiên nhận được một tin nhắn từ trong khu nhà trẻ gửi tới, mở ra xem, là giọng mẹ nhã nhã phát ra tiếng khóc nức nở, nhã nhã vậy mà đi mất rồi tôi vội vàng gọi điện thoại cho tô thanh anh trong điện thoại tô thanh anh mang theo tiếng khóc nức nở làm ơn hãy nói với ta nhã nhã hiện tại còn chưa tìm được nàng và mẹ nhã nhã đã tìm kiếm khắp nơi mấy chỗ thanh nhã thường đi đến hiện tại thực sự không biết nên làm cái gì bây giờ vì vậy ta để nàng ta gửi định vị cho ta bây giờ ta lái xe đi qua cùng với nàng cùng nhau tìm trong lúc đó ta đầu tiên là đánh cho manh manh một trận điện thoại nói là sẽ về nhà muộn một chút để cho chính nàng trước ngoan ngoãn ngủ sau đó lại báo cảnh sát quen biết cảnh sát cảnh sát chu không nói hai lời liền dẫn theo cảnh sát tìm kiếm khắp nơi rất nhanh cảnh sát chu gọi điện thoại tới nói nhã nhã là ở bờ sông tìm được một mình một người vì vậy ta cùng tô thanh anh liền lái xe đi tới địa chỉ cảnh sát chu đưa cho ta vừa xuống xe chỉ thấy nhã nhã ôm trong ngực một quyển sách nhỏ ngơ ngác nhìn mặt hồ cũng không biết suy nghĩ cái gì mà cảnh sát chu thì nói cho chúng tôi một câu đại khái đáng giá là hai tử gặp chuyện thương tâm gì bây giờ hỏi gì cũng không nói. Trước tiên tôi biểu đạt cảm tạ với cảnh sát chú trước, sau đó liền cùng Tô Thanh Anh đi về phía nhã nhã. Tô Thanh Anh đầu tiên là an ủi nhã nhận một hồi, sau đó ôn nhu hỏi thăm, rốt cuộc nhã nhã đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhã nhã vẫn như trước cái gì cũng không nguyện ý nói, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía ta. Thật ra đối với nhã nhận lịch sự, rời nhà trốn đi, đại khái ta cũng đoán được một hai. Vì vậy cũng không nóng nảy hỏi nàng vì cái gì, ngược lại là nhấc lên hứng thú đối với quyển sách nhỏ trong tay nàng. Nhã nhã, đó là ngươi viết nhật ký sao có thể cho thúc thúc nhìn một chút không ngữ khí của ta ôn nhu trên mặt mang theo nụ cười sáng lạn nhã nhã do dự thật lâu mới đưa quyển nhật ký cho ta mở ra xem bên trong tràn đầy kiểu chữ trẻ con ngây thơ nhưng mỗi một trang viết đều đánh thẳng vào tâm linh của ta hôm nay ba của manh manh làm cơm trên trứng ăn rất ngon thật muốn mang một ít cho mẹ nếm thử nhưng tô lão sư nói để tới tối ăn không ngon thật đáng tiếc a à, thật vui vẻ mẹ đồng ý đi mở cửa với con đây là lần đầu tiên nàng đi cùng ta đấy Thế nhưng vì cái gì nàng rõ ràng tới lại rất nhanh liền đi, không thể cùng ta ăn xong một bữa cơm sao. Mama giống như luôn luôn bể bộn nhiều việc. Hôm nay lại là người cuối cùng đến đón ta, bất quá không quan hệ. Hôm nay đi nhà manh manh ăn cơm, ta thực hâm mộ nàng A. À. Có một người cha yêu nàng như vậy, nhã nhã không có ba cũng không sao. Nhưng vì sao mẹ lại bận rộn như vậy A, à? ta càng xem trong lòng càng khó chịu. Sau khi làm cha mẹ, ta rất có thể cảm nhận được loại cảm giác này thật ra bản thân nhã nhã là một cô bé vừa sáng sủa lại hoạt bát nhưng không có gia trưởng làm bạn bảo nàng đi cùng dần dần đem mình phong bế lại sắc kinh của nàng là một hài tử ngoan ngoãn thứ hắn muốn chỉ là mẹ hắn thỉnh thoảng có thể dành ra chút thời gian ở bên cạnh mình nhưng ta cũng rất có thể lý giải mẹ của nhã nhã vì cho nhã nhã một cái điều kiện sinh hoạt yêu việt mẹ ruột cô chỉ có thể cố gắng làm việc kiếm tiền nuôi gia đình ai lại không muốn làm bạn với hài tử trưởng thành nhưng áp lực sinh hoạt chỉ có thể làm cho cha mẹ bất đắc dĩ gánh vác đi về phía trước, mà lúc này mẹ của Nhã Nhã cũng chạy tới, mới đầu nàng rất là tức giận, muốn xông tới chất vấn Nhã Nhã rốt cuộc là vì cái gì, nhưng khi ta đem nhật ký Nhã Nhãn giao cho nàng xem xong, nước mắt của nàng không cầm được chảy ra, một tay đem Nhã Nhã lâu vào trong ngực, đều là lỗi của mẹ, mẹ bảo đảm từ nay về sau giảm bớt thời gian làm việc, mỗi tuần trí ít có 3 ngày thời gian cùng ngươi ăn cơm tối, Nhã Nhã mới đầu có chút không biết làm sao, nhưng cuối cùng vẫn nín khóc mỉm cười tha thứ cho mẹ kỳ thật nàng muốn cũng không nhiều, chỉ cần mẹ có thể thỉnh thoảng ở bên mình cũng đã rất mãn nguyện rồi. Sự tình xem như giải quyết viên mãn, trong lúc nói lời từ biệt với mẹ nhã nhã và cảnh sát trù, ta liền đưa Tô Thanh Anh về nhà, mà khi ta tay chân đi vào cửa chính nhà mình, lại phát hiện trong phòng khách đèn còn sáng. Cũng chỉ thấy manh manh ngã chỏng vó ngủ trên ghế sofa, tiểu gia hỏa này đoán chừng là vì chờ ta bất trí bất giác ngủ thiếp đi, ta cười. Bế nàng về giường, sáng ngày thứ hai, ta dậy muộn hơn một chút so với bình thường đại khái là ngày hôm qua giày vò đến quá muộn thân thể phát ra kháng nghị bất quá vẫn phải nắm chặt thời gian làm điểm tâm cho manh manh hôm nay chỉ đơn giản là một cái bánh trứng gà thôi chế tác đơn giản còn có thể cam đoan dinh dưỡng cân đối trước tiên đem trứng gà trộn lẫn với bột mì sau đó cắt chút chân giò hun khói cà rốt cà rốt các loại phụ liệu nâng nồi nấu dầu để bột mì được trải đều dưới đáy nồi được nóng lên Sắc hai mặt vàng óng ánh là ra nồi được, sau khi ra khỏi nồi ta còn dùng sốt cà chua trộn với nước, trên bánh trứng gà vẽ một khuôn mặt tươi cười đáng yêu, bánh trứng gà vừa đẹp lại vừa ngon, khiến cho tiểu manh manh vui vẻ rồi, ăn sáng xong, ta liền lái xe đi tới nhà trẻ, trên đường, tiểu gia hỏa này đột nhiên nảy ra ý tưởng hỏi ta, cha so với cha, ta giới thiệu cho ngươi một lão bà nhé, nhìn bộ dáng thật của nàng, ta nhất thời cười ra tiếng, vậy ngươi phải giới thiệu ai cho ba ba, à? thanh anh lão sư a Manh manh nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ mặt mong đợi. Cha so với cha, ta cảm thấy thanh anh lão sư thích người, Hơn nữa nàng so với nữ nhân kia cũng càng giống mẹ của ta. Manh manh gọi vợ trước của ta là vợ trước, không phải mẹ mà vẫn luôn là nữ nhân kia. Đây cũng là nguyên nhân ta vẫn luôn không dám dễ dàng tái hôn. Manh manh đã bị tổn thương một lần. Ta không muốn để cho nàng bị thương lần thứ hai. Sau khi trêu gẹo manh manh một phen rồi chuyển hướng đề tài này, xe cũng lái đến trường mẫu giáo, nhưng mà hôm nay đi ra đón manh manh manh, không phải Tô Thanh Anh mà là Thẩm Tuyết. Sau khi nói chuyện với nhau, ta mới biết được, thì ra đêm qua Tô Thanh Anh đã gặp phải tình huống này, vì tìm nhã nhã bị phong hàn cả mạo. Vì vậy sau khi làm xong bữa trưa phong phú cho các bạn nhỏ, manh manh lập tức thúc giục tôi mau đi xem thầy tô một chút cha so với cha ngươi mang theo con hạc giấy này đi thanh anh lão sư nhất định sẽ rất cao hứng đi nhà của nàng sao cũng được a à. hoa cánh cũng là vì tiểu bằng hữu mới sinh bệnh lão sư tốt như vậy vẫn đáng giá ta đi làm cho nàng một bữa cơm chưa tình yêu sau khi lái xe đi tới tiểu khu của tô thanh anh tôi ấn chuông cửa nhà cô ấy nhưng khi cánh cửa mở ra tôi lại trợn tròn mắt chỉ thấy tô thanh anh mặc một bộ đồ ngủ có dây treo hai cái đùi tuyết trắng mượt mà như vậy một cái nhìn không bỏ sót triển lộ ra ngoài điều này khiến hai ta đồng thời đỏ bừng xấu hổ không biết nói gì ta đây vừa mới phản ứng lại liền vội vàng quay đầu đi ta cái gì cũng chưa thấy mà tô thanh anh thì xấu hổ đỏ mặt chạy về phòng ngủ diệp ba ba ngươi ngươi chờ ta một chút cô vốn cho rằng người đến thăm mình là thẩm tuyết cho nên không nghĩ nhiều liền mở cửa phòng ra vạn lần không nghĩ tới người tới lại là ta thay xong quần áo nàng vẫn là gương mặt đỏ lên dập 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 đầu mời ta ngồi xuống trong lòng hết sức bối rối, mà dưới cái nhìn của ta, dáng vẻ kia lại cực kỳ đáng yêu. Diệp, Diệp ba ba, sao ngươi lại tới đây, không phải còn muốn nấu cơm cho bọn nhỏ sao? Làm xong a, à, thẩm tuyết nói anh bị cảm xin nghỉ rồi, manh manh lại tương đối lo lắng cho ngươi, cho nên liền đại biểu bọn họ đến xem ngươi đi. Vậy, đây là hạc giấy con mẹ đẻ mà manh manh nhờ tôi mang về cho cô. Nghe được lời ta, gương mặt tô thanh anh càng đỏ lên, sau khi cảm tạ ta một phen cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mắt thấy bầu không khí có chút lúng túng, ta liền đưa ra yêu cầu làm cho nàng một bữa cơm trưa, để cho nàng trở lại trên giường nằm nghỉ ngơi trước là tốt rồi, mà Tô Thanh Anh trở lại trên giường, lập tức gửi tin nhắn cho Thẩm Tuyết: "A à, Tuyết, sao ngươi không sớm nói cho ta biết Diệp Ba ba sắp tới a? À? Ha ha, ngươi không cần phải cảm ơn ta, quay đầu lại mời ta ăn cơm là được rồi, còn mời ngươi ăn cơm, ngươi cũng không biết vừa rồi mất mặt đến mức nào." Ta vốn cho là ngươi mặc áo ngủ nên đi mở cửa, tất cả đều bị nhìn thấy hết. Này này đây không phải là chuyện sớm hay muộn sao, con hãy chơi với Diệp ba ba đi, ta muốn dỗ dành manh manh đi ngủ, ngươi giải quyết ba ba, ta giải quyết nữ nhi. Sau khi nói chuyện, cùng lúc đó, ta đi vào phòng bếp, liền bắt đầu làm bữa trưa dinh dưỡng, người bị cảm mạo hơn phân nửa là không có khẩu vị gì, mà Tô Thanh Anh lại là phong hàn điển hình, cần phải đem khí ẩm trong cơ thể bài xuất ra ngoài. Vậy thì làm một bữa canh chua phát mồ hôi đi, đầu tiên là cắt xong cà rốt cà chua và rau xanh dự phòng, sau đó chảo nóng dầu lạnh đem hành thái tỏa hương, lại đổ cà chua cùng chuẩn bị đồ ăn khác vào cùng nhau xào. Đợi sau khi xào ra nước canh, dùng thìa múc nước, trong bát mì vừa vặn dính đầy nước thịt người, theo tay run run, từng cái từng cái mụn mì nhỏ liền thành hình rồi. Lúc này cả phòng đều tràn ngập một mùi thơm nồng đậm, cuối cùng thêm người cải xanh cùng gia vị, rất nhanh một bát canh thơm ngào ngạt đã ra khỏi nồi. Tô Thanh Anh nhìn thấy sắc hương vị đều hoàn hảo, sau khi chén canh trong nháy mắt liền sáng lên bởi vì cảm mạo mà tiêu giảm thèm ăn cũng theo đó mà mở rộng đuổi không kịp liền ăn như gió cuốn trong nháy mắt cửa vào hương thơm nồng đậm của trứng gà tràn đầy toàn bộ khoang miệng cùng với vị chua cà chua nhàn nhạt kích thích vị giác rất nhanh một tầng mồ hôi tinh mịn từ trên trán toát ra diệp ba ba bánh canh này cũng quá dễ uống đi ha ha uống ngon cơm nước xong xuôi bọc chăn ngủ một giấc thật ngon phát tiết mồ hôi ra là được rồi cơm nước xong xuôi ta chuẩn bị đứng dậy cáo từ, đồng thời dặn dò nàng nhất định phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Buổi tối, sau khi nhận xong manh manh ta tới làm cơm tối cho nàng, nhưng bị Tô Thanh Anh cự tuyệt. Cô sợ đón xong manh manh quá vội vàng đứa trẻ cũng ăn không ngon cơm không yên. Chính mình gọi shipper hoặc là để thẩm tuyết tới là được rồi. Ta nghĩ như vậy cũng tốt. Dù sao mình một ngày đi tới đây, hai lần bị hàng xóm nhìn thấy sẽ nói ra nói vào. Bản thân mình cũng không sao cả. Nhưng Tô Thanh Anh vẫn là một cô gái trẻ hơn 20 tuổi điểm này khẳng định phải để ý một chút sau khi rời khỏi nhà tô thanh anh ta cũng không vội về nhà mà là đi chợ trước một chuyến ông chủ quen biết đã sớm đem ta móng gà đã dự định xong chuẩn bị xong lần này còn cho ta rất nhiều tiện nghi, bởi vì hôm qua ta bán chân gà thật sự là quá ngon, vậy mà làm cho rất nhiều đồng nghiệp nhau nhau quyết định đổi nghề, mà chân gà của ông chủ tất nhiên là không có ai mua. Đương nhiên hiện tại ta còn không biết là nguyên nhân này, quay người liền đi tới nhà trẻ đón manh manh tan học, nhưng trên đường trở về manh manh đột nhiên dừng bước, đôi mắt nàng ta chừng chừng nhìn sao nhỏ đang nhảy ra phía trước. Cha so với cha, ta muốn ăn cái kia, nhìn theo hướng ngón tay manh manh chỉ, thì ra là một nghệ nhân tay nghề bán kẹo đường bên đường tới đây rất nhiều bạn nhỏ đều vây quanh hắn bên người thỉnh thoảng còn phát ra một trận kinh hô ta chỉ nhìn lướt qua liền biết hắn đường sử dụng cũng không phải là kẹo mạch nha tốt gì hơn nữa tiền đồng cùng trúc phiến cũng đều biến thành màu đen mặt không biết ẩn giấu bao nhiêu vi khuẩn đường chính tông đều là đường mình tự làm ra thứ này chế tác tương đối tốn thời gian lợi nhuận cũng không tính là cao cho nên tay nghề làm đường chính tông bây giờ đã dần dần thất truyền cái này rất đơn giản một lát nữa cha về nhà sẽ làm cho con một bộ chúng ta không mua đường nữa hoa 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 cha so với cha kẹo đường ngươi cũng biết làm nha manh manh vui vẻ vỗ tay cha của ta so với ngươi quả thực không gì làm không được a à. hôm nay tiểu bàn còn nói muốn dùng toàn bộ áo đặc mạn đổi ba ba với ta cắt ba tốt như vậy so với cho cái gì ta cũng không đổi a à. mà sau khi về đến nhà đầu tiên là ta làm cho manh manh một bát mì hải sản tôm lớn và thịt sò vỏ lột vỏ, thịt cáp ba tầng phủ kín, mi sợi chấm đầy vị tươi của hải sản. Một ngụm trước đó đều là hương vị của biển cả, chân mày xinh đẹp khiến người ta nhướng lên, nhưng tâm tư manh manh lại căn bản không còn sợi mì nữa. Vội vàng ăn hết mì hải sản, sau đó liền cuốn quýt lấy ta làm kẹo cho nàng. Nấu đường mới là mấu chốt của việc chế tác đường đầu tiên phải chuẩn bị đường mía tốt nhất cùng với kẹo mạch nha dùng lửa nhỏ chậm rãi chế biến như vậy mới có thể kịp thời nắm giữ trình độ tan chảy của nước đường đợi đến khi dùng thìa có thể liên lưu ra từng sợi tơ coi như đã hoàn thành việc chế biến sau đó nấu xong nước đường ngã trên phiến đá được đổ đầy dầu ăn bởi vì thiên phú hội họa của ta thật sự quá kém đơn giản chỉ có thể dùng khuôn đúc để chế tác đường nhưng điều này vẫn khiến tiểu manh manh nhìn thấy là hai mắt sáng rực lên hoa 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 cha so với cha ngươi chế tạo ra một con mèo nếu các tiểu bằng hữu nhà trẻ là biết nhất định sẽ hâm mộ đến chết nếm thử có ngon hay không phải cẩn thận bị phòng nha được nhìn như vậy ta mới không nỡ ăn đây manh manh giơ lên mắt nhìn mèo đầy vui vẻ tôi mỉm cười vuốt vuốt cái đầu nhỏ của cô bé không có chuyện gì không sao ăn hết ba ba còn có thể làm cho ngươi a à. Vậy cha so với hiện tại có thể làm tiếp một cái khác hay không? Ta muốn tặng cho nhã nhã. Hôm nay nàng còn muốn mời ta đến nhà nàng chơi đấy. Xem ra mẹ nhã nhã đúng là có thay đổi. Hy vọng nhã nhã có thể dần dần biến trở về. Đứa nhỏ sáng sủa lại tự tin kia đi. Vì vậy ta lại chế tác một cái tiểu nhân. Đường nhân miễn thai đưa cho manh manh. Hắc hắc, ngày mai đi nhà trẻ. À, liền đem lễ vật này đưa cho nhã nhã. Nàng nhất định sẽ rất thích đường được vẽ hơn 10 độ. Hoàn cảnh có thể bảo tồn vài ngày cho nên ngày mai lúc đi bày sạp ta cũng không làm khó được hắn chuẩn bị thêm vào lựa chọn của người bán đường này loại công nghệ cổ xưa này hiện tại cũng không có mấy người biết đến lúc đó nhất định có thể chấn kinh đến những sinh viên đại học kia trước khi đi ngủ tôi gửi người làm bằng đường đã làm xong lên vòng bạn bè rất nhanh đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi và bình luận nhưng hết lần này tới lần khác trong đó còn kèm theo ta không muốn nhìn thấy một người như vậy nhất đó chính là mẹ của manh manh lý huyên diệp thần ta cho người biết ta đây cuối tuần nhất định phải nhìn thấy manh manh điều này khiến ta mười phần cạn lời vốn dĩ ta muốn kéo nàng vào sổ đen nhưng từ pháp luật mà nói chỉ cần nàng không phạm sai lầm là người có quyền thăm dò hợp pháp bất quá manh manh không muốn thấy nàng là vấn đề của chính nàng cái này cũng không trách được trên đầu của ta ta mặc kệ nàng ta phát cho tô thanh anh hỏi thăm tin tức có cảm mạo tốt hơn chút nào không chúng ta đều không phải may mà có canh yêu tâm của ba diệp vừa nãy ngươi phát kẹo người thật tuyệt à ta cũng muốn bóp nát đường người ta dứt khoát mời nàng ngày mai cùng đi đại học thành phố bày quầy bán hàng đến lúc đó muốn chơi thế nào đều có thể chơi thế là ngày thứ hai ăn xong cơm chiều ta ở đây từ sớm đã mang theo sự đáng yêu cùng tô thanh anh đi tới đại học thành phố hôm nay ba người chúng ta phân công rõ ràng tô thanh anh phụ trách bán chân gà móc thịt ta thì phụ trách nấu đường người làm đường tiểu manh manh chính là vật biểu tượng của chúng ta cộng thêm chiêu tài miêu phụ trách bán nụ cười ngọt ngào mời chào khách hàng bởi vì lần này tới sớm đã cướp được một vị trí không tệ rất nhanh bắt đầu lục tục bắt đầu thượng nhân rồi mà lần trước ăn xong chân gà của ta vương chảo kê thật xa đã nhìn thấy ta lúc này ở trong nhóm phát tin tức chẳng lẽ lại đại ma vương hôm nay lại tới bày sạp cổng chừng các ngươi rất nhanh sẽ nghỉ đồ ăn bây giờ kê chảo vương tuyệt đối không phát sầu hắn đã đổi nghề bán đậu phộng về phần chân gà thì các ngươi cứ để lại cho bọn họ không biết trời cao đất rộng người đi cuốn đi mấy ông chủ bán chân gà nhìn thấy tin tức đều lo lắng không yên vốn dĩ bọn họ còn muốn nhân dịp cuối tuần kiếm được một khoản lớn có mấy người thậm chí trực tiếp dọn quán về nhà nhưng trong chủ quán cũng có người không phục con trai của lão trương tiểu trương chính là một trong số đó Hắn ở trường học đầu bếp phương Bắc mới học tập mấy năm. Sau khi tốt nghiệp, đầu bếp khách sạn đã làm mấy năm. Hiện tại hắn chỉ một lòng theo lão trương bày quầy bán gà, bán móng gà. Tự tin mình khổ tâm nghiên cứu một đêm. Với phương chân gà mới nhất định sẽ ngon hơn ta. Nhưng đợi rất lâu căn bản không có sinh ý tới cửa. Thậm chí có rất nhiều người muốn đến mua chân gà cũng đều muốn. Bị bằng hữu cứng rắn kéo đến bên ta. Tiểu trương trẻ tuổi khí thịnh nhất thời không nhịn được, trực tiếp đem giá cả hạ xuống 30 phần mà phía trước mặt ta một mực là 500 linh một hộp kiên trì. Lúc này lục tục ngo ngoe có mấy người tới đây, hộp rẻ như vậy. Toàn bộ phố quà vặt đều không có cái giá này đi, không bằng liền ăn nhà hắn tính toán một chút. Đừng mà, không phải nói đi ăn ông chủ diệp sao, ta nói cái gì. Lần trước hắn đã ăn quà, đặc biệt ăn ngon, sau khi trải qua một phen thương lượng, nhóm người này chia làm hai nhóm, mỗi người một phần ở chỗ ta và tiểu trương. Nhưng mà hai bên so sánh với nhau lập tức phân cao thấp, nam sinh mua chân gà quả thực ăn muốn nôn mửa. Đây là thứ rác rưởi gì à, chỉ có vị cay cái gì cũng không ăn được. Đây thật đúng là vô cốt kê chảo khó ăn nhất ta từng ăn qua. Nghe thấy bọn họ nói như vậy, tiểu trương lập tức không vui. Các ngươi có ý gì, nói ta chân gà không dễ ăn, không phải là họ diệp kia phái tới bôi nhọ ta đấy chứ. Lần này chọc phải tổ ong vào vẽ của nhóm sinh viên đại học rồi. Vốn dĩ tinh thần đã hao tổn, bọn họ có chuyện gì thì trực tiếp nổi điên lập tức đào ra điện thoại lọc cọc lốp bốp đối với tiểu trương chính là một trận tấn công tất cả mọi người đến xem đều tốt tị lôi ra bán chân gà không xương hắn tự bao gà không dễ ăn còn nói chúng ta là thủy quân của ông chủ diệp thiên ta đã để cho hắn nổi danh hơn nữa ta muốn mạnh mẽ an lợi một chút vuốt gà không xương của ông chủ diệp vậy thật đúng là gà chó ngon nhất cả nước thậm chí toàn thế giới một khi video được phát ra rất nhanh đã chuyển khắp các trường đại học lớn ngay cả học sinh của trường khác chưa từng ăn qua chân gà của ta cũng đều tò mò gà của ta rốt cuộc ngon bao nhiêu tất cả sinh viên đại học thời gian đều ở trong đại học ra roi thúc ngựa chạy đến phố quả vặt mà cùng lúc đó chỗ này của ta vẫn là hàng dài hàng dài như cũ may mà lần này có tô thanh anh hỗ trợ để cho ta có thời gian rảnh rỗi lấy kẹo lên cho người ta ăn dưới tác dụng của nhiệt độ cao đường phèn nhanh chóng được nấu thành sau đó ta tiện tay vẽ ra một đóa hoa nhỏ, điều này làm cho Tô Thanh Anh ở một bên nhìn thấy hai mắt đều sáng lên, ngay cả Vội Vàng cũng muốn tới thử một chút tự mình vẽ cái kẹo đường người ta chơi một chút nhưng tay nghề của nàng thật sự chẳng ra sao cả. Manh manh ở một bên nhìn kỹ hơn nửa ngày, cuối cùng chỉ nói ra một câu. Thanh Anh lão sư, ngươi vẽ người xấu xí sao? Điều này làm cho Tô Thanh Anh thoáng cái mặt đỏ lên. Cái kia, thật ra ta vẽ là ba ba của ngươi. Ha 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 ha, cha so với thứ xấu xí bát quái. Cái này tiểu manh manh cười chính là ngửa trước ngửa sau hợp. Mà lúc này cách đó không xa, người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh vừa vặn chụp được một màn này. Sau đó hắn đi tới, cầm một ngụm nước bọt, một câu phổ thông không lưu loát hỏi: "Chào mọi người, xin hỏi đây là cái gì?" "Đây là nghệ thuật truyền thống của Long Quốc chúng ta, người làm kẹo đường. người muốn mua một cái sao?" Người nước ngoài cúi đầu nhìn phiến đá: "Đây là một đóa hoa nhỏ. Vậy cái này là cái gì? Hình dạng thật kỳ quái a." À. Ta cười cười biểu thị đây là người xấu xí cũng chính là bản thân ta tô thanh anh nghe ta nói sắc mặt càng thêm hồng nhuận phơn phớt mặt thẹn thùng dùng sức đẩy ta một cái mà người nước ngoài nhìn nhìn đường họa rồi lại nhìn ta on on ngươi rất tuấn tú một chút cũng không xấu chào ông chủ tôi tên là john là một cái mỹ thực bác chủ ta có thể ghi chép một chút mỹ thực của các ngươi không ta cười cười biểu thị không có vấn đề hướng người ngoại quốc tuyên dương một chút về Long Quốc chúng ta. Tay nghề truyền thống và thức ăn cũng là thứ ta hy vọng nhìn thấy. Tôi chỉ là đến chợ đêm bày quán bán kẹo đường thủ công truyền thống, không ngờ lại bị Mỹ thực nước ngoài bác bỏ. Phát sóng trực tiếp cũng trực tiếp hỏa xuất quốc. Rất nhiều người nước ngoài suốt đêm mang theo phi tích tiến về Long Quốc, vì chính là nếm thử đạo lý Long Quốc. Mỹ thực cùng với thưởng thức phần tay nghề sắp thất truyền này. Lúc này ta vừa mới dùng kẹo pha loãng chế tác xong một đóa hoa nhỏ, lập tức liền hấp dẫn tới một vị khách hàng nước ngoài, chủ nhà món ăn ngon sau khi được tôi cho phép hắn lập tức mở phát sóng trực tiếp thăm tiệm nhiều vô số kể thật giả người ngoài nói hân hạnh gặp mặt hôm nay ta đặc biệt tìm được một nhà vẽ kẹo đường nhân mang mọi người đến xem sau đó hắn nhắm ống kính vào tôi vừa mới chế tác xong một con thỏ nhỏ hoa hoa đây là người vẽ kẹo sao thế mà có thể ở trên đường mỹ thực gần trường đại học nhìn thấy kẹo John mau hỏi thử xem kẹo này đến tột cùng là cái gì mà lúc này John vừa nhìn vẽ ra con thỏ nhỏ cũng là một mặt kinh ngạc con thỏ nhỏ thật xinh đẹp ông chủ ngoại trừ con thỏ còn có thể vẽ những hình vẽ khác sao đương nhiên có thể chỉ cần ta biết đều được ngươi muốn vẽ một cái gì ông chủ ngươi có thể vẽ rồng sao muốn nói người có thể đại biểu ý vị phương đông nhất vậy khẳng định chính là đồ đằng thần long của long quốc rồi nghe được muốn hắn muốn vẽ rồng ta nhíu mày một cái có thể là có thể bất quá rồng tương đối khó vẽ đây chính là tình cảm chân thành của người long quốc chúng ta huynh đệ thân bằng thủ túc giống như nhau cho nên cần thêm tiền khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức bị lời nói hài hước của ta chọc cười ha 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 câu này cộng thêm tiền cho người nước ngoài nghe mà choáng váng ta phát hiện lão bản thật đáng yêu à nữ nhi của hắn cũng thật đáng yêu làm sao bây giờ ta muốn sinh khỉ cho hắn Rôn gãi gãi đầu tuy rằng hắn nghe không hiểu nội dung ta nói lúc trước bất quá thêm tiền phàm một chữ hắn vẫn nghe hiểu không thành vấn đề bao nhiêu tiền đều được ta chỉ muốn một con rồng đều nói người nước ngoài ngốc tiền ngốc nhiều lần như vậy thật đúng là để cho tự bao gặp được rồi ta cười rồi không nói chuyện, trực tiếp bắt tay vào vẽ lên thần long. Lần này ta lấy ra toàn bộ vi khuẩn nghệ thuật, cũng may không làm mất mặt lão tổ tông. Rất nhanh, một đầu rất sống động, thần long xuất hiện trên phiến đá. Cái này làm cho John đang trực tiếp bên cạnh nhìn mà choáng váng. Đây cũng quá giống đi, giống y hệt những gì mình đã thấy trong tác phẩm điện ảnh và truyền hình khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng khiếp sợ không thôi người xem long quốc cảm thán ông chủ này thật sự có chút tài năng bước hàn lần này xem như tới đúng chỗ rồi rốt cuộc cũng đã thấy được chân long của long quốc chúng ta rồi mà khán giả ngoại quốc thì là chấn kinh với rồng quốc gia còn có loại người có tay nghề này tồn tại bước hàn mau nói cho chúng ta địa chỉ chúng ta hiện tại muốn trong đêm đuổi phi cơ qua chúng ta cũng giống như muốn một con chân long sinh động như thật. Lúc này John hưng phấn giơ ngón tay cái lên với tôi. Ông chủ, ngươi quá lợi hại, long này muốn bao nhiêu tiền, mặc kệ bao nhiêu tiền ta đều muốn mua. Nhìn bộ dạng ngu ngơ của hắn, ta mỉm cười, thị trường có giá 10 khối, không trả giá. Nghe thấy cái giá này, John trực tiếp trợn tròn hai mắt. Ông chủ, ngươi không phải nói phải thêm tiền sao, 10 khối cũng quá rẻ đi, long là đồ đằng của long quốc chúng ta. Đây là thứ không thể dùng tiền để cân nhắc từ góc độ này mà nói nó là vô giá thu của ngươi mười khối chỉ là phí thủ công mà thôi tuy john nghe không hiểu lắm tôi đang nói gì nhưng khán giả long quốc lại đang xem trực tiếp nhao nhao dựng ngón tay cái lên cho ta đây mới là cốt khí và ngạo khí của nghệ nhân truyền thống long quốc chúng ta có ai biết ông chủ này bày quầy bán hàng ở nơi nào không ta muốn suốt đêm lái xe đi cổ vũ cho ông chủ đây không phải là ông chủ chợ đêm phụ cận trường đại học sao móng gà không xương và thịt trừ mận mai nhà hắn ăn rất ngon học sinh trường chúng ta thường xuyên đến thăm quầy hàng của hắn không nghĩ tới hắn còn có tay nghề này bây giờ ta muốn xuống lầu đi mua chân gà sau khi được ước hàn live stream đám người vây xem ta vẽ kẹo đường càng ngày càng nhiều nhao nhao bảo ta vẽ cho bọn hắn tình huống này đã sớm nằm trong dự liệu của ta nhưng người vẽ kẹo đường là tương đối lãng phí thời gian quá nhiều người thì chính ta căn bản ứng phó không nổi dứt khoát phân cho mọi người mỗi người một cái muỗng nhỏ mọi người không cần tranh đoạt từng bước từng bước một chúng ta có thể tự tay chế tác đồ chơi làm bằng đường mình thích a à. nghe thấy có thể tự mình vẽ kẹo đường hứng thú của mọi người liền cao hơn. Tuy rằng ông chủ vẽ đẹp hơn mình, nhưng tự mình động thủ càng có thêm cảm giác tham dự và thành tựu. Rất nhanh từng đôi tình lữ hoặc là cẩu độc thân liền đều vây quanh trước quán nhỏ của ta vẽ lên người bằng đường. Đây không thể nghi ngờ là phố quà vật mang tới cho người ta mùi khói lửa nồng đậm, lần nữa cấu thành một đạo phong cảnh tịnh lệ. Mà sau khi John cầm được rồng thì đã định rời đi. Lúc này trong phòng phát sóng trực tiếp, bình luận lại điên cuồng xoát lên. Chủ kênh đừng đi à, ngoại trừ vẽ đường người còn có thể thổi kẹo người cái kia càng khảo nghiệm kỹ thuật ngươi tranh thủ thời gian hỏi lão bản một chút có thể hay không thổi kẹo đường người ta ước hàn vẫn là lần đầu tiên nghe được danh từ này đường người còn có thể thổi sao vì vậy hắn lập tức hỏi thăm ta sẽ khoác lác sao ta cười cười khiêm tốn tỏ vẻ sẽ như vậy chỉ là một chút xíu xiu đơn giản vẫn là có thể thổi ra tới điều này làm cho john vui sướng như điên ông chủ vậy lần này có thể hay không cho ta thổi một con gấu trúc lớn người xung quanh cũng đều dồn dập phụ họa muốn xem ta thổi người làm bằng đường, đã nhiều người muốn nhìn mình như vậy, tự nhiên là không có lý do cự tuyệt, mượn cơ hội phát sóng trực tiếp lần này, vừa vặn có thể tuyên truyền một chút quà vật truyền thống, cũng không đến mức để cho phần kỹ nghệ này biến mất trong dòng sông lịch sử, lúc này ta liền nặn ra một khối đường trộn lại với nhau, lúc này manh manh giơ bàn tay nhỏ bé đi tới trước mặt ta, cha so với cha, sẽ thổi khí có thể để cho ta thổi không, ta cười xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Tốt, vậy manh manh đến thổi đi. Nói xong tôi đưa kẹo lên trước mặt cô bé. Manh manh hít sâu một hơi, quay hàm phình lên. Khẩu khí thổi ước chừng 5 giây đồng hồ. Sau khi thổi xong, Văn Liên vội vàng kéo tay Tô Thanh Anh. Thanh Anh lão sư, mau làm cho ánh mắt che lại. Cha so với muốn thi triển ma pháp rồi, chỉ có đem mắt che lại ma pháp mới có hiệu lực à. Nói xong nàng liền nhắm chặt hai mắt lại cái đám người xem náo nhiệt xung quanh này chọc cho khanh khách cười không ngừng tô thanh anh nhìn manh manh đáng yêu kia bộ dạng nội tâm cũng là mộng về một lần tuổi thơ lúc này nhắm hai mắt lại biểu thị mình đã che kín rồi dưới sự kéo theo của bọn họ rất nhiều thứ nữ sinh cũng làm theo nữ sinh thường thường đều là cảm tính bọn họ nguyện ý tin tưởng tất cả những chuyện lãng mạn cho dù bọn họ biết rõ đó là giả nhìn thấy rất nhiều người đều nhắm hai mắt lại tôi cười cười tăng tốc độ di chuyển quá trình thi pháp nhất định phải nhanh bằng không liền cô phụ một mảnh kỳ vọng của mọi người mà lúc này john cũng phải nhìn đến choáng váng vốn hắn cho rằng vẽ rồng là đủ trâu rồi không nghĩ tới còn có người thổi kẹo đường trâu bò hơn so với người kia đây chính là nghệ nhân của long quốc sao rất nhanh hai tay của ta tung bay hạ xuống chỉ là gấu trúc đáng yêu đã đại công cáo thành hoa gấu trúc thật đáng yêu a à. thật giống như Công phu này là làm sao luyện ra được, ông chủ, có thể đem gấu trúc này bán cho ta không? Ta cũng muốn, ông chủ bán cho ta được không? Nhìn xem tiểu gấu trúc khả ái, các nữ sinh từng người một lòng dạ thiếu nữ bạo dạp, đều muốn đem gấu trúc mang về nhà. Mọi người không nên đoạt a, ta còn có thể tiếp tục thổi kẹo đường người, về phần gấu trúc này sao? Vậy cứ giao cho Manh Manh quyết định cho ai đi. Lúc này các nữ sinh nhau nhau nhìn về phía Manh Manh, ra sức hướng nàng dùng ánh mắt, hy vọng có thể đem gấu trúc bán cho mình. Lần này khiến Manh Manh có chút khó khăn, nàng nhìn trái nhìn phải, cảm giác mỗi một tiểu tỉ tỉ đều thật xinh đẹp. Suy tư một lúc, nàng lại đi tới trước mặt Tô Thanh Anh, "Thầy Tô, cái gấu trúc này liền tặng cho ngươi." Sắc mặt Tô Thanh Anh ửng đỏ, có chút không biết làm sao, nhiều cô gái như vậy muốn chọn mình như thế nào? Nhưng nhìn thấy Manh Manh dùng cho mình, sau một ánh mắt, nàng đột nhiên hiểu ra hiện trường nhiều em gái như vậy cho ai khác đều sẽ khổ sở duy chỉ có nói cho mình là công bằng hay không mắt thấy manh manh lựa chọn người trong nhà các cô gái tuy rằng khổ sở nhưng cũng rất nhanh liền bình thường trở lại hiện tại chỉ nghĩ đến việc để cho ta chạy nhanh bán cho bọn hắn cái mới đi mà lúc này cách đó không xa dương thụ dẫn theo phụ đạo viên vương kiến nghiệp của hắn đi tới phố quả vặt gần đây trường học bọn họ có một trận đấu ca hát cho nên mỗi ngày đều luyện tập đến khuya vương kiến nghiệp liền nghĩ đến việc tự móc tiền túi ra làm chút đồ ăn khuya làm phiền các học sinh một chút vì vậy dương thụ liền mang theo hắn đi tới trước quầy hàng của ta thầy vương móng gà không xương cùng thịt mai nhà hắn quả thực tuyệt bảo đảm ngươi nếm qua một lần rốt cuộc không thể quên được thiệt hay giả vậy vương kiến nghiệp có chút không tin Quê nhà của hắn là Tứ Xuyên, từ nhỏ đã ăn quả ớt mà lớn lên, ở bên ngoài hắn chưa từng ăn qua quả ớt ngon lành nào, hơn phân nửa đều là các loại đồ vật như ớt cay tinh làm ra chân gà. Ông chủ, lần này ta mang theo khách hàng lớn tới cho ngươi, cho chúng ta 30 phần chân gà. Ta cười, nhìn về phía Dương Thụ, ngươi đều sắp thành tử trung phấn của ta rồi a. À. Dứt lời liền chuẩn bị cho hắn cầm gà chảo, nhưng mà lúc này Vương Kiến Nghiệp lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói: Ông chủ, trước tiên chờ một chút, chúng ta trước tiên nếm thử một phần, ăn ngon ta lại mua, ta không sao cả. Đưa cho hắn một hộp chân gà, 51 hộp, là tiền mặt hay là mã hóa, đắt như vậy sao? Vương Kiến Nghiệp có chút đau thịt, mỗi ngày hắn đều ăn ở nhà ăn rất ít đến phố ăn vặt, không nghĩ tới bây giờ chân gà còn đắt hơn cả đùi gà. Cái cây Dương kia, không có người bán chân gà khác sao? 51 hộp cũng có thể mua được 6 7 cái đùi gà. Dương Thụ là phú nhị đại cho tới bây giờ không suy nghĩ qua vấn đề giá cả. Bị hỏi như vậy có chút không kịp phản ứng có ngược lại là có bất quá hương vị nhà này là tốt nhất các bạn học đều thích ăn nhà này phải không sắc mặt vương kiến nghiệp có chút khó coi đừng nhìn hắn là giáo thụ cuộc sống vẫn luôn rất tiết kiệm. Nếu không phải vì dựa vào các bạn học ca hát thi đấu thì hắn đã có thể được xưng là danh hiệu. Hắn cũng sẽ không xuất huyết lớn mời 30 học sinh ăn bữa khuya. Ta đây liền nếm thử trước xem sao. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng thật ra hắn muốn nếm xong liền. Lây cơ khó ăn đổi một nhà rẻ tiền. Nhưng mà vừa mở hộp ra trong nháy mắt, một mùi thơm nồng nặc bay ra. Điều này làm cho hắn không khỏi hít mũi một cái. Cảm thán thật sự là không giống với nhà khác lắm. Sau đó hắn theo ta xin một cái bao tay, cầm lên một cái chân gà đưa vào trong miệng ngay sau đó nhắm mắt lại liền bắt đầu tinh tế nhai nuốt một giây sau hắn đột nhiên mở mắt ra trong miệng hương vị chua cay lập tức tràn ngập ra vỏ móng gà giòn tan cộng thêm tính chất thịt gà tinh tế trong vị chua lại mang theo vị ớt nồng đậm mùi vị quen thuộc này lập tức khiến hắn chảy nước mắt này đây là mùi vị của mẹ ta từ sau khi mẹ qua đời ta có đã bao lâu rồi không ăn được mùi vị này không nghĩ tới trước mắt này một hộp nhỏ gà chân gà không ngờ lại khiến mình nhớ lại tuổi thơ ông chủ ngươi nơi này còn có bao nhiêu chân gà ta bao hết mau nhanh cất vào cho ta điều này làm cho dương thụ ở một bên cũng nhìn choáng váng vừa rồi thầy vương còn tỏ vẻ đau lòng làm sao bây giờ tất cả đều mua đi rồi quả nhiên thức ăn ngon mới là động lực đầu tiên kéo theo kinh tế phát triển tiểu tử ngươi đừng có đánh chủ ý lên chân gà của ta à ba mươi hộp kia là cho các ngươi những thứ khác là ta muốn lấy về ăn hạ tử bán đi nhiều như vậy móng gà lại là một bút thu người xa xỉ xem ra lập tức có thể thu dọn quầy hàng về nhà mà lúc này vương kiến nghiệp lại vội vàng hỏi ta đúng rồi lão bản ngươi có túi chứa chân gà hay không hả ta muốn mua chút gửi về quê nhà để cha cũng nếm thử một chút từ khi mẫu thân đi hắn cũng rất lâu rồi không ăn qua mùi vị này đúng rồi ông chủ móng gà của ngươi ngon như vậy sao hoàn toàn có thể làm thành túi chứa sản phẩm bán ra các nơi trên cả nước a à, nếu ngươi không có cách ta có thể giúp ngươi đến lúc đó hai ta thương lượng lợi nhuận làm sao phân chia dương thụ vỗ vỗ ngực cam đoan đến trong mắt cha hắn hắn chính là một đệ tử ngoan cố đang lo không có chỗ có thể chứng minh mình đây ta cười uyển chuyển cự tuyệt hảo ý của hắn biểu thị chính mình tạm thời còn không có quyết định này nếu như tương lai cần sẽ trước tiên liên hệ hắn thật ra đề nghị của hắn không phải là ta chưa từng cân nhắc qua chỉ bất quá trong tay mình không có nhiều tiền như vậy mặc dù dương thụ nói hắn có thể giải quyết nhưng dù sao ta và hắn còn chưa có quen thuộc đến mức có thể cộng sự với nhau cho nên chỉ có thể nói sau này suy nghĩ một chút sau khi bán xong móng gà ta chuẩn bị dọn quầy về nhà trước khi đi ta còn cố ý để lại cho Tô Thanh Anh hai hộp, bất quá nàng nhất định phải trả tiền, nếu không thì không cần nữa, ta bất quá nàng chỉ có thể thu 100 khối, trên đường trở về, mí mắt tiểu manh manh đã mệt mỏi đến mức đánh nhau, xem ra hôm nay thật mệt mỏi, sau này phải chú ý thời gian bày sạp một chút không thể quá muộn, đem manh manh dàn xếp trên giường nhỏ, ta liền cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi phòng nhi đồng, nhưng mà lúc này điện thoại di động lại vang lên, là vợ trước lý giác gọi điện thoại tới, ta do dự một chút, hay là nhận lấy điện thoại vừa mới kết nối liền truyền đến tiếng lý giác nói móc cũng biểu thị ngày mai nàng sẽ qua đây xem manh manh ta lười nói nhảm với nàng chỉ có thể nói muốn hỏi ý kiến của manh manh một chút sau đó liền trực tiếp cúp điện thoại manh manh vẫn luôn không muốn nhìn thấy nữ nhân này nếu như thực sự không có cách nào cũng chỉ có thể thư kiện lý giác tóm lại không thể ủy khuất nữ nhi bảo bối sáng sớm hôm sau vừa rời giường ta vội vàng đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng hôm nay làm là tai mèo nổi tiếng ăn vặt vùng giang chiết hoa hoa cha so với cha cái lỗ tai này giống như lỗ tai mèo con a à. ha ha cái này gọi là mặt lỗ tai mèo bên trong còn có khoai tây rau xanh nấm hương thịt vụn phi thường thơm a à. sau khi tiểu manh manh ăn một miếng trực tiếp hô thật sự rất thơm a à. ngay sau đó bắt đầu ăn như gió cuốn sau khi cơm nước xong Manh Manh đưa ra ý kiến muốn nuôi một con mèo con, ta suy tư một chút cảm giác cũng không phải là không thể được, nghiên cứu khoa học cho thấy nuôi một con sủng vật có thể rất nhiều người đã bồi dưỡng ra sự kiên nhẫn và tình yêu của con mình, hơn nữa mèo nuôi cũng rất bớt việc, vì vậy ta liền đồng ý hai ngày nữa nàng sẽ đi cửa hàng thú cưng xem một chút, điều này làm cho Manh Manh hưng phấn nhảy dựng lên, cha so với vạn tuế, lập tức có thể có được một con mèo nhỏ đáng yêu, nhìn bộ dáng vui vẻ của Manh Manh, ta hết sức vui mừng chính mình thật sự rất may mắn, có thể ở mỗi giai đoạn trong sinh mệnh của nàng ở bên cạnh nàng. Nếu như lúc trước Lý Giác không lựa chọn ly hôn, vậy manh manh nhất định sẽ hạnh phúc hơn bây giờ à? Ta do dự nửa ngày cuối cùng cũng quyết định, hay là quyết định hỏi ý kiến của manh manh một chút. Manh manh manh, mụ mụ muốn gặp người, nghe được hai chữ mama, manh manh rõ ràng hơi sửng sốt một chút hồi lâu sau nàng nhỏ giọng nói nữ nhân kia không phải mẹ của ta cha mẹ ly hôn cho con cái tạo thành tổn thương thật sự quá lớn huống chi lúc trước lý giác còn làm một số chuyện không tốt vậy được rồi lý ngọc a di muốn gặp ngươi ta không muốn gặp nàng ta nữa quả nhiên đáp án là như vậy nói xong bả vai manh manh đột nhiên run rẩy kịch liệt nước mắt cũng không ngăn được chảy ra ta đau lòng một tay đem nàng lầu vào trong ngực Manh manh không khóc nữa, không gặp thì không gặp, ba ba một hồi nữa dẫn con đi dạo chơi trong khu vui chơi được không? Thấy tôi được an ủi, manh manh dần ngừng khóc, cha so với cha, nếu như ta không đi gặp nàng có phải đối với ngươi thật không tốt hay không? Không có chuyện gì không sao, không muốn đi thì không đi, ta sẽ gọi điện thoại cự tuyệt nàng. Không, giọng nói manh manh tuy nhỏ nhưng lại mang theo giọng điệu kiên định, ta nguyện ý đi gặp nàng, nhưng mà chờ sau khi ta trở về ngươi nhất định phải đưa ta đi nhà trẻ nha. Nữ nhi của mình thật sự quá hiểu chuyện, vì không ảnh hưởng đến ta ta lựa chọn yên lặng thừa nhận ủy khuất có đôi khi ta cũng suy nghĩ hiểu chuyện như vậy rốt cuộc là một chuyện tốt hay là chuyện xấu sau đó tôi lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho lý huyên rất nhanh đã nhận được câu trả lời của hắn đình đình ta đã nói rồi sao con gái không muốn gặp ta trước kia chắc chắn đều là ngươi dở trò từ trong đó giờ phút này ta thật sự hết chỗ nói rồi sau khi ly hôn tôi mới phát hiện ra lý cảo trên người có rất nhiều tật xấu nửa năm qua mình cũng không có quan tâm manh manh một lần hiện tại còn không biết xấu hổ nói nữ nhi muốn gặp nàng chờ ước chừng hơn một giờ sau lý ngọc mới khoan thai đến chậm hiện tại toàn thân nàng đều là danh bài xa hoa vừa tiến đến đã bày ra bộ dáng cao cao tại thượng nhìn xuống hết thảy nửa năm không gặp ngươi vẫn là phẩm vị kém như vậy mặc một thân hàng vỉa hè nhưng mà ta còn chưa mở miệng manh manh lại không vui trước một bước bác gái lý ngọc bố ta đẹp trai hơn cha ta bao nhiêu hơn nữa chúng ta cũng không mặc hàng vỉa hè gì. Nghe thấy manh manh gọi cô gì Lý Cảo, chỉ cảm thấy một thanh trọng du từ trên trời giáng xuống. Diệp thần, làm sao con dạy con gái con vậy, để cho nàng gọi ta là a Di Ta cười lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, gọi ông a Di không đúng sao. Ngươi có từng gánh vác trách nhiệm của một người mẹ không? Ta ngược lại cảm thấy ngươi ngay cả a Di cách vách cũng không bằng a Di Lý giác xấu hổ trong lúc nhất thời không biết nên phản bác như thế nào, chỉ có thể tức giận vươn tay muốn mang theo manh manh rời đi nhưng manh manh cũng không có lập tức nắm lấy tay nàng, ngược lại là trốn ở sau lưng ta, bàn tay nhỏ bé run nhẹ nhẹ, rất rõ ràng manh manh sợ hãi, nàng sợ hãi người xa lạ đã từng là mẹ này, thấy vậy, ta lập tức thay đổi chủ ý, nhẹ nhàng vuốt ve đầu, con gái an ủi, bảo bối, chúng ta không đi, bây giờ ta dẫn ngươi đi chơi trong công viên trò chơi, diệp thần, ngươi nói gì vậy, đã nói trước là dễ thương đi dạo phố, ngươi cố ý đùa bỡn ta sao, nhưng mà ta căn bản không để ý tới lý giác hiện tại trong mắt ta chỉ có những người khác là đáng yêu căn bản không trọng yếu cùng lắm thì cùng với cô ta ở pháp viện gặp mặt nhưng manh manh lại ấm áp như một con chim non đôi mắt dùng sức nhẹ gật đầu với ta cha so với cha ta đã đáp ứng đi dạo phố với dì lý cảo rồi mà sau khi trở về ngươi dẫn ta đi dạo công viên trò chơi đi sau đó nàng cẩn thận từng ly từng tí một đưa tay qua lý giác là vẻ mặt đắc ý đình đình Quả nhân nữ nhi và mẫu thân thân là ruột thịt, lúc đi xuống dưới lầu hàng xóm xung quanh đều nhận ra nàng. Chuyện lúc trước náo loạn còn rất lớn, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng biết Lý Giác là nữ nhân như thế nào. Nhưng mà Lý Giác lại căn bản không quan tâm những ánh mắt kia, chính mình mở cửa xe liền chui vào trong. Hoàn toàn không ý thức được lấy manh manh manh, sức lực là một mình mở không ra cửa xe đấy. Tôi giúp manh manh mở cửa xe ra, lại đem nàng an trí ở trên ghế ngồi. Sau đó một mặt lạnh lùng cảnh cáo Lý Giác, cơm nước xong, lập tức đưa nữ nhi trở về cho ta lý giác vẻ mặt không kiên nhẫn mở ra âm hưởng trong xe trong nháy mắt toàn bộ buồng xe đều bị giam trong âm nhạc kim loại nặng phát ra tiếng nổ mạnh ngay sau đó một chân chân ga liền xông ra ngoài nhìn bảo tiệp đi xa ta là vẻ mặt lo lắng mà trên xe manh manh cũng là lộ ra cái miệng nhỏ nhắn một mặt không vui nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe phi tốc lướt qua nội tâm của nàng hết sức khổ sở nếu như không phải vì căn bản của ta sẽ không cùng nữ nhân này đi ra ngoài thanh âm của kim loại nặng khiến hắn rất không thoải mái đây là bài hát gì a à ẩm ý chết đi được nếu như cha so với ở chỗ này thì tốt rồi hắn nhất định sẽ thả những âm nhạc nhẹ dễ nghe kia ra nhưng mà lý giác còn ở nơi đó tự tiêu khiển tự nhạc căn bản không chú ý tới cảm thụ của manh manh mẹ ta hôm nay dẫn ngươi đi đại thương trường mua quần áo muốn mua bao nhiêu cũng được nữ hải tử nên trang điểm cho mình xinh đẹp mới đúng như vậy mới có thể hấp dẫn rất nhiều nam hải tử sau đó chúng ta lại đi nhà hàng cao cấp ăn một bữa thật ngon với việc cha ngươi bây giờ thu nhận người chắc chắn là là không dám dẫn ngươi đi loại nhà hàng kia manh manh nghe lời của nàng mặc dù ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng một mực yên lặng phản kháng Tại sao mình lại muốn hấp dẫn nhiều nam hài tử? Nữ hài tử không phải chỉ có thể có một người bạn trai sao? Hơn nữa ta cũng không muốn đi nhà hàng cao cấp chút nào, ta chỉ muốn ăn cơm phụ thân làm hơn so với cơm. Hơn nữa cha còn có rất nhiều tiền, ban đêm có thể kiếm được thật nhiều thật nhiều tiền. Những ca ca tỷ tỷ kia đều thích ăn cơm do ba làm. Nữ nhân này thật sự rất đáng ghét à? Tại sao phải nói xấu ba ba mãi? Cứ như vậy, Tiểu Manh Manh thầm mắng trong lòng một đường, mà xe rất nhanh liền dừng ở trước cửa một cái thương trường. Đi thôi Manh Manh đi mang ngươi đi mua mấy bộ quần áo đẹp đẽ đi Lý giác ngoài miệng nói như vậy, nhưng chính mình lại là đi rất nhanh, hoàn toàn không ý thức được manh manh chỉ là một tiểu hài tử 3 tuổi, căn bản là không theo kịp bước chân của nàng. Manh manh chỉ có thể một đường chạy chậm mới có thể miễn cưỡng đuổi theo, lại đến một cửa hàng nhãn hiệu cao cấp sau đó. Lý giác cũng chỉ lo tự mình chọn quần áo, trực tiếp ném manh manh cho nhân viên phục vụ. Cũng may nhân viên cửa hàng là một tiểu cô nương chịu trách nhiệm, ngữ khí vô cùng ôn nhu đưa cho hắn. Manh manh giới thiệu đủ loại váy đẹp, nhưng manh manh vẫn tỏ vẻ khổ sở khẽ lắc đầu bình thường đều là ta thay nàng chọn lựa quần áo manh manh cũng cảm thấy ánh mắt của ta rất tốt mỗi lần chọn một bộ váy đều rất đẹp khiến nàng hết sức hài lòng. Nhưng bây giờ cha không còn ở bên cạnh nữa, Lý Giác lại chỉ lo tự mình mua và tiếp nhận nhân viên cửa hàng thổi phồng. Cũng không biết nên hỏi ý kiến của ai, mà nhân viên cửa hàng một mực trong non manh manh cũng là kỳ quái. Rõ ràng Lý Giác nói là mẹ của con mình mà, nhưng làm sao đến rồi thì mặc kệ manh manh rồi. Đừng nói là mẹ con, chính là tiểu hài tử nhà hàng xóm, cũng không nên không quan tâm như vậy chứ. Mà lúc này chọn lựa quần áo xong Lý, Nguyễn Cung vẻ mặt không kiên nhẫn đi tới, manh manh còn chưa chọn được sao không được thì tùy tiện chọn mấy bộ quần áo là được rồi sẽ chúng ta còn phải đi ăn cơm thì không còn kịp nữa rồi dứt lời cũng mặc kệ ý kiến của manh manh trực tiếp bảo nhân viên cửa hàng đem mấy món hắn mặc quần áo chỉnh tề bước ra khỏi cửa tiệm manh manh đi theo sau lưng nàng miệng rất muốn khóc nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống tuyệt đối không thể khóc ở trước mặt nữ nhân xấu này muốn khóc cũng phải về nhà khóc ly giác nhìn nhìn biểu lộ ra rất không kiên nhẫn của thời gian đều do nhân viên cửa hàng nhỏ kia lải nhải chính mình mang theo nữ nhi cơm nước xong còn có chuyện phải đi làm đây nhưng ngay khi nàng quay đầu lại muốn lấy thì thúc giục manh manh mau mau đi thôi lại đột nhiên phát hiện manh manh đã không thấy đâu nữa phía sau tất cả đều là đám người lui tới dạo phố một cái bóng đáng yêu cũng không có nhìn thấy lúc này manh manh vẻ mặt ủy khuất đi theo lý giác ra khỏi cửa hàng quần áo lần đầu tiên cùng mẹ ruột đi dạo phố không trở về một chiếc váy nhỏ đẹp đẽ cũng không mua được ngược lại còn phải chiếu cố nữ nhân xấu xa này càng nghĩ càng ủy khuất cô trực tiếp ngồi xuống ghế dài trong trung tâm thương mại mà lý giác đi ở phía trước đi tới đi lui đột nhiên phát hiện manh manh không thấy đâu nữa quay đầu lại nhìn phát hiện nàng đang ngồi trên ghế điều này làm cho tâm tình táo bạo của nàng càng thêm bực bội trực tiếp thúc giục manh manh mau lên cùng nàng đi nhà ăn đi hoàn toàn không để ý đến một đứa trẻ còn là một đứa trẻ còn nhỏ tuổi đáng yêu liên tục đi dạo phố cường độ cao đã căn bản đi không nổi nữa manh manh bất đắc dĩ chỉ có thể kéo theo chua sót chân nhỏ tiếp tục đi về phía nhà ăn giờ phút này trong lòng nàng đã hạ quyết tâm sau này không bao giờ đi ra ngoài với gì lý cảo nữa mà bên kia thẩm tuyết và tô thanh anh cũng đi dạo phố mua quần áo xong hai người bọn họ vừa vặn nhìn thấy manh manh cùng lý giác đi vào nhà hàng tây tô thanh anh nhìn thấy manh manh sau khi vẻ mặt không đúng trong lòng lột bộp một cái lập tức kéo thẩm tuyết đi theo vào manh manh nhìn thấy thầy thanh anh và a tuyết lão sư hưng phấn thiếu chút nữa kêu ra tiếng nhưng lúc này thẩm tuyết lại âm thầm suyệt với nàng một tiếng chẳng lẽ a tuyết lão sư muốn theo ta chơi trò chơi giả vờ không quen biết sao hắc hắc vậy so với xem chúng ta ai lợi hại hơn rất nhanh lý giác điểm cao cấp thực đơn đã được nhân viên phục vụ đưa tới lý giác vẻ mặt đắc ý nhìn về phía manh manh cái pháp thức này bác của ngươi cho tới bây giờ không mang ngươi ăn qua đi nhanh chóng nếm thử hương vị như thế nào dứt lời nàng liền tự mình bắt đầu ăn sau đó còn lộ ra vẻ mặt vô cùng hưởng thụ manh manh học theo dáng vẻ của nàng ta rồi đưa con ốc sên vào trong miệng nhưng một giây sau hắn lập tức nhíu mày ngô con ốc sên này ăn không ngon chút nào thật là chán a, à. không ngon, làm sao có khả năng, ngươi là ăn thói quen cha ngươi làm đấy, không quen ăn đồ ăn xa hoa này sao, thật đúng là lợn rừng không ăn được cám, nghe nói thế, thẩm tuyết ngồi bên cạnh lập tức không vui, lời này nói, hiện tại sinh hoạt tốt liền bắt đầu nhẹ nhàng, nếu không thì về hỏi mẹ nhiều lúc trẻ ngươi ăn cơm gì, là quan âm thổ hay là dễ cây, mà tô thanh anh ở bên cạnh thì khó nén được ý cười trên mặt, thẩm tuyết tuy rằng có mấy lời ác độc, nhưng nghe thật sự rất sảng khoái, ly giác hung hăng chừng mắt nhìn hai người bọn họ một cái, cũng không có nhận ra đây chính là lão sư nhà trẻ dễ thương, có vài người thật sự không có tố chất, tại hạ giáo dục con gái cũng phải chen miệng vào một câu, thẩm tuyết không cam lòng yếu thế lập tức phản kích, nếu như con gái ngươi còn chưa tính, chỉ sợ không phải là nữ nhi của ngươi, lý giác vừa định phản bác, lại đột nhiên nghĩ đến manh manh ngay cả một câu mẹ cũng không chịu gọi mình, cô xấu hổ cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng không để ý đến thẩm tuyết nữa lúc này nhân viên phục vụ lần nữa bưng một mâm thịt bò bít tết đi tới manh 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 ốc sen không quen ăn vậy thì nếm thử tảng thịt bò đi cái này ngươi cũng nên ăn qua manh manh nhìn miếng thịt bò bị cắt thành miếng nhỏ ừ một tiếng từ bên ngoài mà nói có tiêu chuẩn của bố so với nam thành chỉ là không biết mùi vị như thế nào a di ta có thể muốn một đôi đũa sao cái nghĩa dùng không quen xin nhờ đây là đũa nhà hàng tây lấy đâu ra ngươi là muốn để cho người khác chê cười ngươi nhiều hơn a à. ly giáp một bộ dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nàng đã có chút hối hận khi mang manh manh ra ngoài thật là quá mất mặt nhưng mà lúc này thẩm tuyết lại vẫy vẫy tay với nhân viên phục vụ làm phiền huynh cho ta hai đôi đũa tiểu tử phục vụ đầu tiên là sửng sốt một chút tuy nhiên vẫn dựa theo yêu cầu của thẩm tuyết đưa tới thẩm tuyết gắp một miếng thịt bò nhét vào miệng ân vẫn là dùng đũa ăn thoải mái hơn ai nói nhà hàng tây chỉ có thể dùng dao nĩa chứ Ngươi nói có phải hay không a à, thanh anh tô thanh anh cố nén ý cười dùng đũa ăn thịt bò bít tết sau đó còn phụ họa dùng đũa thuận tiện hơn nhiều ly giác ở một bên nhìn xem sắc mặt trong nháy mắt liền đen lại nàng cũng không phải kẻ ngu đương nhiên biết thẩm tuyết nói như vậy là nói cho nàng nghe mà lúc này thẩm tuyết lại vừa ăn bò bít tết vừa nhìn manh manh nháy mắt một cái manh manh lập tức ngầm hiểu kêu lên ca, ca ta cũng muốn một đôi đũa, ai có thể cự tuyệt một yêu cầu đáng yêu của Manh Oa chứ? Anh phục vụ tiểu ca lập tức liền đưa tới một đôi đũa, nhưng mà tại ăn qua một ngụm nhà hàng, sau khi bít tết, Manh Nha nhíu mày, điều này cũng quá khó khăn để ăn cay, còn không ngon bằng cha làm. Khách nhân xung quanh nhìn thấy Manh Manh bộ dáng đáng yêu tất cả đều mỉm cười, nhưng những nụ cười thiện ý kia ở trong mắt Lý Giác lại giống như là chế giễu không chỉ là trò cười manh manh dùng đũa ở nhà hàng tây càng cười nhạo bà ta không dạy dỗ nữ nhi cho tốt giờ phút này nàng hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào đúng lúc này điện thoại di động của lý giác vang lên là lão già có tiền trên người nàng bảo nàng lập tức qua đó sau khi cúp điện thoại nàng không còn tâm tư ăn cơm nữa sau đó liền nói thẳng cho mọi người biết manh manh bảo nàng ta ở đây tiếp tục ăn một khi để ba ba tới đón nàng ta chính nàng thì là dẫm giày cao gót cứ như vậy cũng không quay đầu lại mà đi thẳng Hoài, thứ gì vậy, nữ nhân như vậy cũng xứng làm mẹ người khác. Thẩm tuyết mắng một câu về phía bóng lưng Lý Huyên đã đi xa, mà manh manh cũng không vì Lý Giác rời đi mà buồn bã. Ngược lại là vui vẻ hô lên tô Thanh Anh, Thanh Anh lão sư a à, tuyết lão sư, các ngươi lấy đâu ra tới đây a à? hắc hắc. Đương nhiên là đi mua quần áo cùng thanh anh lão sư của ngươi nhà, đến lúc đó để cho nàng đi mê chết ba ba của ngươi, mà cùng lúc đó, ta thừa dịp, Khoảng cách manh manh cùng Lý Giác đi dạo phố, ở nhà thí nghiệm món ăn mới món chua cá dưa chua, cá chua có ăn ngon hay không phụ thuộc vào dưa chua, mà bộ phận còn lại thì là phải xem tay nghề của con cá này. Đầu tiên phải dùng rượu gia vị loại bỏ mùi cá tanh, sau đó đem cá phiến đã rửa sạch sẽ, dùng lòng trắng trứng và bột phấn bao trùm toàn thân. Ngay sau đó, hắn lấy mỡ heo rau xảo, một chén nước ấm lớn cuối cùng đổ xuống chậm rãi đun sôi, đợi nước canh dần dần biến thành màu ngà sữa, sau đó đem dưa chua thêm người vào rất nhanh một bát mang theo chua xót nồng đậm mùi cá dưa chua liền ra nồi người thấy mùi thơm nồng đậm kia chính ta cũng muốn trước tiên đem lên một bát chờ manh manh trở về liền để cho nàng hảo hảo nếm thử tay nghề của cha mình nghĩ như vậy đột nhiên ta lại nhận được tin nhắn lý giác gửi tới con gái của ngươi ở quán bít tết không phố thương mại ta tạm thời có việc gấp liền đi trước nhìn thấy tin tức này trong nháy mắt liền biến mất cơn giận của ta lập tức bốc lên nếu như nữ nhi xảy ra chuyện gì ta muốn ngươi dùng mạng đền cho, dứt lời trực tiếp kéo nàng ta ra cửa rất nhanh, mà lúc này manh manh đã ăn xong, ăn cơm xong, hắn đi tới khu vui chơi trẻ em trong trung tâm thương mại. Thanh anh lão sư, ngươi có thể chơi với ta sao? Lão sư đều là đại nhân, những bạn nhỏ khác nhìn thấy ta đi vào sẽ chê cười ta nha. Tô Thanh anh có chút xấu hổ. Khu vui chơi trẻ em này là chuẩn bị cho tiểu bảo bảo dưới 5 tuổi. Đại bảo bảo hơn 20 tuổi như mình cũng có thể chơi sao. Nhưng thẩm tuyết lại cười đẩy nàng một cái. Nhanh đi, thanh anh đại bảo bảo. Đây chính là cơ hội tuyệt hảo ở chung với nữ nhi tương lai à. Nói là cùng nhau chơi nhưng kỳ thật đồ vật nàng có thể chơi cũng không nhiều. Thang trượt gì đó đều được thiết kế dựa trên hình thể của trẻ em. Cho nên tô thanh anh liền phụ trách làm công nhân khuân vác. Manh manh trượt xuống lại ôm nàng lên. Như vậy vốn dĩ có thể làm một lần thời gian manh manh có thể làm hai lần những bạn nhỏ khác nhìn thấy đều muốn hâm mộ khóc lập tức liền có một tiểu mập mạp cũng để cho mụ mụ ôm mình nhưng mẹ của nàng trực tiếp giận tiểu ra quần tiểu cô nương người ta mới bao nhiêu tuổi a à? ngươi xem cái ngươi mập giống cái bóng đi ta có thể ôm lấy sao thẩm tuyết nhìn một màn này cười đến ngửa trước hợp sau điều này khiến cho nàng không khỏi nhớ tới chuyện sau này nếu như bạn thân nhà mình thật sự ở cùng với diệp thần đến lúc đó mỗi ngày đều đến nhà bọn họ ăn trực quang mang không đem bọn họ ăn đến nghèo không thể nghèo hơn, cùng lúc đó, tôi vội vàng chạy tới trung tâm mua sắm, đầu tiên là đi tây quán nhìn một chút, cũng không có thân ảnh Manh Manh, sau đó ta lập tức đi đến quầy phục vụ, để tiểu thư phục vụ giúp ta tìm người giúp ta thông báo, giờ phút này lòng ta nóng như lửa đốt, nếu Manh Manh xảy ra chuyện gì, ta thật sự sẽ tìm Lý Ngọc Liều mạng, cũng may Tô Thanh Anh sau khi nghe được thông báo này, lập tức liền mang theo Manh Manh đi tới quầy phục vụ, một khắc nhìn thấy Manh Manh kia, ta đem nàng đem lầu nàng vào trong ngực hù chết ba ba rồi phụ thân còn tưởng rằng về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa manh manh thì nhẹ nhàng vuốt chán của ta an ủi cha so với cha đều do ta chơi quá cao hứng quên nói cho ngươi tô thanh anh cũng là vẻ mặt xin lỗi diệp ba ba thật sự không tiện ta chỉ lo mang manh manh chơi quên nói với ngươi một tiếng thầy tô cái này cũng không trách ngươi nếu không phải ngươi cùng thẩm tuyết manh manh nói không chừng đã thật sự lạc mất rồi ta nói diệp đầu bếp làm sao ngươi yên tâm để manh manh cùng lý giác đơn độc ra ngoài như thế nàng nhận điện thoại liền bỏ lại manh manh một mình rời đi. Làm hại chúng ta còn chưa ăn cơm no đã mang theo manh manh đi chơi. Ta mặc kệ, ngươi nhất định phải làm một bữa ngon vất vả hai chúng ta một chút. Thẩm tuyết nở nụ cười gian kế thành công. Lần này lại có thể ăn được một bữa tiệc mỹ vị rồi. Mà ta thì mỉm cười nhìn nàng một chút. Nếu tất cả mọi người đều chưa ăn no, vậy hôm nay các ngươi phải ăn một bữa no nê. Nếm thử món ăn ta mới nghiên cứu. Cá dưa chua, lời vừa ra khỏi miệng. Ba nữ nhân lập tức vỗ tay khen hay. Ngay sau đó, từng người nước miếng đều nhanh chảy xuống mặt đất thấy vậy ta có chút hối hận khi đưa ra đề nghị này cũng không biết chút chuẩn bị kia thịt cá có đủ cho ba con mèo tham ăn này ăn hay không giờ phút này ta đang bận rộn trong phòng bếp trình tự làm việc cuối cùng của cá dưa chua mà tô thanh anh cùng thẩm tuyết thì là ở trong phòng khách bồi manh manh chơi đùa ngay khi cá dưa chua được bưng lên bàn lập tức liền khiến cho mọi người kinh hô, thật sự là quá đẹp, món chua xanh tươi hồng tươi nước canh giòn nộn cá phiến, ba loại màu sắc tương phản thành thú vị, ở phương diện sắc hương vị này, cá dưa chua tuyệt đối có thể đánh 100 điểm. Manh manh nhăn mũi nhỏ, nước miếng chảy ra, cha so với cha, cho ta một chén cơm lớn, hắn muốn một bát cá chua này ăn sạch toàn bộ, bộ dáng thèm nhỏ của con mèo kia lập tức khiến nó biến mất. Mấy người chúng ta cười ha ha, được 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 được, cha biết rồi, cha biết rồi, cha biết rồi. mau nếm thử cá chua đi, sẽ lạnh liền không dễ ăn tô thanh anh và thẩm tuyết chính là những lời này của ta vội vàng gắp lên một miếng cá trắng noãn bỏ vào trong miệng vừa mới vào miệng trong nháy mắt đầu lưỡi cảm nhận được một loại kích thích mãnh liệt lại thêm một miếng dưa chua nữa vị chua và mùi cá thơm ngát hoàn mỹ dung hợp lại với nhau ớt và hạt tiêu lại tăng thêm một cấp độ khác nhau thật sự là quá ngon a à. loại cảm giác cay độc này khiến thẩm tuyết cảm thấy ăn một miếng liền không dừng lại được thậm chí trực tiếp ôm lấy bát lớn trước mặt mình uống canh cá nước canh nóng rát tiến vào trong dạ dày đạo sĩ làm cho cả người hắn cũng thoải mái theo, A à, Tuyết, tướng ăn của ngươi cũng quá phóng khoáng đi, cá chua tuy rằng ăn ngon, nhưng Tô Thanh Anh cũng sẽ không giống như nàng đói bụng ăn quảng như vậy, nàng phải bảo trì hình tượng, đặc biệt là ở trước mặt ta, cơm trong miệng Thẩm Tuyết còn chưa ăn hết, liền lại nhét vào một miệng lớn dưa chua thái, "Ông, thật sự là tay nghề của Diệp đại chủ quá tốt rồi, ăn cũng rất vui vẻ." tôi chọn cho cô ta những bộ phận không có xương cá. Như vậy nàng ăn vào sẽ không còn chút băn khoăn nào nữa, mà chính ta cũng đói bụng muốn chết, trực tiếp dùng thìa trái, tay phải, đũa. Bộ dáng cuồng huyễn kia tuyệt đối không tốt hơn thẩm tuyết bao nhiêu, rất nhanh. Mấy người chúng ta đã làm xong hơn phân nửa cá dưa chua, bởi vì ba người bọn họ ở tiệm thịt bò đều đã ăn cơm rồi, cho nên manh manh cùng Tô Thanh Anh liền chỉ ăn một bát đã không ăn nổi nữa, nhưng Thẩm Tuyết lại ăn hai bát lớn, ăn no bụng nhỏ thật sự là chứa không nổi nữa mới dừng lại, ta đã hoài nghi kiếp trước nàng là dạ dày vương chuyển thế rồi chứ, sau khi cơm nước xong, Thẩm Tuyết phụ trách công việc đã hoàn thành, mà Tô Thanh Anh thì ở trong phòng khách cho manh manh đem chuyện xưa kể lại, điều này lập tức khiến cho Thẩm Tuyết bất mãn, này này này, vì sao Thanh Anh không rửa bát a, ta cảm thấy rất không công bằng cái này rất công bình a, à. tô lão sư chỉ ăn một bát, ngươi ăn hai bát đương nhiên ngươi tới soát. Kỳ thật tô thanh anh là muốn hỗ trợ nhưng mà bị ta ngăn cản lại. đến bây giờ ta còn nhớ rõ lần trước nàng đánh nát sự tình bát sứ yêu thích của ta cũng không phải đau lòng đến mức nào, chính là không muốn để tô thanh anh bởi vì rửa chén mà làm bị thương chính mình. làm xong việc ta sẽ đem những việc còn lại, non nửa nồi dưa chua cá chia làm hai phần, lần lượt mang đến cho tô thanh anh và thẩm tuyết. mà sau khi tiễn hai vị mỹ nữ đi ta liền chuẩn bị buổi tối hôm nay bảy hàng cần nguyên liệu nấu ăn, cá dưa chua này làm đơn giản, làm một nồi có thể ra rất nhiều phần, một phần định giá 30 khối, lợi nhuận kia vẫn là tương đối khả quan, buổi tối lúc ra quán tôi mang theo manh manh, Tô Thanh Anh cũng nhất định phải đi theo, điều này tựa hồ đã trở thành một loại thói quen, chính nàng cũng không rõ là vì sao, quá khứ nàng chỉ cần nghỉ ngơi một chút, nằm trên giường, đuổi theo kịch để ăn vặt, hiện tại hắn rất muốn ở cùng một chỗ với ta, nhìn dáng vẻ bận rộn của ta coi như không nói một câu cũng cảm thấy an tâm, mà người đi vào phố ẩm thực càng ngày càng nhiều. Từ lần trước, video của John, sau khi bùng nổ rất nhiều người đều mộ danh mà đến, trong đó còn có rất nhiều người ngoại quốc. Điều này không thể nghi ngờ đã làm cho cả phố ẩm thực đều phải kinh sợ, trở thành một cái sân nhà dân mạng bị nick đỏ. Ta cũng theo đó tăng thêm rất nhiều bàn nhỏ, như vậy mua cá chua và chanh đường. Người có thể trực tiếp ăn ở chỗ này, với độ nổi tiếng hiện tại của ta, rất nhanh toàn bộ đều đầy áp thậm chí rất nhiều người cần xếp hàng thật lâu mới có thể có vị trí. Lúc này cách đó không xa có một mỹ nữ nước mắt chảy xuống, vừa vặn nhìn thấy ta mở nắp nồi lộ ra canh cá màu vàng óng ánh. Ông chủ, ngươi cái món ăn chua này bán như thế nào vậy? 31 phần, ở chỗ này ăn hay là đóng gói mang đi, phiền phức ta đến một phần ăn ở đây. Rất nhanh Tô Thanh Anh đã bưng canh cá lên bàn. Mỹ nữ kia ngửi được mùi thơm của canh cá, lập tức liền ngừng nước mắt lại. Canh cá thật thơm a, à? kẹp lấy một miếng thịt cá bỏ vào trong miệng vị lôi trong nháy mắt đã bị kinh diễm đến thịt cá trơn mềm vào miệng liền tan ra không có chút mùi cá nào ngược lại là nhiều thêm một cỗ dưa chua viết ớt dung hợp hoàn mỹ vị chua cay cộng thêm canh cá tươi ngon ấm tim gan này phảng phất tất cả phiền não đều bị ném ra sau đầu ngay cả chia tay bạn trai lúc này tâm tình của hắn cũng bị quét sạch cái gì bạn trai nào so được với canh cá ngon lành này nhưng mà ngay lúc nàng nghĩ như vậy lại trùng hợp nhìn thấy tô thanh anh đang giúp ta lau đi mồ hôi trên trán mỗi lần bạn trai cũ đánh bóng cô cũng là như vậy cho anh lau mồ hôi ai có thể nghĩ tới người kia nguyên lai like là một cha nam điều này khiến nàng rốt cuộc không kềm được trực tiếp khóc lên người bên ngoài nhìn vào lập tức có chút tiếc nuối canh cá này vậy mà ngon đến mức này sao, còn có thể uống đến bật khóc. Cái gì ha, à? vừa rồi ta nghe thấy nàng gọi điện thoại mắng cái gì cặn bã nam, đoán chừng là chia tay rồi. Nguyễn Thiên Hạ cha nam cha nữ đều không được chết tử tế, mà lúc này ta cũng tiếc rẻ bức rồi. Ở chỗ này khóc tiếp còn không đem khách nhân của ta đều dọa chạy mất, vì vậy ta quyết định để Tô Thanh Anh đi qua an ủi hắn. Nghe vậy Tô Thanh Anh mới biết nàng bị tên đàn ông cặn bã quăng đi, tiểu tỷ tỷ. Ngươi nói trên thế giới này vì sao lại có cặn bã nam a? Vấn đề này hỏi đến Tô Thanh Anh cái này, tình yêu trên người tiểu tự cũng coi như là làm cho nàng ngây ngốc hỏi, nàng thử nghiệm đem chính mình thay người đi vào, một lát sau Tô Thanh Anh mạnh mẽ siết chặt nắm đấm, cố hận không thể lập tức đem cha nam, cảm xúc bị đánh nổ trong nháy mắt đã nổi lên, tiểu muội muội, đừng khóc nữa, người sai là hắn không phải ngươi, ngươi không thể dùng sai lầm của hắn để trừng phạt mình, Ngươi ở nơi này khóc lóc như vậy cha nam kia không biết vui vẻ bao nhiêu đâu, ngươi muốn để hắn nhìn thấy bộ dạng khổ sở của ngươi sao? Trần Thục Nguyệt nghe xong lời này lập tức ngừng nước mắt, "Tiểu tỷ tỷ, ngươi nói đúng, ta hiện tại hẳn là cười, nếu so với hắn thì tốt hơn thì tức chết hắn." Dứt lời nàng lại liên tiếp ăn mấy ngụm lớn cá dưa chua sau đó con mắt kia liếc về phía ta tiểu tỷ tỷ ông chủ kia là bạn trai của ngươi sao ta cảm thấy hắn rất đẹp trai nếu không phải ta có thể đuổi theo hắn sao điều này làm cho mặt tô thanh anh soát một cái liền đỏ lên bất quá nàng vẫn là thập phần kiên quyết tỏ vẻ không được trước mắt còn không phải bất quá rất nhanh liền hắc hắc vậy ngươi phải cố gắng lên người đẹp trai như ông chủ trường đại học rất được ưa chuộng hai người rất nhanh liền cười làm thành một đoàn tình hữu nghị của nữ hài tử chỉ đơn giản như vậy thôi Trần Thục Nguyệt sau khi ăn xong cá dưa chua thì cả người cũng đều tỉnh lại lần nữa. Trước khi đi nàng còn không quên nhắc nhở ta phải quý trọng Tô Thanh Anh thật tốt. Hiện tại tiểu tỷ tỷ này là bằng hữu của ta. Nếu ngươi không tốt với nàng, ta sẽ trở về tìm ngươi tính sổ. Tôi mỉm cười xoa đầu Tô Thanh Anh. Được 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 được, hoan nghênh lần sau lại đến vào trong nhà. Điều này làm cho mặt Tô Thanh Anh trực tiếp đỏ đến lỗ tai. Đây đã là lần thứ hai hắn bị sờ đầu giết chết. Cảm giác thật sự rất tốt. Dần dần người càng ngày càng nhiều khách hàng vừa nhìn thấy món mới đều muốn nếm thử bất quá chỗ ngồi chỉ có mấy cái như vậy vì vậy đại đa số sinh viên đại học đều đi vào cũng chỉ có thể đóng gói về ký túc xá ăn dưới sự cướp đoạt của từng nghĩa phụ nghĩa tử trong ký túc xá cuối cùng cũng không ăn được miếng thịt cá nào nữa rồi mà lúc này một người quần áo cũ nát lão nini đã theo luật ở trước sạp của ta rất lâu rồi trong tay cầm một cái túi nhỏ lui lại không dám đi tới vì vậy ta liền để cho tô thanh anh đi qua nhìn xem có phải lão nini gặp phải khó khăn gì không một khi hỏi thăm mới biết được, thì ra bạn già của bà lão sinh bệnh nằm viện, rất muốn ăn một phần cá dưa chua. Nhưng xem bệnh đã tiêu hết phần lớn bọn họ tiếp tục, hiện tại trong tay chỉ còn lại 15 khối. Rất hy vọng cửa ta có thể bán nửa phần cá dưa chua cho nàng. Ta cười cười, biểu thị không có vấn đề. Sau đó liền đơn độc nấu cho nàng một phần hoàn toàn mới. Người nằm viện không thể ăn đồ ăn có mùi quá nặng. Ta giảm bớt ớt cùng với gia vị sử dụng. Kỳ thật tiết ra chưa chắc đã ham món ngon này có lẽ hắn chỉ muốn nhớ lại hương vị quê hương của mình một chút. Tôi đưa ra tổng cộng hai phần đặt vào trong hộp, thịt cá cũng là tăng thêm rất nhiều. Lão Nini sau khi nhìn thấy thì giật nảy mình. Ông chủ, ta chỉ cần nửa phần a, nhiều như vậy ta thật sự là không có tiền cho người. Ta cười cười, cũng không thu tiền của nàng. Phần này là đưa cho ngài và bạn già của ngài ăn không cần dùng tiền. Ngài giữ lại tiền cho bạn già mua chút đồ đi. Ngữ khí của ta rất ôn nhu, nhưng thái độ lại rất kiên quyết. Số tiền này nói cái gì cũng không thể thu. Đôi vợ chồng già vì sống đã rất không dễ dàng rồi. 15 đồng tiền này có thể là tiền cơm của bọn họ trong mấy ngày qua. Nhưng vì bà nội bạn già mà không hề do dự chút nào. Phần tình yêu này đủ để khiến người ta cảm động, tạ tạ, cảm ơn các ngươi. Nước mắt của lão Nini lăn dài theo khóe mắt, tay đang cầm con cá dưa chua cũng khẽ rung động theo không cần cảm tạ, lão Nini, nếu bạn già anh thích uống có thể lại đến, ta vẫn sẽ không thu tiền của ngài. Các khách hàng xếp hàng thấy một màn này, nhao nhao giơ ngón tay cái lên với ta, ông chủ diệp bố cục này đáng đời hắn làm ăn tốt à, nếu không phải xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Ta liền mua một phần đưa cho lão Nini, ừ. cũng may ông chủ Diệp ra tay. Không được, ta muốn mua thêm hai phần ủng hộ ông chủ Diệp. Không thể để cho người tốt làm ăn lỗ vốn. Các sinh viên phổ biến đều là tương đối hiền lành bọn họ thân ở tháp ngà còn chưa bị đánh bại, không khí dơ bẩn của xã hội ô nhiễm, không thể nhìn thấy nhân gian đang khó khăn, cho nên nhao nhao dùng phương thức của mình mua thêm mấy phần ủng hộ ta. Nhưng mà ta lại khuyên bọn họ phải lý tính tiêu phí, ăn không được nhiều như vậy lãng phí lương thực cũng là không tốt. Lúc này cách đó không xa có một nam nhân trung niên đi tới, ta ngẩng đầu lên nhìn thì ra là lần trước, giáo thụ vương kiến nghiệp bao tròn móng gà lại. Lần này hắn đem phụ thân ở quê nhà đều nhận lấy, chính là vì muốn nếm thử mùi vị của mẹ đã qua đời. Lão gia tử mới đầu cũng không quá tin tưởng ta, còn trẻ như vậy đã có thể làm ra loại hương vị bạn già kia. Nhưng sau khi ăn một cái chân gà, hắn lập tức kích động lệ nóng doanh trọng, giống như vương kiến nghiệp lúc trước. Mừng rỡ không thôi, không tệ không tệ, móng gà này cùng với chân gà lão bà tử làm giống nhau như đúc. Sau đó bọn họ lại gọi hai phần cá dưa chua, cho dù không ăn sạch là nhìn thấy cá, thăng lão gia tử liền phi thường hài lòng mà bởi vì quê quán của bọn họ là khu vực xuyên du ta còn cố ý thêm nhiều ớt vào một chút căn cứ thực khách có nhu cầu linh hoạt vi điều bất đồng món ăn cũng là tố chất cơ bản của một đầu bếp bữa ăn này của lão gia tử là khẩu vị miệng lưỡi sinh ra cơn thèm lớn đã bao lâu rồi mình chưa được hưởng thụ mùi vị chính tông như vậy vương kiến nghiệp cũng vô cùng vui vẻ con cá dưa chua này sảng khoái khai vị vị cay cũng rất phù hợp với khẩu vị của mình không bao lâu sau hai nam nhân ăn đến đầu đầy mồ hôi, cuối cùng giống như trận đấu, không ai chịu rớt lại phía sau. Cha, ăn không được thì đừng có cứng rắn ăn, nếm mùi thân thể cũng không tốt, còn lại chút ấy ta liền giúp ngươi ăn được rồi. Lão gia tử tức giận đến mức khoát tay chặn lại, nói đùa, lão tử ngươi lúc tuổi trẻ, khẩu khí của bảy tám cái bánh bao đều không phải nói chơi. Ngược lại ngươi đoán chừng đã sớm chống đỡ ăn không nổi rồi, nhìn hai cha con tranh đoạt ở đây, đồ ăn ta đã hiểu ý cười, trước mặt đồ ăn ngon, ngay cả cha con ruột thịt cũng không bằng, đều biến thành tính toán chi ly như vậy rồi. Sau khi ăn xong, Cha con Vương Kiến Nghiệp lại muốn mua một phần cá dưa chua đóng gói mang đi, mà lúc này ta cũng nên dọn quầy về nhà, kiểm kê lại một chút lợi nhận hôm nay, chân gà và cá dưa chua cộng lại bán được khoảng 5600 phần, hơn nữa người ăn đường và chút ít thịt bò kho hầm thịt kho, tổng cộng đã gần vạn đồng tiền. Đối với một quán ăn nhỏ mà nói, thu nhập là tương đối khả quan, cuống hồ chi phí tổn sức người cơ bản là không, Tô Thanh Anh căn bản là không chịu nhận tiền lương của mình, vì vậy ta đành phải để lại cho nàng mấy phần chân gà mang về nhà mà sau khi đưa tô thanh anh về nhà ta cùng manh manh cũng lái xe tới dưới lầu nhà mình nhưng mà manh manh vẫn đang chờ ta dừng xe đột nhiên nàng nghe được trong bụi cỏ truyền đến tiếng mèo con kêu con mèo nhỏ chúng ta không có ý nghĩ manh manh chậm rãi tìm kiếm theo nơi phát ra âm thanh rất nhanh đã thấy được ở sâu trong bụi cỏ một con mèo xinh đẹp toàn thân trắng như tuyết mịu mị theo manh manh về nhà có được hay không bố ta so với nấu cơm ăn ngon hơn nhiều nghe được thanh âm đáng yêu mèo con thấp giọng kêu một tiếng nhưng cũng không có tới gần nàng mà lúc này ta vừa vặn dừng xe xong liền đi tới con mèo nhỏ kia nhìn thấy ta liền phảng phất như là bị một thứ gì đó hấp dẫn vèo vèo một cái đã chui vào chân của ta kêu mèo mèo cha so với cha hình như nàng rất thích ngươi a à. chúng ta có thể mang nàng về nhà sao chính mình trước đó đã đáp ứng manh manh bảo nàng nuôi một con mèo nhỏ nhưng lời nói của con mèo hoang này rất khó nói trên người có mang theo vi khuẩn hay không vì vậy ta liền đưa manh manh ngày mai đi cửa hàng sủng vật xem thử chúng ta cũng không cần thu dưỡng mèo hoang nữa nhưng mà manh manh nói như thế nào cũng nhất định phải bắt được con mèo nhỏ này thậm chí làm nũng mãi manh cũng muốn đem nó mang về nhà thật sự không có cách nào bắt ngươi ta cương chiều xoa xoa cái đầu nhỏ đáng yêu vậy trước hết cha hỏi ý kiến của mèo con một gian nếu nó đồng ý chúng ta sẽ thu dưỡng nó dứt lời ta ngồi xổm trước mặt mèo con con mèo nhỏ ngươi có nguyện ý theo chúng ta về nhà hay không nếu không nguyện ý ngươi liền lắc đầu nếu như ngươi không lắc đầu ta coi như ngươi đồng ý con mèo nhỏ chớp đôi mắt to đầy vẻ nghi hoặc nhìn ta tựa hồ đang suy tư ta nói đến cùng là có ý gì. Cho ngươi năm giây đồng hồ làm lựa chọn, đã đến giờ 54.321, không lắc đầu chính là đồng ý theo chúng ta về nhà, dứt lời ta một tay đem nàng bế lên. Mà mèo con kia lại nghiêng đầu cọ cọ lòng bàn tay của ta, lộ ra một bộ dáng nhanh chóng dẫn ta về nhà. Chuyện này khiến manh manh vui vẻ đến hỏng luôn rồi. Chúng ta đều không cần, con mèo nhỏ đáp ứng theo ta về nhà. Manh manh rốt cục có được một con mèo nhỏ của mình rồi, nếu quyết định thu lưu nó chúng ta liền lái xe đến bệnh viện thú cưng làm một lần kiểm tra toàn thân con mèo nhỏ này vô cùng khỏe mạnh chỉ cần đánh một chút thuốc khu trùng là được rồi sau đó ta lại đến cửa hàng thú cưng mua không ít mèo con dùng để làm đồ dùng một trận này lại là hơn mấy trăm đi ra ngoài bất quá nữ nhi thích tất cả những thứ này đều đáng giá chuyện đầu tiên khi về đến nhà là chuẩn bị tắm rửa cho mèo con cha so với cha muốn tắm cho mèo con sao tiểu manh manh một mặt tò mò nhìn ta làm lấy chuẩn bị đúng rồi đem nó rửa hương thơm thì ngươi có thể tùy ý ôm nó rồi tắm rửa xong chúng ta lại ăn cơm chiều sau đó ta chụp mèo con cho mèo con tấm ảnh gửi đến trong vòng bạn bè hôm nay trong nhà có một vị thành viên mới tới về sau cứ để nàng làm bạn với manh manh cùng lớn lên đi Trước đây ta không thích đăng nhóm bạn bè, bất quá bây giờ ta lại thay đổi ý nghĩ. Đây cũng là một loại ghi chép từng ly từng tí nữ nhi trưởng thành. Rất nhanh Tô Thanh Anh liền kích động bình luận phía dưới: "Là mèo con, Diệp ba ba, ta có thể đến nhà ngươi xem mèo con không? Khá lắm, ta đang chuẩn bị tắm cho mèo đây, chờ ta chờ ta, ta cũng muốn tắm cho mèo con." bây giờ ta đi qua nhưng mà thẩm tuyết nhìn thấy bình luận lại lộ ra vẻ cười xấu xa cô gái gấp gáp như vậy đi nhà đầu bếp diệp xem mèo lộn mèo à rất nhanh tô thanh anh liền chạy tới nhà ta vừa vào cửa nàng đã nóng lòng không chờ nổi ôm mèo vào trong ngực mãnh liệt hút hai cái thanh anh lão sư ngươi cũng muốn xem mèo con đáng yêu à đúng vậy lão sư rất thích mèo đáng tiếc chút tiền lương ấy của ta nuôi sống chính ta cũng quá sức còn muốn ôm tiền mua nhà ở không bằng ta cũng muốn nuôi một con đấy nghe được lời nói của tô thanh anh manh manh lộ ra một nụ cười ngây thơ vậy lão sư thanh anh có thể đến nhà ta ở nhà nhà ta vừa có nhà vừa có mèo con điều này làm cho mặt tô thanh anh soát một cái liền đỏ lên nói nguyện ý cũng không đối với nói không nguyện ý cũng không đúng tôi vội vàng lúng túng chuyển chủ đề sang chỗ khác vậy tô lão sư phiền ngươi giúp ta tắm rửa cho tiểu Miu đi hay lắm đúng rồi con mèo nhỏ này có tên không cha để cho ta đặt tên cho nàng nhưng manh manh còn chưa nghĩ ra không bằng cứ gọi nó là vượng tài đi manh manh nhớ tới trước đó đã xem qua một bộ phim mèo con bên trong tên là vượng tài tuy rằng bình thường vượng tài đều là tên của chó nhưng nếu manh manh đã thích thì chúng ta cũng mặc kệ nàng trong toàn bộ quá trình tắm rửa vượng tài đều vô cùng phối hợp không biểu hiện ra một chút không kiên nhẫn thậm chí còn dùng đầu chủ động cọ cọ lòng bàn tay của tô thanh anh mà sau khi tắm rửa xong manh manh liền ôm lấy vượng tài ở trong phòng khách chơi đùa ta thì là mời tô thanh anh lưu lại cùng một chỗ ăn cơm chiều nếu là trước kia tô thanh anh còn có thể từ chối một chút bất quá bây giờ chúng ta đều quen thuộc như vậy ăn trực cũng trở nên đương nhiên sau đó nàng đưa ra giúp ta trợ thủ ta bắt đầu bận rộn trong phòng bếp cơm tối ta chuẩn bị làm một cái bóng dáng trơn trượt một món mì xào gia đình sau đó một con tôm lớn lục canh cải trắng trong thời gian đó ta sẽ xử lý thịt sống trong xương sống thời điểm để tô thanh anh giúp ta đánh trứng gà nhưng phòng bếp này tiểu bạch liền ngay cả làm sao tách lòng đỏ trứng ra cùng lòng trắng trứng cũng sẽ không biết ta chỉ có thể mỉm cười biểu thị cho nàng một lần tiếp theo còn tay nắm tay đem nàng làm sao đem lòng trắng trứng tách rời điều này làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của tô thanh anh xoát một cái liền đỏ lên trong lòng càng là nai con chạy loạn bịch bịch nhảy lên ta thì là một mặt nghiền ngẫm đem hòa hảo bột ngọc mễ lắng động lại bôi lên mũi đỏ ửng của nàng hay lắm ngươi khi dễ ta tô thanh anh phản ứng lại cũng không cam lòng yếu thế trở tay cũng muốn lau tinh bột lên trên mặt ta bất quá ta so với nàng cao hơn không ít lại cố ý nổi lên chân tô thanh anh giơ tay lên rất cao miễn cưỡng điểm vào mũi ta nghe tiếng đùa giỡn của hai người chúng ta trong phòng bếp manh manh bất đắc dĩ thở dài trong phòng khách vượng tài ơi phòng trừng chúng ta rất muộn mới có thể ăn cơm được chơi đùa xong ta tranh thủ thời gian lên nồi nấu dầu đem miếng thịt bọc bột tinh bỏ vào trong chảo dầu mà tô thanh anh nhìn ta đang nghịch nổi trong lòng bóng lưng của thìa rung động một hồi cuộc sống như vậy vẫn luôn là nàng hướng tới sau khi tan tầm đơn giản và người mình yêu cùng nhau nấu cơm ăn cơm sau đó tay nắm tay ép đường cái cứ như vậy bình thản vượt qua một năm bốn mùa rất nhanh hai người chúng ta liền bưng cơm tối đã làm xong lên bàn miếng thịt trơn trượt trắng trắng mềm mềm mì chiên nhà tản ra mùi thơm nồng đậm con tôm lớn canh cải trắng nhìn qua cũng tràn đầy thèm ăn điều này làm cho nước bọt manh manh đều muốn chảy ra rồi cha so với cha vượng tài có phải cũng có thể ăn cơm cùng chúng ta không không thể a à. chúng ta thích ăn gì thì mèo con không nhất định thích ăn mà đối với vượng tài mà nói mèo mới là thức ăn thật sự vậy quá đáng tiếc cha còn hơn là ăn cơm ngon như vậy nàng cũng không có được ha ha ngươi tiểu tham ăn mèo nhanh rửa tay ăn cơm đi sau khi rửa tay xong manh manh không kịp chờ đợi chỉ uống một ngụm tôm lớn canh cải trắng mùi vị kia quả thực cực kỳ ngon mùi vị tươi của tôm lớn và mùi cải trắng hòa quyện hoàn mỹ với nhau lối vào chân mềm giống như khiến người ta đặt mình vào trong vòng tay hải dương mà tô thanh anh thì là kẹp lên một đũa mì xào thường ngày bánh mì đánh răng cảm giác mật mà phối hợp với thịt băm và các loại đồ ăn phối hợp với nhau mang cho vị lôi một trải nghiệm vị giác phong phú miếng thịt trơn trượt thì càng không cần phải nói miếng thịt trơn trượt trơn trượt dùng đũa kẹp lại cũng hơi rung rung trên không trung hương vị càng là vị mặn kinh điển hồi âm mang theo một chút chua sót mỗi một món ăn này đều vô cùng ngon cha so với cha ngươi vất vả rồi ban thưởng ngươi ăn tôm lớn làm mệt một chút manh manh kẹp một con tôm lớn bỏ vào trong bát của ta mà tô thanh anh cũng kẹp một miếng thịt vất vả cho diệp ba ba làm cho chúng ta nhiều món ngon như vậy ban thưởng ngươi ăn miếng thịt hai người các ngươi là dự định đem ta cho béo đúng không cha so với cha đây chính là tình yêu tràn đầy của chúng ta dành cho người đó. Lại nói coi như người béo cũng rất đẹp trai, ta cười tiếp nhận phần yêu thương này, đem thịt và tôm lớn ăn hết vào trong miệng, rất nhanh. Một bàn mỹ thực đã bị ba người chúng ta quét sạch sành xanh. Sau khi cơm nước xong, Manh Manh đưa ra ý kiến muốn ngày mai đi chơi ở công viên trò chơi, hơn nữa làm nũng bán Manh để Tô Thanh Anh cũng nhất định phải đến. Tô Thanh Anh rất vui vẻ đồng ý, "Vậy ngươi buổi tối hôm nay phải ngoan ngoãn ngủ nhà, ngày mai mới có sức chơi." "Tốt rồi, tốt đát đát, Thanh Anh lão sư, ngày mai ngươi nhất định phải ăn mặc xinh đẹp một chút nha." Lời nói này mang theo tính ám chỉ, khiến cho Tô Thanh Anh đỏ mặt gật đầu một cái. Trên đường trở về, Tô Thanh Anh vô cùng hưng phấn, đây là lần đầu tiên cùng Diệp Thần hẹn hò ngày mai nên ăn mặc như thế nào mới có thể không lộ ra vẻ làm bộ khéo léo sau đó nàng gửi tin nhắn cho thẩm tuyết hỏi thăm ngày mai nên mặc thứ gì nhưng mà khiến nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính là thẩm tuyết bạch mục vừa nghe nói muốn đi dạo công viên trò chơi lập tức đưa ra chính mình cũng phải đi theo xem ra cơ hội một mình hẹn hò của mình xem như là hỏng mất rồi hôm nay là ngày ta cùng tô thanh anh hẹn đi dạo chơi công viên trò chơi sáng sớm ta đã bắt đầu chuẩn bị bữa trưa hôm nay thật vất vả đi đến công viên trò chơi một lần nhất định phải để manh manh chơi thêm vài hạng mục nữa mới được cơm chưa liền làm xong coi như giải quyết xong ở trong công viên trò chơi ăn sáng xong tôi liền dẫn manh manh lái xe đi đón tô thanh anh vậy mà hôm nay tô thanh anh quả thực làm cho hai mắt ta tỏa sáng nàng đổi lại một bộ kính mắt ẩn hình trên người mặc một cái váy nhỏ màu trắng trên mặt còn trang điểm nhẹ cả người thoạt nhìn đều tản ra sức sống thanh xuân oa 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 thanh anh lão sư ngươi hôm nay thật là đẹp mắt a à. tiểu manh manh nhìn thấy tô thanh anh sau khi ăn mặc xong vui vẻ tán dương thật đúng là không uổng phí nhắc nhở cố ý của mình ngày hôm qua vốn thẩm tuyết cũng muốn đến bất quá nàng đột nhiên lâm thời có việc lần này cũng không đi rất nhanh chúng ta liền lái xe đi tới công viên trò chơi trong khu vui chơi của chu vị quả nhiên phi thường náo nhiệt đến mức đều là phụ huynh dẫn theo bạn nhỏ chơi đùa ẩm ý cha so với cha ngươi mau nhìn những đóa hoa màu vàng kia thật xinh đẹp à còn có một cây toàn là hoa màu hồng nhạt vừa vào đến trong công viên trò chơi manh 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 giống như một con thỏ nhỏ vui vẻ chạy tới đây rồi lại chạy tới đó nhảy nhót bản thân mình trước đây bận rộn với công việc lắm rồi lâu rồi không có mang nàng ra ngoài chơi xem ra sau này vẫn là nên mang theo sự đáng yêu tiếp xúc với thiên nhiên nhiều hơn một chút lúc này tô thanh anh lấy ra một cái máy ảnh đưa ra không bằng chụp cho ta tấm hình đáng yêu làm kỷ niệm mà manh manh lại đột nhiên nói không bằng ba người chúng ta cùng một chỗ chụp một tấm điều này làm cho tô thanh anh mặt soát một cái liền đỏ lên ta cũng đi cùng sao tôi cười cười tỏ vẻ nếu manh manh đã muốn chúng ta cùng đấu giá đi sau đó ta tìm được một người qua đường làm ơn hắn chụp cho ba người chúng ta một tấm ảnh chụp chung không nghĩ tới những cao nhân kia lại nhiệt tình dị thường như vậy thậm chí còn hướng dẫn chúng ta bày ra động tác hảo hảo mỹ nữ bạn có thể cách chồng bạn gần hơn một chút đúng 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 đầu hơi nghiêng về phía hắn một chút ta ngay cả vội vàng giải thích là hắn hiểu lầm rồi chúng ta không phải loại quan hệ kia nhưng mà người anh em này lại dùng ánh mắt hiểu rõ ta ta hiểu ta hiểu soái ca hướng lão bà ngươi bên kia dựa vào một cái ngươi trực tiếp nói nàng không được sao sắc mặt tô thanh anh ửng đỏ tỏ vẻ ba ba ngươi hãy đặt tay lên vai ta đi nàng đã nói như vậy rồi thì mình còn có cái gì để ngượng ngùng đây nương theo một tiếng két trong ngực ta ôm một tay của nam tử đáng yêu hư lâu ôm lấy hình ảnh tô thanh anh trong nháy mắt liền dừng lại tiểu manh manh nhìn ảnh chụp trong máy ảnh còn hết sức không hài lòng cha so với cha hẳn là cách thanh anh lão sư gần hơn một chút như vậy đánh ra mới càng đẹp mắt mà tô thanh anh thì là cẩn thận cất kỹ camera như là đang thu hồi một kiện bảo bối chân quý sau đó manh manh liền bắt đầu hành trình du ngoạn của nàng từ ngựa gỗ xoay đến xe qua núi trẻ em cô gần như chơi một chút rồi tô thanh anh vẫn luôn ở bên cạnh nàng tôi thì cầm máy ảnh chụp ảnh cho bọn họ cảm giác này thật sự rất giống như là một nhà ba người đang ra ngoài du ngoạn rất nhanh thời gian đã tới giữa trưa tiểu manh manh ưỡn bụng có chút đói bụng tô thanh anh đề xuất không bằng tìm một nhà hàng ăn cơm trên đường đi tới công viên trò chơi ngược lại là có mấy nhà hàng bất quá cũng không biết bây giờ còn có thể xếp hạng vị trí hay không? Không cần dùng, ta ở nhà sớm làm xong thì coi như xong. Chúng ta tìm một chỗ ăn cơm dã ngoại là được rồi. Nghe được muốn ăn cơm dã ngoại Tô Thanh anh mắt đều sáng lên, không nghĩ tới Diệp Ba ba cân nhắc chu đáo như vậy, so với nhà hàng vừa đắt vừa khó ăn hơn, nàng đương nhiên là càng muốn ăn cơm ta làm hơn. Trong khu vui chơi có một bãi cỏ cung cấp cho người ta ăn cơm dã ngoại chơi đùa. Lúc này nơi đây đã có không ít người chơi thả diều ăn cơm dã ngoại nằm ngủ chơi trốn tìm ánh mặt trời chiếu lên người khiến cho cả người hắn bay bổng thế giới thoạt nhìn đều là một mảnh phồn vinh vui vẻ manh manh hưng phấn chạy tới lăn một vòng trên đồng cỏ cha so với cha trong cỏ xanh có mùi vị ánh mặt trời hảo hảo nghe a à, cậu làm bẩn quần áo rồi quay về thì vượng tay không biết cậu nữa tuy ngoài miệng ta nói như vậy nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười giống như từ phụ mà một tiểu bằng hữu khác thấy vậy manh manh cũng học theo như thế lại bị mẹ của nàng bắt lại một trận giáo huấn Điều này làm cho Tô Thanh Anh càng ngày càng cảm thấy ta cùng những người khác không giống nhau, là giáo viên mẫu giáo, cô bé là người thầy, gặp qua không ít phụ huynh giáo dục hài tử, nhưng phổ biến đều là đại nhân cho rằng nên như thế nào như thế nào như thế đó, cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua cảm thụ nội tâm của hài tử. Nếu như mình là tiểu bằng hữu thì hẳn là cũng sẽ thích kiểu phương thức giáo dục này của ba Diệp. Rất nhanh chúng ta đã trải xong một cái bàn ăn cơm dã ngoại, ta chuẩn bị cho đồ ăn là cơm ngũ sắc, viên thịt chiên giòn và canh đậu hũ nấm tây hồng nấm. Ngũ sắc mễ ngoại trừ gạo ra còn có, gạo đen, gạo vàng, yến mạch và các loại lương thực thô khác, thích hợp ăn chút lương thực thô đối, thân thể tiểu bằng hữu rất có lợi. Manh manh không kịp chờ đợi liền cắn một miếng thịt viên chiên giòn giòn, nước thịt nồng đậm trong nháy mắt nổ tung trong miệng, ăn thật ngon nha, Thanh anh lão sư ngươi cũng mau nếm thử đi. Rút lời manh manh còn kẹp một viên thuốc đút cho nàng ăn. Tô Thanh anh phối hợp mở ra cái miệng nhỏ nhắn ăn một viên, thật sự ăn thật ngon a, à. viên thuốc này vừa thơm vừa giòn phối hợp với ngũ thải cơm và canh nấm tươi mới cho chơi cả buổi sáng nháy mắt nàng đã biến mất cảm giác mỏi mệt cũng tiêu tán theo nhưng mà ngay khi chúng ta vừa cơm nước xong không lâu tô thanh anh đột nhiên nhận được điện thoại của thẩm tuyết gọi tới thanh anh thanh anh các ngươi có phải hay không còn đang ở công viên trò chơi đây mau làm vị trí cho ta mau cứu ta với điều này làm cho vẻ mặt tô thanh anh không hiểu ra sao cả sau đó liền gửi vị trí của chúng ta cho nàng không lâu sau thẩm tuyết vội vã chạy từ xa tới thì ra hôm nay sở dĩ nàng không đi theo là người trong nhà sắp xếp cho nàng xem mắt hiện tại tới đây chính là cầu ta giả làm chồng của nàng một chút lại để cho manh manh giả bộ nữ nhi của nàng lừa gạt đối tượng xem mắt cái này trực tiếp làm cho ta mộng bức còn có thể chơi như vậy sao ta ngược lại là không quan tâm mấu chốt là ngươi phải thuyết phục manh manh mới được tiểu ra hỏa manh manh này rất nhanh liền bị một cây kẹo que của thẩm tuyết đã làm xong không bao lâu sau người đàn ông đi tới xem mắt với thẩm tuyết theo ánh mắt của ta Kỳ thật người này còn có thể, cũng không biết vì sao Thẩm Tuyết lại trướng mắt người ta, người nọ mặt mũi tràn đầy tươi cười, rất khách khí hỏi thăm Thẩm Tuyết muốn chơi hạng mục gì, mà Thẩm Tuyết thì trực tiếp ôm lấy cánh tay của ta, cái kia kỳ thật ta đã kết hôn rồi, chỉ là người trong nhà không biết, thật sự là xấu hổ a, à. hắn là chồng ngươi, khuôn mặt nam nhân kia tràn đầy nghi hoặc, bộ dáng không thể nào tin được, cái này không phải là ngươi tìm đến gạt ta chứ, ba gì giới thiệu cũng không có nói ngươi có chồng, ngươi còn không tin Thẩm Tuyết lại kéo tay Manh Manh, "Đây là nữ nhi của ta, những chuyện này ngươi cũng nên tin tưởng đi." Manh Manh rất phối hợp kêu một tiếng mụ mụ, thanh âm kia khỏi phải nói có bao nhiêu ngọt, lần này nam nhân kia không thể không tin nữa, "Ta đi, ngươi ngay cả nữ nhi đều có, đây không phải là muốn ta chơi sao?" Dứt lời hắn xoay người rời đi không chút lưu luyến, Thẩm Tuyết thở phào nhẹ nhõm. "Diệp đầu bếp Manh Manh, thật sự cảm tạ rất nhiều về các ngươi, đi, ta mời các ngươi đi chơi xe lên núi, quên đi thôi, vừa ăn cơm no" hiện tại ta muốn dẫn manh manh về nhà ngủ trưa các ngươi đều ăn no à ta đây còn đói bụng đây này không bằng ta đi đến nhà ngươi kiếm cơm đi cầu xin rồi nhưng vì chất lượng nghỉ trưa của mình ta quả quyết cự tuyệt thỉnh cầu của thẩm tuyết mà thẩm tuyết cũng chỉ có thể bắt tô thanh anh đi ăn cơm cùng cô ngày thứ hai ta vừa đưa manh manh đến nhà trẻ tô thanh anh đưa cho tôi mấy tấm ảnh hôm qua chúng tôi chụp không nghĩ tới động tác của nàng nhanh như vậy một buổi chiều đã đem ảnh chụp giặt sạch trong đó không chỉ có ba người chúng ta cùng chụp ảnh còn có rất nhiều tấm ảnh tôi mang theo manh manh lúc chơi cùng ăn cơm. Bất quá đại bộ phận quay đều là ta. Thật ra, ảnh chụp manh manh cũng không nhiều. Điều này khiến ta có chút không rõ ràng ai là nhân vật chính. Cất kỹ ảnh chụp về sau ta. Mặc quần áo chỉnh tề xong, hắn đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Hiện tại đã là mùa xuân rồi. Hôm nay món chính ta dự định đến một đạo xuân quyển. Mùa xuân ăn xuân quyển có thể cuốn đi hết thảy phiền não. Nói làm liền làm trước tiên chuẩn bị các loại rau quả phối thành hình sợi để ở một bên dự bị tiếp theo ném vào trong chậu mấy chục quả trứng gà nhanh chóng quấy đều bột mì thêm người và bột mì tốt là có thể gói xuân cuốn rồi ra cuốn mùa xuân nhất định phải cuốn đủ chặt chẽ như vậy sau khi dầu chiên mới không lộ ra nhân bánh ngoại trừ truyền thống xuân quyển ra ta còn làm mấy cái đậu xa như vậy lúc ăn sẽ có bất ngờ vui mừng ngoài ý muốn tiểu bằng hữu cũng sẽ càng thêm vui vẻ một chút sau đó ta lại chuẩn bị hai món ăn nữa trước tiên làm cái mùi cá khoai tây bùn trước đây làm sĩ đậu bùn cũng chỉ có thể dùng thìa dùng sức đè ép sau đó ta phát hiện dùng máy ép nước cũng có thể đạt tới hiệu quả tương tự thậm chí so với ấn tay còn muốn miễn cho tinh tế tỉ mỉ hơn như vậy ta chỉ cần xào thêm một cái nước cá là được rồi nhưng mà ngay khi khoai tây và bùn vừa mới đại công cáo thành thì đột nhiên bụng của ta đau nhói hẳn là tối hôm qua lúc ngủ bị cảm lạnh ta dứt khoát bỏ nồi muỗng xuống chạy về phía nhà vệ sinh nhưng ta vừa mới rời khỏi phòng bếp không lâu một tiểu la lị yên tĩnh meo meo tiến vào cầm lấy một cái xuân quyển trực tiếp bỏ vào trong miệng Ngô Hảo giòn Hảo Hảo ăn a à. sau đó nàng lại đem ma chảo tội ác đưa về phía khoai tây bùn mùi vị của khoai tây bùn này thật sự không tệ vẫn là mùi cá tưới nước mà một màn này vừa vặn bị trở lại phòng bếp ta thấy được này ngươi là tiểu bằng hữu lớp nào làm sao lại đến phòng bếp ăn vụng rồi sau khi tiểu cô nương kia xoay người lại ta mới phát hiện đây nào phải tiểu bằng hữu gì chứ rõ ràng là tiểu la lị 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 ta ném trong bếp có trộm rồi, không đi trộm đồ ăn ở phòng bếp mà ăn vụng. Tiểu la lị bị ta dọa sợ nhảy dựng lên, vội vàng nhét Xuân Quyển vào trong miệng nhanh chân chạy mất. Nhưng mà phòng bếp chỉ có một lối ra, ta đứng ở cửa, nàng làm sao có thể chạy ra ngoài được. Ngươi nói ngươi một tiểu cô nương nhà nào cũng có tay có chân, sao có thể làm ra loại sự tình trộm đồ. Tiểu lo ly nghe ta nói như vậy rõ ràng hơi sừng sốt một chút. Trong miệng nhét đầy Xuân Quyển đô đô nói, ngươi nói cái gì? ta chính là viên trưởng của trường mẫu giáo, toàn bộ nhà trẻ đều là của ta ăn một chút gì đó thì làm sao, ngươi là viên trưởng, nhìn thấy nàng giống như củ khoai tây nhỏ, thân cao ta lập tức cười ra tiếng, nếu như viên trưởng ngươi chính là tần thủy hoàng ta, còn không mau để cho số 50 ta xem, dứt lời ta trực tiếp kéo nàng ra phòng bếp muốn báo cảnh sát, mà cùng lúc đó trong phòng học cũng có tiếng động, manh manh cầm trong tay chúng tôi cuối tuần cùng Tô Thanh Anh, tại công viên vui chơi, chụp ảnh cùng các tiểu bằng hữu khoe khoang nhìn kìa bố ta có phải rất xứng với thầy thanh anh không hoa manh 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 chu vị ngươi còn cùng lão sư và ba ba đi chơi công viên trò chơi à tiểu béo thấy vậy vừa kinh ngạc vừa hâm mộ cha ta vốn cũng nói dẫn ta đi chơi kết quả khách sạn bọn họ phải tăng ca nhã nhã nhìn tấm hình kia cũng hâm mộ nói manh 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 ta cảm thấy ba ba con và lão sư thanh anh thật sự rất xứng à nếu không phải thanh anh lão sư thích cha nói con với mẹ con cha đều muốn mẹ gả cho con như vậy chúng ta không chỉ có thể trở thành tỉ muội còn có thể ăn đến ba ba ngươi làm ăn ngon lộc cộc cậu có thể để cho ba ba cũng làm ba của tôi không tốt rồi tốt rồi các bạn nhỏ đều yên tĩnh một chút sắp đến giờ ăn cơm rồi bọn tiểu tử vừa nghe đến phải ăn cơm lập tức đều yên tĩnh lại từ sau chén cơm trên trứng kia mọi người đều yêu thích tay nghề của ta không riêng gì các tiểu bằng hữu ngay cả giáo viên của trường mẫu giáo cũng như thế về đến nhà ăn cơm cũng không ngon nữa rồi mà các gia trưởng thì là chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất các bạn nhỏ càng ngày càng bị cái miệng quen ăn thức ăn của ta ngậm lấy phụ huynh cũng không thể không làm cho tài nấu nướng của mình đột nhiên tăng mạnh bằng không tiểu bằng hữu nhà mình sẽ đói bụng lão sư kia trước tiên dẫn mọi người hát ca một bài chờ đợi món ngon thế nào tô thanh anh vừa mới chuẩn bị mở miệng hát nhìn thấy tôi mang theo một tiểu la lị từ phòng bếp bên kia đi tới diệp ba ba ngươi đây là muốn chuẩn bị thầy tô cô nương này chạy vào phòng bếp trộm đồ ăn còn giả mạo làm viên trưởng ta sẽ chuẩn bị đi báo nguy trước tiểu la lị nghe xong lời này tức giận dẫm chân xuống đất thanh anh ngươi mau nói cho hắn biết ta có phải là viên trưởng hay không tô thanh anh thì là một mặt xấu hổ diệp ba ba ngươi có thể bắt nhầm người nàng thật sự là viên trưởng ha chỉ có chiều cao này nàng trưởng thành sao mà lúc này thẩm tuyết cũng vừa vặn từ lớp bên cạnh chạy ra diệt đầu bếp cơm chưa còn chưa chuẩn bị xong mà ta sắp chết đói rồi viên trưởng ngươi như thế nào cũng ở chỗ này nghe thấy thẩm tuyết nói như vậy tôi hoàn toàn bối rối rồi trước kia lão viên trưởng nhà trẻ ta đã gặp qua mấy lần bất quá từ khi đổi mới tân viên trưởng ta một lần cũng chưa thấy qua nhưng dù thế nào cũng không nên là tiểu la lị này a à. nghe tô thanh anh giải thích a à mới biết được tiểu la lị này tên là tần mộng tư thật sự chính là viên trưởng của nhà trẻ này này diệp thần còn không mau xin lỗi ta, ngươi vừa rồi bắt ta đau quá à, nói xin lỗi cái gì, ai bảo ngươi đi ăn vụng, hơn nữa nếu ngươi không chạy ta cũng sẽ không bắt ngươi, cái gì mà ăn vụng, ta đang kiểm tra an toàn thực phẩm, dứt lời nàng còn một mặt đắc ý ưỡn ngực thẳng tắp, ta cố nén ý cười nhìn nàng một chút, tay trái cầm hai xuân quyển, tay phải cầm một bát khoai tây bùn, ngươi chính là kiểm tra như vậy sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của tần mộng tư đỏ bừng, nhưng nàng cũng nghĩ không ra lời phản bác gì, bởi vì nàng thật sự chỉ là thèm ăn mà thôi lúc này tô thanh anh vội vàng giảng hòa viên trưởng kia ngươi làm gì đi phòng bếp ăn a à? diệp ba ba không biết ngươi đương nhiên là đem ngươi coi thành người xấu rồi chính là bằng không để hắn đưa cho ngươi một phần đến văn phòng cũng được không cần phải trực tiếp đi phòng bếp ăn ta đã nói rồi mà ta đi kiểm tra sự an toàn của thực phẩm rồi tần mộng tư vung nắm tay nhỏ vẻ mặt xấu hổ và giận dữ nhưng như vậy chẳng những không có bất kỳ uy lực gì ngược lại giống như là tiểu hài tử làm nũng giờ phút này ta cũng quyết định không đùa nàng nữa chơi tiếp đoán chừng nàng lập tức sẽ khóc nhè nói lời xin lỗi đơn giản xong ta liền gấp gáp chạy về phòng bếp bởi vì tân mộng tư còn có một món ăn chưa làm xong các bạn nhỏ bị kéo xuống dưới đều phải đói bụng lắm rồi, mà Tặc Tâm bất tử tần mộng tư cũng đi theo tới, Mỹ Kỳ danh mục nói là tiếp tục kiểm tra thực phẩm an toàn, thực tế chính là còn muốn ăn vụng, sự thật cũng quả là thế, lúc ta chuẩn bị món tiếp theo, nàng lại lần nữa đem bàn tay nhỏ bé tội ác vươn về phía Xuân Quyền, lại bị ta bóp một cái liền đánh rớt tay, ngay trước mặt ta còn muốn ăn vụng, ngươi là viên trưởng cũng không được, ta đi, diệp đầu bếp phía sau ngươi cũng có mắt sao như thế nào cái này cũng có thể thấy được hòng bếp chính là lĩnh vực của ta tai ta nghe được tai của sáu đường mắt nhìn bát phương mắt thấy mộng tư xoay chuyển như thế đảo mắt lập tức chuyển chủ đề lại nói diệp đầu bếp món ăn cuối cùng này ngươi chuẩn bị làm cái gì nha liền làm thịt cừu tư nhiên đi đám tiểu tử này một trận cũng không rời thịt được tôi vừa nói vừa cắt miếng thịt dê lớn thành từng miếng nhỏ tần mộng tư thì thừa dịp ta cắt thịt thời gian lại trộm một cái xuân quyển ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một chút ta thật sự rất tò mò người này làm sao lên làm trưởng viện được rõ ràng là một học sinh tiểu học tham ăn mà rất nhanh sau đó ta đã xảo qua mùi thịt dê bay khắp phòng bếp thật là thơm a à. tần mộng tư lập tức từ bỏ xuân quyển tham lam gì xét cổ hương khí này diệt đầu bếp sẽ giúp ta lấy một phần riêng lẻ ta muốn ăn cơm trong văn phòng làm sao vậy là sợ ăn chung với bạn nhỏ bọn họ cười nhạo ngươi ăn nhiều sao hi hi làm sao lại như vậy được bắt đầu ăn thì cùng nhau ăn dứt lời nàng dẫn đầu đi ra khỏi phòng bếp mà ta cất đồ ăn vào trong xe ăn cũng đi đến phòng học lúc này trong phòng học manh manh bọn hắn đang cùng tô thanh anh vẽ tranh manh manh vẽ cảnh tượng ba người chúng ta ở khu vui chơi bức vẽ của tiểu béo là một áo đặc mạn tô thanh anh nhìn bức họa dối như tơ nhíu mày tiểu béo Áo đặc mạn đi đâu rồi? Sao lại vẽ một đường cong vậy? Cái này nha, đây là tất sát kỹ của áo đặc mạn. Hồ Ti Man đánh xong tiểu quái thú liền trở về tinh vân 78 mét. Lời giải thích này khiến Tô Thanh Anh đầu đầy hắc tuyến. Tư duy của tiểu bằng hữu thật đúng là nhảy vọt. Mà đến nhã nhã thì không giống như vậy. Nàng vẽ mình và mẹ cùng nhau, ngồi trên đồng cỏ nhìn lên bầu trời đầy sao. Từ lần trước sau khi đi lạc, mẹ nhã nhã hẳn là thay đổi không ít. Gần đây trên mặt nhã nhã nụ cười cũng nhiều hơn. Lúc vừa tới nàng đều trầm mặc ít nói, vô cùng tự ti hiện tại cũng có người bạn đáng yêu này tất cả những điều này còn phải cảm ơn ba ba nhiều hơn vừa nói chuyện tôi vừa đẩy toa ăn tới phòng học tô thanh anh cùng thẩm tuyết vội vàng tới giúp ta bưng đồ ăn chia sẻ công việc tần mộng tư do dự thật lâu mới đi vào phòng học nàng vừa tiến vào đã lập tức hấp dẫn ánh sáng tự bạo của tất cả các bạn nhỏ tiểu bằng hữu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng thân thể của nàng cộng thêm tướng mạo khiến cho rất nhiều người phải suy nghĩ bạn nhỏ đều coi nàng là bạn cùng lứa tuổi tiểu béo chính là một trong số đó manh 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 ngươi nhìn xem tiểu bằng hữu mới tới kia là ai thật xinh đẹp à ta muốn nàng làm vợ ta của ta Cát, từ khi bắt đầu học hỏi đến bây giờ ít nhất ngươi cũng phải làm được đã nói với ta năm lần loại lời này rồi mỗi lần đều là những bạn nhỏ khác nhau nàng rất cao lớn chắc là tỷ tỷ lớp lớn nhỉ nhã nhã cũng là vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm tần mộng tư nghe bạn nhỏ xung quanh nghị luận tần mộng tư với vẻ mặt oán khí đây cũng là nguyên nhân cô không muốn đến phòng học bởi vì lớn lên dáng dấp nhỏ tuổi kiểu gì cũng sẽ bị người ta đối đãi như là học sinh tiểu học mà đợi đến thời điểm lấy cơm tô thanh anh sung phong nhận nhiệm vụ này hôm nay nàng muốn cho ta cũng có cơ hội ở cùng với manh manh nhưng mà ngay khi xếp hàng ta luôn cảm giác góc áo của mình giống như là bị ai đó kéo vậy cúi đầu nhìn xuống đúng là nhã nhã nàng nắm lấy góc áo của ta đi theo phía sau chúng ta khá lắm bản thân được hoan nghênh như vậy sao bọn tiểu gia hỏa đều rất ngoan ngoãn ngay ngắn trật tự xếp hàng lấy cơm không ai chen ngang rất nhanh đã xếp hàng xong ta cùng manh 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 tô thanh anh cùng ta nhìn nhau cười cười đánh nhau mấy cái xuân quyển cùng bát đầy khoai tây bùn đất cuối cùng lại múc thêm một thìa thịt, thịt dê thìa nhìn đến mức ta đều cảm thấy tiếc nuối thầy tô cũng quá cưng chiều tôi rồi đi đánh nhiều như vậy là vì sợ ta và manh manh ăn không đủ no sao nhưng mà manh manh lại là vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn ta một chút cha so với cha Sao ngươi ngốc như vậy, ý của Tô lão sư là muốn cùng ăn với chúng ta nha. Lúc này ta mới chợt hiểu ra gãi gãi đầu một cái, mà Tô Thanh Anh thì đỏ mặt, chân thành nói một câu, thật đúng là ngốc. Rất nhanh sau khi đánh xong cơm, Thẩm Tuyết, mấy người chúng ta ngồi ở đây, cùng nhau vừa nói vừa cười ăn cơm. Lúc này Tần Mộng Tư bưng mâm thức ăn đi tới, ta và các ngươi cùng ăn không ngại chứ? Đương nhiên không ngại rồi, ngươi thế như là viên trưởng đại a, manh manh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy viên trưởng này, lúc này liền tán dương tiểu tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp a. À? tiểu muội muội kia, ngươi cũng rất đáng yêu." Tân Mộng Tư đỏ mặt đáp lại bằng một cách cứng nhắc, hiển nhiên là không giỏi giao tiếp với tiểu hài tử, nhưng mà khiến nàng không ngờ là lời của manh manh còn chưa nói hết, "nhưng mà thanh anh tỷ tỷ của ta so với ngươi càng đẹp hơn nha." Tân Mộng Tư tức giận đến mức muốn thu hồi lại lời nói vừa rồi, tiểu hài tử quả nhiên là sinh vật phiền phức, vì sao nói chuyện lại thở hồn hển a? À? Mà manh manh căn bản không để ý tiếp tục há mồm ăn từng ngụm xuân quyển một ngụm này xuống dưới khiến cho nàng lập tức kinh ngạc hoa oa cha so với cha xuân quyển này thật ngọt a à. nghe thấy tiếng kinh hô của manh manh tất cả các bạn nhỏ đều nhìn sang trong quyển sách mùa xuân đang trôi ra nhân đậu bột mì dày đặc cậu làm xuân quyển còn có hương vị của đậu xa tần mộng tư tò mò dò hỏi đúng vậy a à, ta làm mấy cái bánh nhân đậu xanh ở bên trong ai ăn được chính là có phúc a à. năm nay một năm đều sẽ thuận lợi lợi thanh âm của ta không phải rất lớn nhưng các tiểu bằng hữu ở đây lại nghe rõ rõ ràng ràng điều này lập tức khiến một trận huyên náo không nhỏ xuất hiện vì sao ta không có nhân đậu không được Ta muốn đánh mấy cái xuân quyển, ai ăn được, ta nguyện ý dùng 3 viên kẹo đổi với hắn, Công, 5 viên kẹo. Nghe được tiếng nghị luận của các tiểu bằng hữu, ta không khỏi cười cười, đám tiểu gia hỏa này thật sự là quá đáng yêu, bọn họ ở tuổi này ngây thơ hồn nhiên không có tâm nhãn gì, rất dễ dàng sẽ bởi vì một kiện cảm giác đơn giản như hạnh phúc, ngay cả Tần Mộng Tư cũng khẽ mỉm cười, những tiểu hài tử này giống như cũng không phiền toái như trong tưởng tượng mà tô thanh anh sau khi cắn một ngụm xuân quyển cũng cảm nhận được một cỗ hương vị ngọt ngào nồng đậm tràn vào khoang miệng diệp ba ba ta cũng ăn nhân đậu điều này làm cho nàng dơ lên khối xuân quyển kia lên giống như đang khoe khoang một loại bảo bối nào đó chúc mừng a à. một năm này ngươi đều sẽ vô cùng thuận lợi nhưng mà lúc này thẩm tuyết lại bĩu môi diệp ba ba không phải ngươi đã động tay động chân gì đấy chứ làm sao tất cả nhân đậu đều ở trong tay người một nhà các ngươi a à. Cát. Vận khí ngươi không tốt thì trách ta làm nội tình. Hai loại xuân quyển ngoại hình đều giống nhau, ngươi có thể nhìn ra ai là đậu xa không? Thẩm Tuyết nhìn kỹ một chút cuối cùng, bất đắc dĩ khẳng định là nhìn không ra. Mà Tần Mộng Tư ở bên cạnh thì vẫn luôn vùi đầu ăn điên cuồng. Nàng tất phải đạt được phần vận khí tốt này, nhưng ăn đến cuối cùng cũng chỉ có thể thất vọng thở dài. Diệp Thần, ngươi lần sau nhớ làm nhiều bánh đậu nhân nhân đậu. Nhà trẻ cũng không thiếu tiền, không thiếu tiền a. À. Vậy ngươi không phải muốn tăng lương cho ta sao? Vừa nghe đến tăng lương thẩm tuyết cũng tinh thần tỉnh táo lớn lên ở trong vườn ta cũng muốn ta cũng muốn được 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 đều tăng lương tần mộng tư đáp ứng tương đối thống khoái nhưng ngay sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại trở nên nghiêm túc nhưng tiền lương cũng không phải là lấy không mọi người hỗ trợ nghĩ biện pháp tuyên truyền nhà trẻ của chúng ta một chút ta muốn chiêu sinh rộng để càng nhiều bạn nhỏ đến trường học tần mộng tư làm như vậy hoàn toàn là vì một ước định nàng muốn so sánh lão viên trưởng cũng chính là gia gia của nàng làm càng tốt càng lớn tương lai mở nhà trẻ khắp cả nước. Thẩm tuyết đầu tiên đề xuất có thể tổ chức một lần giải thi đấu nấu ăn. So với các trường mẫu giáo khác, đầu bếp nhà ai nấu ăn ngon hơn. Chỉ cần ta xuất mã cam đoan có thể làm cho thức ăn nhà trẻ vang dội. Nhóm phụ huynh lựa chọn trường mẫu giáo thứ nhất là xem năng lực giáo dục cùng với lão sư có tốt hay không. Thứ hai là nhìn cơ sở vật chất và thực ăn. Nghe được đề nghị này, tần mộng tư nhíu mày. Đề nghị này không phải không thể được, chính là liên hệ với nhà trẻ khác cần thời gian, huống hồ người ta cũng không nhất định sẽ đồng ý. Sau đó Tô Thanh Anh đề xuất không bằng quay mấy bộ phim trường mẫu giáo thường ngày. Hiện tại video ngắn hot như vậy, nói không chừng sẽ có người đưa hài tử tới đây. Tần Mộng Tư rất hài lòng với đề nghị này, nhưng đến tột cùng muốn mua thứ gì lại là phạm vào khó khăn. Lúc này manh manh ở bên cạnh đột nhiên vui vẻ giơ tay nhỏ lên, viên trưởng tỷ tỷ. Đương nhiên là muốn chụp video cha ta đấu rồi, bố của ta lớn lên đẹp trai nấu cơm lại ăn ngon hơn, rất được tiểu hài tử hoan nghênh. Ta nghe nửa ngày như vậy mới đóng góp tuyên truyền, nhà trẻ thì tất cả đều là sự sống của ta à manh manh thật đúng là miếng bông nhỏ hở của ta tần mộng tư nghe được đề nghị này trầm ngâm một chút hình như thật đúng là có thể vậy thử trước xem sao thanh anh sau này diệp ba ba nấu cơm ngươi liền ở bên cạnh chụp hắn nấu cơm nhân tiện còn có thể truyền thụ cho các phụ huynh một ít tri thức nấu nướng nhà trẻ như vậy muốn không nổi tiếng cũng khó được rồi ta thử một chút xem sao tô thanh anh cắn môi hạ quyết tâm mặc dù nàng không có quay chụp qua video ngắn nhưng nghĩ đến sau này thời điểm ta nấu ăn nàng có thể ở bên cạnh liền vui vẻ không thôi sau khi xác định xong tất cả, Tần, Mộng Tư liền đứng dậy rời khỏi nhà trẻ, mà tiểu bằng hữu ăn cơm chưa xong, bọn họ đi dạo quanh thao trường. Từ khi ta trở thành đầu bếp, chuyện này đã trở thành lệ thường, bởi vì các tiểu bằng hữu thật sự là ăn quá nhiều, thừa dịp buổi chiều không có việc gì. Ta đi chợ bán thức ăn mua sắm một phen nữa, như vậy buổi tối có thể đi đến phố ẩm thực bày hàng rồi, đến lúc tan học, ta đón manh manh lên. Tô Thanh Anh cũng đi theo chúng ta về nhà ăn trực bữa cơm. Sau bữa cơm tối ba người lại lần nữa đi tới phố quả vặt mà rất nhiều khách quen vừa mới ra quầy hàng lập tức liền xông tới. Ông chủ Diệp, Phạm Thiên cũng không nhìn thấy ngươi, không có chân gà của ngươi ta ngủ không yên. Đúng vậy, ông chủ Diệp đúng là, hay là để lại phương thức liên lạc. Ngươi khi nào thì ra quán thông báo cho ta, ta lập tức đến ngay đây. Mỹ thực của ta đã hoàn toàn bắt đám người ăn hàng thâm niên này làm tù binh, ăn đồ nhà người khác làm cho bọn họ khó chịu như nhai sắp nến. Thậm chí có người còn nhắn tin cho bạn học biết, những sinh viên đại học kia biết ta đến bày quầy bán hàng, lập tức liền vỉnh chân lên, tự học buổi tối chạy tới phố ẩm thực, sau khi chuẩn bị thỏa đáng, ta bắt đầu bắt tay vào làm cơm rang trứng, mà lúc này lão Nini lần trước mua cá dưa chua đã đi tới, hôm nay nàng cố ý mang theo bạn già xuất viện đến cảm tạ ta, thuận tiện vì chúc mừng xuất viện lại gọi một phần cá dưa chua, vốn dĩ ta vẫn như trước là không có ý định lấy tiền, nhưng lão Nini nói thế nào cũng phải đưa tiền cho ta, rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể thu tiền. Hơn nữa, còn cho bọn họ món cá dưa chua, ca phiến ngoài định mức tăng thêm gấp đôi. Sau đó lại xào một phần cơm chiên trứng để cho Tô Thanh Anh đưa quà. Gia Gia Nini, cơm chiên trứng này là ông chủ đưa cho các ngươi. Chúc mừng Gia Gia xuất viện, nha đầu này có thể không được à. Lão Nini còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị một ánh mắt của Gia Gia ngăn lại. Nha đầu, vậy thay ta đa tạ lão bản, các ngươi thật sự là người tốt à. Cô Thanh Anh đưa cơm xong vẫn luôn ở bên cạnh, đứng ở một bên vụng vụ trộm quan sát hai vợ chồng già. Lão Ni Ni ra sức gắp miếng cá vào trong bát của lão Gia Gia, mà trong chén của mình cơ hồ đều là dưa chua, trên mặt còn mang theo nụ cười. Lão Gia Gia thì cau mày, tựa hồ ở đây quái bà lão đều đem cá phiến cho hắn không biết đau lòng vì bản thân. Phần tình yêu tương kính như Tân này khiến cho Tô Thanh Anh hâm mộ không thôi. Nếu như mình và Diệp Thần tương lai cũng có thể như vậy thì tốt biết bao. Hai lão nhân sau khi cơm nước xong liền đứng dậy nói lời tạm biệt với chúng ta. Nhưng mà Tô Thanh Anh đang thu dọn bàn lại đột nhiên. Phát hiện dưới hộp đóng gói có thêm mấy tờ tiền lẻ cũ nát. Nàng đếm vừa vặn là 38 khối. Xem ra là lão ra ra không muốn cửa hàng. Chúng ta đem tất cả tiền đều thanh toán hết. Ta bất đắc dĩ lắc đầu hiện tại muốn đuổi theo đã không tìm được người rồi cũng chỉ có thể chờ hai vị lão nhân lần sau vào xem rồi nói sau lúc này mấy nam nhân trung niên cũng đi tới ông chủ diệp không có con nào khác cả a à. ta ngẩng đầu nhìn hắn một cái lúc này mới nhận ra là vương kiến nghiệp lần này hắn cùng các lãnh đạo trường học vừa mới xã giao xong muốn ở chỗ ta kiếm chút cháo cá uống chút giải rượu tuy nói cá lát là chuẩn bị làm cá dưa chua nhưng món cháo cá này cũng không phức tạp lắm vì vậy ta liền để cho tô thanh anh dựa theo ta nói trình tự đi chế tác là được rồi mới đầu hiệu trưởng chu còn cùng đến đây có chút lo lắng về đề tài phòng vệ sinh của quầy ăn vặt bởi vì hôm nay bọn họ ăn cơm đàm luận chính là chuyện nhà ăn trường học nhưng khi món cháo cá được bưng lên bàn một cỗ oanh 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 liệt liệt hương khí nồng đậm trong nháy mắt phiêu tán ra chỉ ngửi mùi thôi cũng khiến chu vị hiệu trưởng say rượu đã dễ chịu hơn rất nhiều vì thế hắn không kịp chờ đợi liền dùng thìa ăn một miếng cháo trắng nhân khẩu trong nháy mắt điểm điểm hơi mặn lại mang theo mùi gạo mùi vị ở đầu lưỡi nhẹ nhàng tan ra phảng phất như một vệt ân cần thăm hỏi ôn nhu lập tức hắn lại gắp miếng cá bỏ vào trong miệng trong nháy mắt liền nếm được miếng cá tươi ngon hắn biết đây là mùi vị thịt cá tươi mới mới có thể có được hơn nữa mùi tanh đã được trừ rất sạch sẽ mùi gừng nhàn nhạt hoàn toàn loại bỏ mùi cá phảng phất cả người đặt vào trong đó giữa một bức tranh sơn thủy tươi mát tất cả các lão sư cùng đến đây cũng đều có cảm thụ giống nhau vốn dĩ bọn họ chỉ muốn đến giải rượu nhưng không ngờ quán ven đường lại có cháo cá ngon như vậy rất nhanh tất cả mọi người bắt đầu lang thôn hổ yết thậm chí có lão sư còn liên tục ăn mấy bát hiệu trưởng chu mãn định sờ lên bụng mình phình lên lão vương a ngươi thật đúng là có bản lĩnh nào có đồ ăn ngon tất cả ngươi đều biết, sau này chúng ta sẽ giao xong liền tới nơi này uống miếng cháo cá, Vương Kiến Nghiệp rất là đắc ý, dù sao đến ăn cháo cá là hắn đề nghị, không nói cái khác, ấn tượng của mình trong mắt hiệu trưởng Chu nhất định tăng thêm vài cấp bậc, về sau bình chức xưng mình cũng có thể chiếm chút ưu thế nhỏ. Lúc tính sổ bọn họ tổng cộng ăn 17 bát, dựa theo giá cả của cá dưa chua là 30 phần, bất quá chi phí cháo cá thì thấp hơn một chút, vậy là ta dựa theo 25 một phần thu lấy, điều này làm cho hiệu trưởng Chu cũng choáng váng sao còn có ông chủ chủ động hạ giá, dùng chính là cá tươi làm miếng, không có đồ ăn làm ra không có thêm tiền thu thêm. Thương gia lương tâm như ta khiến hắn lập tức lau mắt mà nhìn, hiệu trưởng Chu không chỉ rất sảng khoái thanh toán tiền, đồng thời trong lòng còn sinh ra một ý nghĩ khác, đợi sau khi bọn họ rời đi, tiểu tử dương thụ này lại xuất hiện, mà lần này hắn đến đây. Không chỉ mang đến cho ta cơ hội buôn bán to lớn, còn để cho mình thu hoạch một phần ái tình ăn hàng thuộc về mình. Để Ad có thêm kinh phí làm video dài và hay hơn. Rất mong mọi người ủng hộ để Át có kinh phí mua bản dịch. Cảm ơn mọi người nhiều nha.